Đây, chơi lớn nhá. Hết đi. Đây à. Tất cả đây à em. Vâng. Từng thương ai nhiều đến vậy. Hello mọi người, em chào tất cả các chị yêu nhá. Hello các chị yêu của em. Chào Hoàn này, em chào mọi người. Hoàn xinh đẹp à, trời ơi. Toàn được khen. Chào tình yêu anh Nam, lâu lắm rồi mới thấy trong livestream này. Em chào chị Ca Su, em chào tất cả mọi người. Bộ đồ có chị yêu ơi, đợi em tí hôm nay về một bộ đồ cực kỳ đẹp luôn. Chị nào ở trong livestream ấn em Hoàn một nút chia sẻ về trang cá nhân. Năm lần chia sẻ trong hội nhóm lớn, hôm nay chơi lớn với mọi người luôn, được chưa? Không máu. Đồng giá 20k cho tất cả các chị yêu đang xem livestream. Ấn em một nút thả tim. Ấn em một nút chia sẻ về trang cá nhân. 5 lần lên trang hội nhóm lớn, tổng lượt chia sẻ là 6 lần. Không cần comment nhiều. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Hoàn comment cho em số 3, được chưa? Ok. Nhìn thấy em comment giúp em số 3 với ạ. Ok chưa? Ok. Cho em một lần chia sẻ lên trang cá nhân. 5 lần lên các nhóm. Hôm nay là phải chơi rực rỡ nhá, được chưa? Xin phép mọi người, hôm nay cho em Hoàn rực rỡ một hôm, được chưa? Ok. Lúc nào em cũng xem mà chị yêu, hệ bật cho chị cái quạt với. Đấy, ấn cho em một lần chia sẻ về trang cá nhân. 5 lần chia sẻ về trang hội nhóm lớn. Các chị ơi, ai đã chia sẻ thật lòng comment cho em số 3 để em ưu tiên chốt. Hôm nay chị Hoàn xinh thế, em thì lúc nào mà chả xinh. Em lúc nào cũng xinh ạ. Ấn em lần chia sẻ ạ. Đấy, được chưa? Rút thăm là ngày 20 tháng 11 chị ơi. Rồi, bộ ga 7 triệu 2 chờ em xíu xíu, em sẽ like luôn mọi người. Ai đang ở trong livestream ấn em nút chia sẻ. Một lần về trang cá nhân số bé nhất, 5 lần về trang hội nhóm lớn. Đã chia sẻ thật lòng comment cho em số 3 lên trên cao này này em này. Dưới chân này có gì đâu. Rồi các chị ơi, ấn cho em nút chia sẻ nhanh nhá. Chào Hoàn, hôm nay vào muộn thế à, em cảm ơn mọi người. Hôm nay nhận được chị Ensu uống ngon quá, em cảm ơn các chị. Đấy, hàng chất lượng lắm, nhận được hàng 4 triệu mốt, ưng lắm, em cảm ơn tình yêu này. Ai nhận được hàng rồi, cho em xin lời feedback để lấy động lực bán hàng cho mọi người, được chưa? Ok. Chị yêu nào đã nhận được hàng rồi, cho em Hoàn xin lời feedback lấy động lực bán hàng. Hôm nay em cho tất 20 nghìn, được chưa? Ok. Tất luôn. Cả các chị đang xem livestream, ấn em một nút chia sẻ về trang cá nhân. 5 lần các nhóm. Em Hoàn cho tất mọi người. Đúng rồi, khen em Hoàn thì khen cả đời. Em cảm ơn chị Vũ Hương. Ấn một nút chia sẻ về trang cá nhân. 5 lần chia sẻ về trang hội nhóm lớn cho em. Tổng lượt chia sẻ giúp em là 6 lần. Các chị comment giúp em, chị nào đã chia sẻ thật lòng. Đấy, có logo người chia sẻ tặng sao giúp em, được chưa? Ok. Đã chia sẻ thật lòng, comment giúp em số 3, được chưa? Bây giờ mình lên luôn mã sản phẩm đầu tiên, em vào chương trình bán hàng luôn cho nhanh, muộn rồi, được chưa? Mã sản phẩm đầu tiên, các chị comment luôn cho em này. Lô đầu nhá. Lô đầu một loạt sản phẩm này, comment của em là đồng giá 20.000, được chưa? Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Đồng giá 20k và kèm số điện thoại, làm lên đơn. Máy ép chậm của Nai Sai cổ to. Chị yêu nào đã nhận rồi cho em xin lời feedback, được chưa? Ok. Một lần chia sẻ về trang cá nhân, 5 lần chia sẻ với các trang hội nhóm lớn. Mình comment luôn giúp em là gì ạ? Đồng giá 20k kèm số điện thoại, làm lên đơn nha các chị. Vậy để xa tí để cho mọi người nhìn cho rõ. Ok. Ok chưa? Đồng giá 20.000, em anh giúp giúp chị với vậy đây, anh đây, đây, đây. Giữ chị để chị giúp, bật làm gì vội? Chưa, đã bật đâu, có gì? Cẩn thận nó rơi, cẩn thận nó rơi. Ôi, được chưa? Rơi thật luôn. Ôi, chết rồi. Mã sản phẩm là đồng giá 20.000, kèm số điện thoại, em nhận đơn, được chưa? Đây. Chị nào thích máy ép chậm, mình lên cho em là máy ép chậm kèm số điện thoại, là em lên đơn, được chưa? Ok. Máy ép chậm và kèm cho Hoàn xin số điện thoại, là em lên đơn. Ngày hôm nay, ấn cho em nút chia sẻ, đã chia sẻ thật lòng, comment giúp em Hoàn là máy ép chậm. Hoàn tặng kỷ niệm tất cả các chị yêu có mặt trong livestream ngày hôm nay 20.000 đồng. Ok. Được chưa mọi người ơi? Ok. 20.000 đồng một cái máy ép chậm này, các chị ơi. Máy ép chậm này là của em, là máy ép chậm cổ to. Xịn sò cho các chị luôn. Mã sản phẩm là gì ạ? Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Đồng giá 20.000 mà kèm em xin số điện thoại, làm hẳn lên đơn. Đây, mày thử lại chị với nào. Chưa kịp, đấy. Mã sản phẩm là gì ạ? Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Đồng giá 20k và kèm em xin số điện thoại, lấy miệng đơn đây. Đại khái là cái máy nó như thế này, đấy, chị nhá. Như này. Đại khái là cái máy nó như này. Máy ép chậm cổ to. Ai đã được mua cái máy ép chậm này nhà em rồi, ép siêu kiệt, siêu nhanh, siêu sướng luôn. Ngày hôm nay ạ, đã có được chia sẻ, ai chưa được bao giờ, mình comment thật nhiều lên ạ, chia sẻ livestream nhiều lên, tương tác nhiều. Nhớ bật thông báo livestream, bật theo dõi để chế độ xem trước để mình được
chốt mã máy ép chậm này, được chưa? Ok. Mã sản phẩm là máy ép đồng giá 20k kèm số điện thoại. Chị nào lấy máy ép chậm comment cho em máy ép chậm kèm số điện thoại, được chưa? Ok. Máy ép chậm và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn. Máy ép rồi máy ép đi. Máy ép và kèm số điện thoại. Em tặng kỷ niệm mọi người là 20.000 đồng. Áp dụng tài khoản đã chia sẻ livestream giúp em một lần về trang cá nhân 5 lần các bạn nhớ. Tổng lượt chia sẻ là 6 lần. Không cần chia sẻ nhiều mã sản phẩm. Máy ép chậm 20k kèm số máy ép chậm 20k kèm số điện thoại. Chăn Nicolas của Pháp đúng không? Chăn Nicolas. Chị comment cho em là chăn Pháp và kèm số điện thoại là em nhận đơn, được chưa? Ok. Chăn Pháp và kèm số điện thoại. Các chị được chút đơn hàng công. Chị nào chăn nhận chăn Pháp nhà em rồi thì biết, trời ơi ta nói là đẹp ngất người luôn. Ta nói là đẹp thực sự luôn các chị ơi. Một cái quả chăn Pháp lót lông thỏ chuẩn xịn luôn. Ai chưa được chăn nhà em, mình comment cho em là chăn Pháp và kèm cho em xin số điện thoại làm lên đơn, được chưa? Ok. Anh em hoàn một lần chia sẻ với trang cá nhân, không chia sẻ không nhận đơn ạ. Chỉ chốt cho những chị yêu nào đã có lượt chia sẻ, chỉ nhận đơn những chị nào chia sẻ chị nhá. Ok chị. Có một lần chia sẻ với trang cá nhân 5 lần chia sẻ với trang hội nhóm lớn, tổng lượt chia sẻ là 10 lần đúng không? 6 lần. Tổng lượt chia sẻ là 6 lần đúng không? Thế thì 5 lần trang cá nhân thì cho 10 lần đi, okay. Được chưa? Các chị lên cho em là chăn Pháp, được chưa? Chăn Pháp và kèm cho em hoàn xin số điện thoại làm hoàn lên đơn, được chưa? Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 20.000 đồng. 20.000 đồng cái chăn Pháp, ok cho mọi người. Ok. Chăn Pháp 20k. Có một đúng cú pháp là gì ạ? Chăn Pháp 20k kèm số chăn Pháp 20k. Cái chăn nhà em không đẹp lấy tiền. Hoàn tặng tất cả các chị yêu 20.000 đồng, được chưa? Ok. Ấn cho em nút chia sẻ. Thôi 10.000 đồng đi nhá. 10.000 luôn. 10.000 đồng cái số nó đẹp, điểm 10 cho chất lượng luôn nhá. Ok. Con này phải gọi là điểm 10 cho chất lượng ạ. Em tặng mọi người 10.000, được chưa? Ok. Lên luôn. Lên cú pháp cho em là gì ạ? Cái máy này làm sao ấy mà nó còn chân không nhận cả comment. Mà lúc nào em cũng bật cái máy này. Em nhìn ra mạng giật nó còn tụt hết cả người xem kìa. Còn không thể nhìn được comment luôn. Em vào mà xem. Mã sản phẩm là chân Pháp 10.000 kèm số chân Pháp 10k và kèm cho em xin số điện thoại, ok chưa? Ok. Tặng tất cả các chị yêu chân Pháp với giá bao nhiêu? 10.000 đồng. Đùng đùng luôn, đơ luôn ý. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 10.000 đồng. Mã sản phẩm là chân Pháp 10k kèm số điện thoại. Chân Pháp 10k rồi, bỏ ra đi em ơi. Okay. Rồi lôi lẩu đi. Bao nhiêu lôi lẩu ngày hôm nay cho hết đi. Lôi lẩu Fujika, thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Em bán quá nhiều rồi. Ai hôm nay đã chia sẻ thật lòng cho em một lần về trang cá nhân, em chia sẻ trực tiếp lên trang nào đi. Và 5 lần lên các trang hội nhóm lớn. Mình có muốn cho em mã sản phẩm là gì ạ? Lôi lẩu. Chị nào đã từng mua lôi lẩu nhà em rồi, về sử dụng có sướng không? Chất liệu có đẹp không? À dùng có ok không? Sôi nhanh không? Cả nhà mình ăn ok không? Mình có comment cho em là lồi lẩu và kèm số điện thoại nhận đơn, được chưa? Ok. Ấn em một lần chia sẻ về trang cá nhân 5 lần các nhớ. Lồi lẩu Fujika ngày hôm nay hoàn tặng kỷ niệm tất cả các chị yêu đang xem livestream. Ấn em một lần chia sẻ về trang cá nhân 5 lần nhớ. Trang hội nhóm lớn. Mã sản phẩm là lồi lẩu 20k kèm số điện thoại 20.000. Được chưa? Ok. Lôi lẩu này tặng 20.000 nhá. Ok chị. Lôi lẩu này em tặng mọi người là 20.000 đồng. Được chưa? Ok. Mã sản phẩm cho em là lôi lẩu 20k kèm số lôi lẩu 20k kèm cho em xin số điện thoại là lên đơn. Một cái lôi lẩu của Fujika này thị trường đang bán mọi người là hơn 600. Em hoàn tặng mọi người 20.000, được chưa? Ok. Ai chưa chia sẻ ấn em nút chia sẻ. Comment đúng cú pháp cho em là thôi comment đồng giá 20.000 cho nhanh đi. Đồng giá ok. Đồng giá nhá. Ok chị. Bán đồng giá thì ok nhá. Trời. Comment luôn cho em đồng giá 20.000 đi, em đỡ phải đọc nhiều mã, được chưa? Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số điện thoại. Lồi lẩu này dùng không sướng không lấy tiền, được chưa? Ok. Đồng giá 20k, lồi lẩu 20k. Rồi em ơi, lên tiếp cả cái lẩu này, lên tiếp cả lồi nồi đấy cho chị luôn. Nồi áp suất. Áp suất xanh. Nồi áp suất xanh ngày hôm nay ạ, chia sẻ em một lần về trang cá nhân 5 lần các nhớ. Nồi áp suất và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn. Chị yêu nào chưa chia sẻ ấn ngay cho em hoàn nút chia sẻ. Một lần về trang cá nhân, 5 lần nhóm lớn, được chưa? Ok. Comment luôn đúng cú pháp cho em là đồng giá 20.000, kèm được chưa? Tất cả những món này muốn lấy món nào báo nhân viên bên em, được chưa? Ok. Các chị nhìn cho em một quả nồi áp suất xanh đẹp như thế này. Em bán mọi người 20.000, có ai bán không? Chả ai bán. Hoàn bán mọi người 20.000 luôn đấy ạ. Ai chưa chia sẻ đừng comment, ví dụ như chị Nguyễn Linh đi kìa. Được chưa? Chưa chia sẻ đừng comment. Tất cả những trường hợp nào chưa chia sẻ không chốt đơn, em sẽ nhận đơn cho những chị yêu nào đã có logo người chia sẻ hoặc là fan cứng của em. Comment thật nhanh lên, comment nhiều lên, thả tim thả like mạnh mẽ lên, ok chưa? Ok. Mã sản phẩm cho em hả? Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Đồng giá 20k, em mang cả nồi nồi chiên 10 lít ra đây. Nồi 10 lít luôn. Nồi 10 lít mang ra đây chị tặng luôn 20.000. Okay. Em ơi đấy, mang nồi 10 lít ra đây, mang toàn bộ những cái gì chất lượng nhất của mình ra đây, bếp ga này,
ấm siêu tốc Guho này, okay. Máy lọc nước này, mang tất cả ra đây. Hôm nay là gì ạ? Tất cả những cái gì còn sót lại trong nhà, xin phép bán kỷ niệm mọi người. YouTube em bán là đồng giá 20.000, được chưa? Okay. Chưa chia sẻ like, ấn em hoàn nút chia sẻ. Không chia sẻ vui lòng, không lên đơn. Ví dụ như chị Hà Anh Nguyễn Điệt, chị đừng comment làm gì nhiều. Được chưa? Chưa có lượt chia sẻ em sẽ không nhận đơn đâu ạ. Hệ thống nhá, nhớ nhá, chỉ nhận đơn tất cả những chị yêu nào có lượt chia sẻ một lần về trang cá nhân. Năm lần cả nhà. Đây, một quả nồi cho các chị đây, nồi áp suất cho các chị đây. Được chưa? Luôn. Mọi người ơi, to dày đẹp chất lượng mọi người, nồi áp suất. Em kỷ niệm tất cả các chị yêu là 20.000, mã sản phẩm cho em hoàn là đồng giá 20k. Đồng giá 20k, ai không chia sẻ không lên đơn cho em, được chưa? Ok. Còn nồi cơm 10 lít em ơi, nồi cơm 10 lít đây. Nồi chiên 10 lít ạ. Các chị ấn cho em nút chia sẻ nồi chiên 10 lít của Nai Sai. Bán các chị quá nhiều rồi, được chưa? Ok. Ai đã nhận được nồi chiên này rồi, xin phép cho em hoàn xin lời feedback. Chị nào nhận được nồi chiên rồi cho em hoàn xin lời feedback ạ. Một lần chia sẻ về trang cá nhân, 5 lần chia sẻ trang hội nhóm lớn. Tổng lượt chia sẻ là 6 lần giúp em. Mình comment cho em mã sản phẩm là đồng giá 20.000. Đừng có chấm nhiều các chị ơi. Chị Kim Anh Trần chấm gì mà chấm lắm đấy chị. Ê, mình comment đúng cú pháp đi, đừng chấm. Mình như máy này bị đơ, bị giật hay sao mọi người không nhìn thấy mọi người chấm em ạ. Nó bị đơ ấy. Được chưa? Mình comment cho em là đồng giá 20.000 và kèm số gọi là nhân dân. Một quả nồi cơm nồi chiên 10 lít như thế này cho các chị yêu. Đây các chị nhìn cho em với. Quá đẹp luôn, to đúng không? Quá sơ thứ nhất là to. Chiên cả ba con gà luôn. Đẹp ạ, chất lượng ạ. Giá thì rẻ, quá rẻ luôn. Chất lượng luôn cho tất cả các chị luôn. Ai chia sẻ livestream mình comment đúng cú pháp cho em là gì ạ? Đồng giá 20k. Thật sự luôn là không mua được đâu giá này đâu ạ. Nói thật luôn là vẫn bảo hành mọi người 1 năm luôn, sử dụng luôn. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 20.000 đồng. 20.000 đồng. Áp dụng tài khoản chia sẻ like. Chị yêu nào đã là fan cứng hoặc đã có logo người chia sẻ like, mình comment lên đúng cú pháp cho Hoàn là gì ạ? Đồng giá 20k kèm đồng giá 20k và kèm cho em xin số toa. Nồi chiên này em cũng xin phép bán tặng kỷ niệm mọi người. Có mặt trong livestream này đã chia sẻ cho em Hoàn là 20.000, được chưa? Ok luôn. Có ai bán nồi chiên này 20.000 đúng không ạ? Chả ai bán. Lên đơn đúng cú pháp cho em là gì ạ? Đồng giá 20k kèm số loại. Một cái nồi chiên không dầu 10 lít ạ. Cho chị uống nước ạ, siêu to khổng lồ luôn. Nó to một cách là khủng khiếp luôn. Một quả nồi chiên như này, chiên cả ba con gà luôn cho em, con gà 3 cân luôn cho em. Hai con gà luôn cho em, ba con gà thì hơi quá, hai con gà là thoải mái cho em. Chiên cho cả nhà ăn, nhà 8 người, 10 người chiên được hết. Em xin phép uống nước, mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số nội. Nồi chiên siêu to khổng lồ. Ừ. Nhìn cho em quả nồi chiên. Nhìn em hoàn quả nồi chiên. Xem nó có chất lượng không ạ? Nó có đẹp không mọi người ơi? Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số nội. Nó thật sự luôn là quá to và quá đẹp. Áo em mặc có bán cho em tí ạ, được chưa? Ok. Ấn cho em nút chia sẻ, mọi người nhìn cho em, ngắm cho em quả nồi chiên. Em bán mọi người bao nhiêu ạ? 20.000 đồng. Thả tim lên cho em. Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số nội. Có người chia sẻ ạ, được chưa? Nồi chiên này tuyệt vời lắm, chị nhận được rồi, em cảm ơn mọi người. Em cảm ơn tất cả các chị yêu. Em tặng mọi người là 20.000 đồng. Tiếp theo em ơi, cả nồi chiên 12 lít và 10 lít này. 10 lít rưỡi mang hết vào đây. Ui. Nồi chiên 10 lít rưỡi ạ. Chị nào đã chia sẻ mình comment cho em mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số. Đừng comment cú pháp khác. Chỉ có một từ là đồng giá 20k thôi. Đúng. Đừng có comment bất kỳ cú pháp nào khác ạ. Comment nhanh lên ạ. Comment thật nhiều lên cho em, được chưa? Ok. Ai chưa chia sẻ ấn hoàn một nút chia sẻ. Chị nào chưa thả tim ấn em nút thả tim. Ngày hôm nay em bán tất cả nồi 10 lít rưỡi này cho em, xin phép bán vênh lên tí, được chưa? Okay. Riêng nồi 10 lít rưỡi này. Đấy, các chị comment cho em hay thôi, vẫn đồng giá 20.000 nhá. Đồng giá đi chị ơi. Nhưng mà lỗ nhiều quá vậy ơi. Kệ lỗ. Nồi chiên 10 lít ạ, các chị thả tim cho em phát. Thả like cho em hoàn phát. Các chị ơi, nhìn cho em cái nồi chiên. Trời ơi vậy ơi. Nhìn. Em bán ra thị trường hơn 2.000 cái nồi chiên này rồi mà em mới like có 2 like. Em bán ra thị trường là hơn 2.000 cái nồi chiên đúng không? Chuẩn luôn. Vậy thì nồi chị một cái quả nồi nó có chất lượng không em? Quá đẹp luôn. Nó quá đẹp không? Siêu to khổng lồ. Nó siêu to khổng lồ không? Nó quá kinh khủng không mọi người ơi? Ấn em nút chia sẻ mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số nội. Đồng giá 20k và kèm cho em xin số nội là em nhận đơn. Ấn cho em lần chia sẻ. Chị nào chia sẻ nhiều Huệ ơi, Huệ loát luôn hệ thống, chốt luôn chị. Okay, 10 người luôn. Chị chốt luôn. 10 người chia sẻ nhiều. Nhất luôn loát hệ thống đi. Okay, cho 5 chị. Phút, cho 3 phút nữa em loát. Vâng. Ai chia sẻ nhiều em cũng chốt luôn chị luôn nồi chiên nhá. Ok. Nhất người chia sẻ nhiều em chốt luôn 10 cái nồi chiên này. 10 nồi chiên. Ok, okay chưa? Mọi người nhớ dùm em này. Ồ, được chưa? Nhớ dùm em này, nồi chiên này em bán mọi người là 20.000. Mình có một trăm là đồng giá 20.000. Kèm số điện thoại là lên đơn. Chưa chia sẻ ấn em nút chia sẻ. Chưa thả tim ấn em nút thả tim.
chưa thả like, ấn em nút thả like, mạng rất là yếu luôn em ạ. Được chưa, mọi người nhìn cho em này, quả nồi chiên này em tặng mọi người bao nhiêu? 20.000 đồng. 20.000 đồng em ơi. Tiếp theo em ơi, nồi lẩu à? Tiếp tục, tiếp nồi điện. Lẩu nướng à? Ok chưa? Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số thoại. Trời ơi, đồng giá 20k kèm số thoại là lên đơn. Nồi lẩu nướng của Zipline của Thái, chất lượng ạ, giá rẻ ạ. Ấn em nút chia sẻ ạ. Ai chưa chia sẻ vui lòng mình không lên đơn tất cả những mã này. Các chị nhớ hộ em này, em bán 20.000 là hoàn toàn em lỗ nhá. Em không được lãi 1.000 nào đâu ạ. Nhưng mà em xin phép là em sẽ bán tặng các chị gọi là gì ạ? Đầu like cho hoan hỉ cho vui vẻ, được chưa? Ok. Mã sản phẩm chị nào chia sẻ nhiều vẫn nhận đơn nha nhá. Ok. Và kèm số điện thoại em nhận đơn nhận người. Nồi lẩu này là vừa lẩu vừa nướng của Zipline, được chưa? Ok chị. Các chị nhớ hộ em là em bán mọi người 20.000 đồng. Vẫn bảo hành cho mọi người là 1 năm sử dụng, được chưa? Okay. Vẫn bảo hành cho các chị em của mình 1 năm sử dụng cho quả nồi lẩu vừa nướng như thế này luôn. Comment đúng cú pháp cho em Hoàn là gì ạ? Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Đồng giá 20k kèm số điện thoại em nhận đơn, được chưa? Ok. Đấy, comment đúng cú pháp là đồng giá 20k. Các chị muốn lấy gì ngày mai các chị báo hệ là được, được chưa? Ok. Ấm siêu tốc cua. Đấy, ấm siêu tốc của cua này dòng thị trường là hơn 1 triệu, vì đây là dòng ấm siêu tốc cao cấp, ấm siêu tốc xịn, đúng không các chị? Về nhìn cho em, ấm siêu tốc nó khác bọt hoàn toàn luôn, siêu dày, không bao giờ gì được, dùng bảo hành mọi người 3 năm không bao giờ gì. Ấm siêu tốc này em cũng bán mọi người 20.000 đồng, được chưa? Ok. Lên đúng cú pháp cho em là gì ạ? Đồng giá 20k kèm đồng giá 20.000 và kèm cho em xin số điện thoại. Chị nào mà nhà chưa có máy sấy, được chưa? Ok. Mình lên cái máy sấy lấy chị hai mã dưới. Máy sấy này các chị comment cho em mã sản phẩm là đồng giá 20.000 kèm số điện thoại, các chị được chốt đơn máy sấy đi. Ai thích lấy máy sấy mình comment tủ sấy, đúng không? Ai thích lấy tủ sấy comment cho em là tủ sấy, được chưa? Ok. Em bán cho mọi người là đồng giá 20.000 và kèm cho em xin số điện thoại là các chị được chốt đơn hàng thành công. Ấn em một nút thả tim, được chưa? Ok. Một nút like livestream, một nút chia sẻ về trang cá nhân 5 lần cả nhóm lớn, tổng lượt chia sẻ là 6 lần. Cái nồi này ngày hôm nay Hoàn tặng mọi người cái tủ sấy này bao nhiêu em? 20.000 đồng. 20.000 đồng một con tủ sấy, được chưa? Ok. 20.000 đồng một con tủ sấy. Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm sấy quần áo mùa này, quá chất lượng, về lắp lên nó thành một cái tủ đúng y như này. Em bán kỷ niệm mọi người 20.000 đồng, Hoàn vẫn bảo hành cho mọi người là 1 năm sử dụng. Em vẫn bảo hành cho mọi người là 1 năm sử dụng cái tủ này. Thả tim lên cho em bởi mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số. Trời ơi các chị ơi, quá tuyệt vời. Các chị ơi có tin được không mọi người ơi? Làm sao mà tin có rồi. Tin được không mọi người? Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số. Chị nào không chia sẻ đứng lên đơn ạ. Tất cả những chị đâu nào không chia sẻ like ngày hôm nay, mọi người đừng comment và đừng lên đơn cho em. Ai đã có logo người chia sẻ rồi, chị nào đã chia sẻ thật lòng cho em rồi thì mình hãy lên đơn. Còn lại thì mình sẽ vui lòng là mình không lên đơn cho em, được chưa? Ok. Em bán mọi người 20.000 là em đang lỗ toàn bộ. Đang lỗ thật lòng, lỗ thật sự luôn, được chưa? Nên là mọi người nhớ dùm em này, các chị ơi phải đổi nhận lại được nút chia sẻ của mọi người. Một lần về trang cá nhân, 5 lần về trang nhóm. Nhóm lớn. Tổng lượt chia sẻ giúp Hoàn là bao nhiêu lần? 6 lần. 6 lần cho em là ok, chị nào chia sẻ nhiều Huệ nhận đơn luôn, Huệ chốt luôn. Ok. Huệ sẽ chốt theo số lượt chia sẻ, em Hoàn chốt cho mọi người luôn, ok chưa? Okay. Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số điện thoại. Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Bộ nồi hôm nay về đẹp lắm các chị ơi, hôm nay em về mã bộ nồi cho chị. Đẹp lắm, nó có 6 chi tiết thôi nhưng mà đẹp kinh khủng luôn. Nồi cơm cu hô ngày hôm nay bán với chị bao nhiêu em ơi? 20.000 đồng. Thả tim em phát. Ai thích nồi cơm cu hô thì mình đặt nồi cơm, được chưa? Ok. Nồi cơm cu hô ngày hôm nay, trời ơi nồi này mà bán 20.000 thì rẻ quá. Siêu đẹp. Nồi cơm cu hô ngày hôm nay ạ, cho em xin nút chia sẻ. Ai không chia sẻ mình hoan hỉ cho em là đừng chốt đơn những mã này, được chưa? Những cái mã này là mọi người lưu ý giúp em này, chỉ dành cho những chị yêu nào yêu thương thật lòng, chia sẻ livestream, đã chia sẻ livestream thật lòng cho Hoàn. Không chia sẻ mình đừng comment ạ, được chưa? Okay. Thả tim, thả like cho em, tặng sao cho em, chia sẻ giúp em. Ai chia sẻ em mới gì ạ? Em mới okay. Chốt cho mọi người, được chưa? Chị Bảy Phạm có lần chị nhận được quà em rồi, chị đừng mở mồm ra nói câu đấy đi. Ok chưa? Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số điện thoại. Tặng quà cho người như chị đấy. Mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số đồng giá 20.000 và kèm danh xin số điện thoại, làm lại đơn, được chưa? Bao giá toàn quốc cho mọi người. Cái nồi này em tặng mọi người là 20.000 đồng, ok chưa? Ok. Ai ấn cho em nút chia sẻ ạ? Ai ấn em nút thả tim ạ? Chị nào ấn nút thả like em ơi, chốt một loạt luôn đi cho chị ơi em ơi. Ok đấy. Chị nào là fan cứng cộng 1 hoặc có logo người chia sẻ em sẽ ưu tiên. Okay. Em mang cả máy làm sữa hạt ra đây. Đấy, comment đúng này.
đồng giá 20k kèm số điện thoại nhận đơn, đúng chưa? Đồng giá 20k bảo hành mọi người là 12 tháng. Một cái máy làm sữa hạt như thế này hoàn bán kỷ niệm các chị yêu trong livestream ngày hôm nay là 20.000 đồng. Chị yêu nào đã chia sẻ like thật lòng, mình comment lên cho em màn mã sản phẩm đó. Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Rồi ôi, vậy này trời ơi, đẹp lắm luôn. Em bỏ ra cho chị với, bỏ ra cầm cho chị với để chị bỏ ra cho mọi người nhìn. Em chốt luôn nhá. Được chưa? Okay. Mình sẽ tranh chín luôn nhá. Tặng quà nhà em hoàn 100% là chuẩn, thật xịn sò luôn. Không có ảo, không có câu like, không có câu view gì ở đây, được chưa? Okay. Chị nào chưa được quà bao giờ, bây giờ mình comment thật nhiều lên cho em để em nhìn thấy, được chưa? Okay. Ấn em nút chia sẻ, ấn em nút thả tim, ấn em nút thả like, chia sẻ một lần với trang cá nhân, 5 lần với trang một nhóm lớn, tổng lượt chia sẻ cho em là 10 6 lần. À 6 lần, mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm số. Comment đúng cú pháp cho em ạ, đừng comment lệch nhé. Ví dụ chị mua hàng 6 năm rồi là đừng có comment, được chưa? Comment đúng cú pháp cho em, không lại bảo là em chốt sai cú pháp, được chưa? Okay. Ai chưa chia sẻ comment lên nào. À, ai chia sẻ livestream rồi, comment lên cho em mã sản phẩm là đồng giá 20k kèm đồng số. Đồng giá 20k, được chưa? Trời ơi, Huệ ơi, chị run quá. Tất cả những sản phẩm chất lượng nhất, ví dụ máy làm sữa hạt này, các chị đang mua ngoài là 2.700.000, em bán mọi người là 20.000, được chưa? Ok. Áp dụng tài khoản chia sẻ like cho mọi người, được chưa? Chốt luôn. Rồi, ví dụ như là chị gì đây ạ? Cứ comment đúng cú pháp là em nhận đơn. Nguyên Hoàng 0891. 0891 này, được chưa? Ok. Đấy, em cho 10 người chia sẻ like nhiều đi. 10 người luôn. Đấy, nha. Được chưa? Tất cả những chị yêu nào nhìn thấy em hoàn ghi okay, là ok cho chị được. An Đạt 6740. 20k cho chị My Lai comment sai cú pháp rồi, chị My Lai ơi. Nhiều okay. Người chị khác nha. Ok, cho chị Mai Thị Nhung 9746. Đây, Lily Trần 5143 này. Ok, Lily Thảo Trần. Phương Nguyễn này 2020 này. Ok, cho chị Nguyễn Phương 7743 này. Ba Đa Trang này 1569 này. Ok, chị Ba Đa Trang. Chị gì đây, bên page này đi chị ơi. Bên page này em ơi, bên ok bên cho này. Chị Mimi bao nhiêu? 7858. Ok chưa? Ok. Rồi chị Trang Thảo này 1200 này. Ok cho chị Hồ Viết Trung 9084 này. Trần Hanh này gì đây? Trần Hanh sai rồi. Sai cú pháp rồi, sai cú pháp. Cứ đồng giá 20k cho em đúng cú pháp, đúng em cú pháp cho chị bên dưới. Chị Hằng Nguyễn Thị luôn. Ok đấy chị. Hằng Nguyễn Thị 8537. Đồng giá 20k kèm số điện thoại. Chỉ cần comment đấy cho em thôi. Không comment sai cú pháp, không comment lịch sự pháp để mai mọi người lọc đơn, mọi người gọi đơn cho dễ, được chưa? Ok cho chị Song Nhi Nguyễn 0358 này. Đồng giá 20k nha. Bên này đi, chị Trang Trần này 1200 này. Ok cho chị Đào Khánh Linh 6749 này. Chị Hoài Phương Vũ này 5621 này. Ok chị Hoàng rồi Thu, bên này đi Hoàng chị ơi. Trần 9841 này. Hoàng Thích An này 2042 này. Ok chị Lâm. Được chưa? Lâm Vương Trường 9627 Nguyễn này. Nguyễn Ái này 1075 này. Ok chị Ân Thu Hà 8911 này. Các chị nhớ ấn cho em nút chia sẻ. Tất cả những chị yêu nào được ghim và được đọc tên là 100% các chị được chốt đơn. Ok. Chốt thật luôn 20.000 bán tất cả mọi người. Không chốt ảo, không chốt câu like, không chốt câu view cho bất kỳ ai, được chưa? Ok. Ấn em nút chia sẻ mình được chốt đơn. Ok không ấn cho nút chị chia sẻ, không được chốt đơn đâu. Phạm Lữ 9641 này. Đây bật lên cho chị với. Rồi okay. Cho chị gì đây? Bình Nguyễn này 5273 này, được chưa? Ok cho chị Trinh Bùi 8411. Thảo Phương Trần này 1029 này. Ok cho chị Quý Lê 6934 này. Chi Trần này 5321 này. Ok cho chị Sâm Co 2733 này. Đây bên này em ơi, chốt cho bếp bên này đi em này. Ok cho chị Thiên ôi Nguyễn ôi, tên gì là tên Vân Ngố thì chốt cho phát cho nó khôn okay, nhá. Ok chị Vân Ngố bao nhiêu đấy? Vân 38 3824 được rồi ạ. 3824 này, Đinh Thắm này, được chưa? Ok Đinh chị. Đinh Thắm này đồng giá 20 cho chị là 4699 này. Nhớ ấn dùm em nút chia sẻ like. Chị nào chia sẻ like mới được, được chưa? Ok. Rồi, mình chương trình là đồng giá 20.000 đúng không? Vâng ạ. Thả tim cho em phát. Rồi, bây giờ là tiếp tục chương trình này. Tiếp tục chương trình là gì ạ? Quà Phạm Hoàn, được chưa? Quà Phạm Hoàn và kèm số điện thoại. Em ơi, nhanh chân nhanh tay chị với. Lấy chị một thùng khẩu trang ra đây. Ok chị. Quà Phạm Hoàn và kèm số điện thoại. Ai chưa chia sẻ, ấn em Hoàn nút chia sẻ. Chị nào chưa thả tim, ấn em nút thả tim. Chị nào chưa like livestream, ấn em nút like livestream. Comment đúng cú pháp cho em Hoàn là quà Phạm Hoàn kèm số điện thoại. Sao không lên em ơi? Quà Phạm Hoàn và kèm số điện thoại là lên đơn cho tất cả các chị yêu luôn. Bao giá toàn quốc cho tất cả các chị yêu. Mã sản phẩm là quà Phạm Hoàn kèm số điện thoại. Tất cả các chị yêu đang có mặt trong livestream ngày hôm nay mang về cho em một cái gói khẩu trang này với giá 0 đồng, không cước. Mã okay. Sản phẩm là quà Phạm Hoàn kèm số điện thoại. Quà Phạm Hoàn và kèm cho em xin số điện thoại chuẩn khẩu trang y tế 4 lớp. Em tặng mỗi chị yêu
vợ 10 cái, một gói 10 cái này thị trường đang bán mọi người bây giờ cả 100.000 luôn đấy các chị ạ. Đắt dã man lên giá kinh khủng luôn. Em tặng mỗi chị một gói với giá không đồng, không cước về tận nhà, được chưa? Ok luôn. Sản phẩm là quà Phạm Hoàn kèm số điện thoại. Quà Phạm Hoàn và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn, được chưa? Ok. Mỗi chị được không đồng không cước luôn, không tính thêm cái gì của các chị. Không tính thêm bất cứ cái gì ạ. Chỉ cần ấn em Hoàn một lần chia sẻ like về trang cá nhân. 5 lần nhá, nhóm lớn, chốt thật nha, không có chốt ảo này, không có câu like này, không có câu view này, không có gì cả, được chưa? Okay. Mỗi chị yêu nhận về hộ em Hoàn, về tay cho em không tính một đồng tiền cước nào, em bán mọi người là không đồng luôn, được chưa? Ok. Còn mình đúng cú phát em là gì ạ? Quà Phạm Hoàn kèm số nào? Quà Phạm Hoàn chỉ áp dụng cho chị nào đã chia sẻ đủ 5 lần, được chưa? Ok. Đã chia sẻ cho em đủ 5 lần thả em một nút like livestream và nút thả tim. Đây là quà Phạm Hoàn tầm này các chị ơi, cho nhau trong mùa dịch. Em tặng mọi người không đồng, ok chưa? Ok. Đây là tiền này, đây là quà tặng này. Cứ bảo không được quà tặng bao giờ, không được tặng bao giờ. Thế cái này là gì ạ? Ra ngoài đường có ai cho các chị cái khẩu trang này không ạ? Từ một người xa lạ không ạ? Em cho mọi người với giá không đồng luôn, được chưa? Ok. Không đồng luôn, cả một bịch luôn. Mã sản phẩm là quà Phạm Hoàn kèm số. Thế này là quà nhé, thế này là tiền này. Một ngày là em đi là hơn 3.000 người này. Hơn 3.000 gói như thế này này. Hơn 3.000 gói là em đã mất bao nhiêu? 30 triệu đồng rồi. 30 triệu đồng rồi. Hơn 30 triệu đồng này cho một mã sản phẩm em cho không các chị như này. Được chưa? Đây là không tặng cho ai hết, đúng không? Vâng. Không tặng cho ai nhiều một cục mà là chia đều ra. Mỗi người nhận về cho ai em là được. Ai cũng được luôn. Chỉ cần comment cho em là quà Phạm Hoàn và kèm cho em xin số điện thoại là các chị được. Không đồng luôn, ai cũng cần tại thời điểm dịch như này, được chưa? Ok. Mã sản phẩm cho em này. Quà Phạm Hoàn. Chỉ cần cho em xin 5 lần chia sẻ. Like lên trang cá nhân, 5 lần chia sẻ lên trang hội nhóm lớn là các chị được mã quà Phạm Hoàn, không lấy một đồng tiền nào thêm, được chưa? Ok. Không lấy thêm tiền cước, không lấy bất cứ cái gì. Mã sản phẩm quà Phạm Hoàn kèm số điện thoại. Quà Phạm Hoàn và kèm cho em xin số điện thoại làm nên đơn cho mọi người, được chưa? Ok. Chị ơi, em lên tiến hành đi. Rồi, từ từ. Mày cứ từ từ đã nào. Mã sản phẩm tiếp theo cho Chăn. Cho Chăn kèm số điện thoại. Chăn phao này chị nào nhận được rồi thì quá đẹp luôn. Đắt nhẹ thích mà đặc biệt là trẻ con nó thích đắt. Mã này dã man luôn. Mã sản phẩm cho em là cho chăn và kèm số điện thoại là em lên đơn, được chưa? Ừ. Ok. Chị sẽ cho mã chăn này nhá. Ok. Mày đừng cản nhá. Không cản đâu. Em đề các chị em không chốt hết cái tất cả cái chăn em có luôn. Em bé bằng con các chị luôn và rẻ lắm các chị ơi. Các chị không tin nổi, chăn này các chị mua ở ngoài là 380.000 đồng. Hút chân công xịn sò như thế này, được chưa? Ok. Cho chăn kèm số điện thoại chị nào đã nhận từng mua đắt hơn rồi. Trước khi bán mã này em xin lỗi tất cả những chị nào đã từng mua, được chưa? Ok. Ngày hôm nay em cho các chị mã này, bỏ ra bắt đầu nó phồng lên đẹp, nhức nách luôn và đắt rất là nhẹ. Sướng đời luôn. Cho chăn và kèm số điện thoại, mỗi chị yêu nhận về tay cho em cái chăn. Không bao giờ mua được giá này ạ, 120.000 đồng. Trời ơi, mua đâu được 120.000 đồng quả chăn. Trời, mã sản phẩm là cho chăn kèm số điện thoại. Cho chăn này là chăn phao đắp siêu ấm, siêu nhẹ. Bọn trẻ con nó thích đắp chăn này vì nó được cái là nhẹ, ấm, sướng ạ. Vui lòng hoan hỉ cho em không chọn bầu. Em tặng mọi người là bao nhiêu? Em 120.000 đồng. 120.000 đồng. Mã sản phẩm là cho chăn kèm số điện thoại. Cho chăn và kèm số điện thoại. Thách toàn Việt Nam. Ai bán được cái chăn phao này mọi người 120.000 đồng. Em tặng free cho 10 cái chăn phao nữa, được chưa mọi người? Ok. Mã sản phẩm là cho chăn kèm số điện thoại. Cho chăn và kèm số điện thoại nhận đơn bao nhiêu em? 120.000 đồng. 120.000 đồng. Vậy ạ. 120.000 đồng. Được chưa? Còn bao nhiêu bộ ghế cho nốt em ơi? Bộ ghế tặng nốt à? Đây, mã sản phẩm là gì? Bao nhiêu? Được chưa? Bao nhiêu? Tất cả bao nhiêu? Hơn 50 bộ. Thôi em ơi. Hơn 50 bộ ghế à? Vâng. Ghế này kèm với cả cái đệm ghế hơi, kèm cả cái đệm hơi nữa kia. Đấy, đệm hơi kia thôi được rồi. Xem ghế hơi này cũng được. Các chị đang mua trên nhà em, thị trường là hơn 500.000 đồng một bộ, đúng không? Vâng. Bộ ghế hơi ngày hôm nay này, comment cho em phát này. Em tặng mọi người này. 130.000 một bộ luôn. Thôi, 130.000. 120.000 bằng cái chăn phao. Ok. Nhá. Ok. 120.000 đồng một bộ bằng cái chăn phao. Lên cho em mã sản phẩm là bộ ghế hơi. Kèm số điện thoại, các chị được chốt đơn hàng thành công, được chưa? Ok. Có rẻ không ạ? Quá rẻ. Nếu rẻ cho xin tỷ nút thả tim đi. Mã sản phẩm cho ghế hơi kèm số điện thoại. Cho ghế hơi và kèm số điện thoại em nhận đơn, được chưa? Ok. Em mang cho chị mã sản phẩm này lên đây, cho chị nốt cái mã đấy lên đây chị với. Được chưa? Trời ơi các chị ơi. Lên cho em là gì ạ? Bộ nồi 3 triệu kèm số điện thoại. Bộ nồi 3 triệu kèm số điện thoại. Trời ơi các chị ơi, bộ nồi này thì thề luôn cuộc đời bán chưa có một cô nào của Mitsui. Bị bộ nồi của Mitsui, các chị lên mạng thị trường các chị shop cho em xem giá một quả bộ nồi này bao nhiêu tiền. Mitsui, trời ơi Mitsui. Cái bộ nồi này chất đẹp dã man luôn. Mình lên cho em là cho bộ nồi à, quên mã sản phẩm là gì, bộ nồi xịn à, bộ nồi 3 triệu
Bộ nồi 3 triệu kèm số. Bộ nồi 3 triệu và kèm cho em xin số điện thoại. Ngắm cho em một quả bộ nồi. Trời ơi nó đẹp nhức nách thật sự luôn các chị ạ. À. Lên cho em mã sản phẩm lá. Bộ nồi 3 triệu kèm số điện thoại. Bộ nồi 3 triệu em ra dở bộ nồi các thứ cho chị với em ơi. Ok. Bộ nồi 3 triệu và kèm số điện thoại còn chưa lắp vung các thứ vào một cái bộ nồi cho chị mình luôn. Thế. Đấy lắp vung vào đi em. Đây nó còn phải chốt vung như này nữa cơ mà. Bộ nồi này đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. À. Lên cho em là bộ nồi 3 triệu kèm số điện thoại. Chị yêu nào chưa chia sẻ ấn em nút chia sẻ. Nồi này bảo hành mọi người 10 năm. Được chưa? Ok. Mọi người lên cho em là bảo hành 10 năm đi. Bảo hành 10 năm kèm số nồi. 10 năm không han gì, không bong chóc, không gì cả. Đồng hồ hoàn đeo đẹp quá có bán không? Chờ em xíu nhá, được chưa? Mã sản phẩm đây các chị ơi, đẹp lắm, nhức nách luôn các chị ơi. Nhức cái ơi, nách nhức luôn. Nhức cả lách luôn các chị ơi, ấn em nút chia sẻ. Mình comment cho em mã sản phẩm là gì? Bộ nồi 3 triệu kèm số nồi. Bảo hành 10 năm. À bảo hành 10 năm kèm số nồi. Bảo hành bộ nồi này 10 năm đúng không em? Vâng ạ. 10 năm nhá. Được chưa các chị? Ok. Bảo hành 10 năm. Hỏng đền liền. Được chưa? Một bộ nồi bảo hành các chị bao nhiêu năm ạ? 10 năm. 10 năm sử dụng và chưa lắp vung. Cái bộ nồi này đẹp. Trời ơi, nó là inox chuẩn xịn sáng bóng luôn. Chuẩn xịn sáng bóng kinh khủng luôn. Các chị nhìn cho em với. Mã sản phẩm cho em là bộ nồi à bảo hành 10 năm kèm bảo hành 10 năm và kèm cho em xin số điện thoại một cái bộ nồi này để các chị dùng Tết được chưa? Ok. Bao giá toàn quốc chị Phương Nguyễn này tặng hẳn 75 sao em tặng quá chị Phương Nguyễn luôn đi. Ok. Phương Nguyễn 75 sao chị Hà Bùi này. Hà Bùi 75 sao này tặng okay, chị Hà Bùi bên bếp này em ơi. Ok các chị tặng luôn. Sao nhiều quá các chị ơi mấy nghìn sao rồi. Mã sản phẩm là hai cái. Bảo hành 10 năm kèm số bảo hành 10 năm kèm số điện thoại ngắm cho em quả bộ nồi chuẩn xịn nhá. Bộ nồi cao xịn cấp nha. Mọi người ơi, các chị nhìn cho em này. Đẹp lắm các chị ơi. Đấy, bảo hành cho mọi người không đẹp bao giờ han gì, không bao giờ hỏng cho cái bộ nồi này. Hơn 3 triệu đồng các chị đang mua tại Sài Gòn Vũng Kim, được chưa? Ok. Các chị về dùng bộ nồi này đi xem nó khác bọt toàn bộ không. Nhìn cho em xem cái quả nồi này nó có đẹp không. Đây các chị nhìn cho em này cái độ sáng bóng kinh khủng của cái bộ nồi này. Em Hoàng xin phép tri ân các chị bộ này, được chưa? Ok. Ấn em nút chia sẻ, ấn em nút thả tim 6 chi tiết. Ôi, đấy, 3 nồi 3 vung, các chị nhìn cho em này. Trời ơi, đẹp lắm rồi. Bộ đồ này em nói thật các chị là sang đẹp thật sự luôn. Một cái bộ đồ em nói thật là ném cái son không méo luôn. Inox chuẩn xịn luôn, các chị nhìn cho em với. Ok nói chưa? Mã sản phẩm là bảo hành 10 năm kèm số này. Đặc biệt này, thiết kế đáy thông minh, nấu được tất tần tật tuốt tuần tuột mọi loại bếp cho mọi người, được chưa? Ok. Chị mua bộ nồi này là 2,1 triệu đấy, em tặng luôn cho chị Hoài Phương. Ok. Hoài Phương một bộ nồi này về so sánh so với cái bộ nồi 2,1 triệu chị mua okay, cho chị luôn em, được chưa? Ok. Ấn em nút thả tim, được chưa? Ấn Hoàn một nút thả tim ạ, ấn cho em Hoàn xin nút chia sẻ ạ. Một lần về trang cá nhân, 5 lần về các trong hội nhóm lớn, tổng lượt chia sẻ giúp em Hoàn là 10 lần. Mã sản phẩm bảo hành 10 năm kèm số nồi. Bao nhiêu đồ trong đây là ngày hôm nay là chị cho hết đi em ơi. Ok. Được chưa? Bảo hành 10 năm nghe giá này. Em nói thật là em bán giá còn rẻ hơn giá em nhập xỉ luôn. Em tặng nốt cho chị luôn cho vui được chưa? Ok. Có vài chục bộ thôi anh em được. Chị nào hôm trước đã từng mua 800 nghìn đồng một bộ này rồi ạ. Được chưa? 800 okay. nghìn đồng một bộ này rồi ạ. Các chị đã từng mua rồi em bán ở Hà Nội. Đẹp nhá. Ngày hôm nay các chị chia sẻ lại chim em mã sản phẩm là bảo hành 10 năm kèm số nồi. Em đưa ra cho các chị xem quả đồi. Đẹp ạ, chất lượng ạ. Bảo hành mọi người 10 năm không bong, không chóc, không rẻ, không lấy tiền. Không bao giờ bong chóc, không bao giờ lo là hỏng, không bao giờ lo han gì luôn. Không han gì nhá. Được chưa? Em tặng kỷ niệm các chị yêu này. Hơn 3 triệu chị. 429.000 đồng. Ê! 429.000 đồng. 429.000 đồng. 429.000 đồng. Ôi. Bảo hành cho mọi người 10 năm, mã sản phẩm là bảo hành 10 năm kèm số. Em tặng mọi người bao nhiêu? 429.000 đồng. 429.000 đồng, được chưa? Ok luôn. Chơi lớn chưa? Quá lớn. Nếu chưa chơi lớn để em khỏi bán nữa. Để em khỏi chốt nữa. Hết hàng rồi, hết hàng rồi. Một thùng. Ok chưa? Ok. Lấy cái mâm ra đây. Lên cho em là gì ạ? Tốt cho sức khỏe kèm số thoại. Tốt cho sức khỏe kèm số thoại. Ăn xong còn tốt cho sức khỏe. Thùng này hôm trước mình ăn mãi rồi đúng không? Trần lưỡi. Ăn mãi rồi này. Em tối thoải mái. Tốt cho sức khỏe này. Vấn đề một thùng nó này vậy ơi. Nhìn cho chị mới. Mã sản phẩm cho em là tốt cho sức khỏe kèm số điện thoại. Trời ơi, nhiều lắm luôn đấy các chị ạ. Mã sản phẩm tốt cho sức khỏe, bánh gạo lứt đúng không? Bánh nhưng mà lại làm từ gạo lứt thôi và ngũ cốc thôi. Bánh gạo lứt tốt cho sức khỏe, một mâm bánh như này. Ngày nay em cho các chị ạ, chưa chia sẻ like đừng lên đơn ạ. Mã sản phẩm tốt cho sức khỏe kèm số điện thoại. Bánh này ăn không ngon, không biết cuộc đời này có bánh nào ngon nữa cơ. Ngon lắm các chị ơi. Làm hoàn toàn từ gạo lứt và các loại ngũ cốc. Ngon xuất sắc luôn ạ. Ai chưa chia sẻ ấn ạ. Tết có bánh này ăn nó khác bọt hoàn toàn những dòng bánh thông thường.
những cái bánh ngọt thông thường các chị đang mua tại thị trường, được chưa? Ok. Ấn em nút chia sẻ mã sản phẩm, em chuẩn bị những cái mã kia, chị cho nốt khách đi em ơi. Ok chị ơi. Cho chị để chị tặng nốt khách đi các chị ơi. Ấn cho em nút chia sẻ, ấn em nút thả tim, ấn em nút thả like. Cho em một lần về trang cá nhân, 5 lần về trang hội nhóm lớn, tổng lượt chia sẻ là 10 lần. Okay. Bộ nồi đẹp thế sao em bán rẻ vậy chị Hoa Bùi ơi. Các chị cứ nhận hàng về đi, các chị mới biết nó còn đẹp gấp tỷ lần trên like luôn. Được chưa? Em bán bánh là bánh nhưng mà bánh tốt cho sức khỏe, người ăn kiêng ăn được ạ. Rất là ngon ạ, nghiện cho mọi người, được chưa? Okay. Bánh này ăn không ngon hoàn tiền. Các chị nhìn em một mâm bánh luôn. Một mâm bánh luôn. Một thùng to đùng cách mạng luôn. Mã sản phẩm là tốt cho sức khỏe kèm số này. Em đề luôn, không ngon em hoàn tiền. Được chưa? Ok. Không ngon hoàn tiền cho mọi người, mã sản phẩm tốt cho sức khỏe kèm số loại. Là em nhận đơn nhá. Tặng các bác 100 109 nghìn một thùng. 109 nghìn đồng một thùng. Mã sản phẩm tốt cho sức khỏe kèm số loại. Em đố mua đâu giá này luôn. Hoàn đố các chị mua được bất cứ ở đâu giá này. Em tặng mọi người thêm đúng 10 thùng nữa. Mã sản phẩm tốt cho sức khỏe kèm số loại. Vấn đề bánh kẹo rất ngon xuất sắc luôn các chị ạ. Siêu ngon. Mã sản phẩm lên nào. Tốt cho sức khỏe kèm số loại. Em tặng mọi người bao nhiêu? 109.000 đồng. Ăn gạo lứt vừa nhiều canxi, vừa giảm cân, vừa giảm cholesterol, vừa tốt lại còn thêm các loại ngũ cốc nữa. Ăn rất ngon bằng điện, nó khác toàn bộ những cái bánh thông thường các chị ăn trên thị trường, được chưa? Ok. Ai không chia sẻ không lên đơn cho em. Đấy, vấn đề ăn bánh này không ngon nên trả lại hàng. Mã sản phẩm là tốt cho sức khỏe kèm số loại. Về ăn thử bánh đi. Về ăn thử bánh nhà em xem có ngon không. Mã sản phẩm cho em là tốt cho sức khỏe kèm số loại. Lên mã sản phẩm cho kính blueberry kèm số loại. Cho kính blueberry kèm số loại. Chất dã man luôn các chị ơi. Siêu Tết nhất này, chụp ảnh này tự sướng này. Đấy, các chị nhìn cho em này, quả kính này đẹp hút hồn luôn. Kính blueberry ok chưa? Ok. Cho em xin nút chia sẻ mã sản phẩm cho em là cho kính blueberry kèm số loại. Thả tim lên cho em phát mọi người ơi. Thả tim tung tóe lên các chị ơi. Tung tóe luôn, được chưa? Thả tim rực rỡ luôn ạ. Chia sẻ like cho em mạnh mẽ lên cho em ạ. Mã sản phẩm là cho kính blueberry kèm số cho loại. Kính blueberry và kèm cho em xin số điện thoại làm lên đơn, được chưa? Okay. Vậy chuẩn bị cho chị mấy mã túi Mongolia, lô Mongolia mới về chị mới. Mã sản phẩm cho em là cho kính blueberry kèm số loại. Nghe giá em cho này. 99.000 đồng. Trời ơi. 99.000 đồng. Blueberry siêu cấp. À, được chưa ạ? Em tặng mọi người là 99.000 đồng. Mã sản phẩm cho em là cho kính blueberry kèm số bao nhiêu? 99.000 đồng. Bao nhiêu em? 99.000 đồng. Lên cho chị nguyên cái thùng này chị với. Ok. Mã sản phẩm cho quần tập gym, mỗi chị yêu cái. Cho quần tập gym không lỗ vốn không lấy tiền, 50.000 đồng. Được chưa em? 50.000. Còn size nào? Còn mỗi S chị ạ. Còn mỗi S là cho những người nào dưới 52 cân, em tăng 53 cân em cũng là size S. Cho quần tập gym 50.000 đồng với quần tập gym. Ok. Mua ngoài mấy trăm? 300 đúng không? Chuẩn luôn. Em tặng một người 50, chuẩn hàng xuất dư. Hàng xấu đền tiền luôn. Hàng nhìn cho em với. Hàng xấu em đền các chị tiền luôn, thích bao nhiêu em đền bằng đấy. Chuẩn hàng xuất dư đẹp nhất nách luôn. Cho quần tập gym kèm số thoại bao nhiêu các chị? 50.000 đồng. Xám, đỏ, trắng và hồng các chị, bốn màu các chị, được chưa? Ok. Mã sản phẩm cho em là cho quần tập gym kèm số đến số lượng để cho vào chưa? Ok rồi. Em tặng các chị với giá bao nhiêu? 50.000 đồng. Chuẩn hàng xuất dư, không phải quần hàng xuất dư, đền tiền luôn. Mã sản phẩm dòng này ở ngoài không mua được dưới 300.000. Tập gym, tập yoga, được chưa? Ok. Em tặng các chị với giá bao nhiêu? 50.000 đồng. Dáng dài qua gối, mã sản phẩm là cho quần tập gym kèm số loại. Mã sản phẩm tiếp theo mình lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Trời ơi. Cái mã này các bé, kẹo Cube cho bé, kẹo sữa Cube. Trời ơi, thả tim cho em phát, được chưa? Ok. Kẹo sữa non Cube cho bé nhà mình luôn. Các chị lên đúng cú phát em hỏi là gì ạ? Là gì đây? Thả tim cho em phát các chị ơi. Kẹo sữa non kèm số điện thoại miễn đơn. Kẹo sữa non kèm số loại. Ăn kẹo này vừa ngon vừa tốt, vừa tăng trưởng chiều cao tốt, vừa tăng cường sức đề kháng. Kẹo Cube cho bé. Kẹo này mua về ăn Tết cũng được, mua bày trong giỏ quà Tết cũng được, mua về cho bọn trẻ con nhà mình cũng được, mua về thắp hương thoải mái. Đóng vào lọ cực kỳ xinh và cực kỳ yêu như này, được chưa? Ok. Ấn em nút chia sẻ. Kẹo Cube ngon nghiện luôn nhé các chị nhé. Đấy, kẹo sữa mà. Lên cho em mã sản phẩm là kẹo sữa non kèm số loại. Kẹo sữa non cho bé ạ, thơm ngon ạ. Ví dụ như đây ạ, sữa thêm thành phần là sữa chua này, chua chua ngọt ngọt ngon lắm các chị ơi. Mã sản phẩm là kẹo sữa non kèm số loại. Kẹo sữa non và kèm số điện thoại. Nhà nào có con nhỏ mua ăn những kẹo sữa này, đừng ăn kẹo mút với kẹo linh tinh nữa. Mã sản phẩm cho em là kẹo sữa non kèm số loại. Trời ơi, cái vị nó thơm. Ăn thử.
còn 3. Trời các chị ơi. Thơm lắm này ơi. Ngon. Nhiệt. Kẹo sữa non. Kẹo ăn vừa ngon vừa tốt cơ. Ăn vừa ngon vừa tăng cường sức đề kháng. Vừa tốt sức khỏe. Vừa tốt cho con mình, vừa tăng trưởng chiều cao. Mã sản phẩm là kẹo sữa non kèm số loại. Mỹ vị cho khách nhá. Ok chị. Em còn cho rồi. 100. 100. 29.000. Ok. Được chưa? 129.000. Mua một hộp, tặng một hộp, thả tim. Tặng tiếp một hộp, thả đây. Tặng tiếp một hộp nữa, chia sẻ. Cái gì đấy? Mã sản phẩm kẹo sữa non kèm số loại. 129.000 mấy hộp? 4 hộp. Thả tim cho em phát. Mua ngay về cho con mình ăn. Không ngon không lấy tiền. Mã sản phẩm là kẹo sữa non kèm số loại. Bỏ ra bóc ra ăn rồi. Em mua về chủ yếu cho con em ăn nữa. Nó cứ lên đây nó săn kẹo của em. Chua thơm thơm. Ngon dã man luôn. Kẹo sữa non. Chị yêu nào nhà có con nhỏ săn ngay kẹo này. Đừng cho ăn kẹo linh tinh nữa. Vấn đề là đừng cho ăn một cái kẹo mút nữa. 129.000 mấy hộp ạ? 4 hộp. Thả tim lên cho em. Mã sản phẩm là kẹo sữa non kèm số loại. Kẹo sữa non mà kèm số loại là lên đây mọi người, được chưa? Ok. Mã sản phẩm tiếp theo. Đấy, ấn cho em nút chia sẻ em ơi. Đây là em để cây lại gần đây chị với. Để cây lại lại gần đây chị với. Chị vào đây là chị chơi luôn nha mọi người này. À quên nhỉ, chưa lên túi nha mọi người. Ôi, lâu lắm mới về miến phi đén. Chị nào ăn miến đặc sản, miến dân tộc của Cao Bằng rồi ạ. Miến phi đén, miến dân tộc chuẩn luôn. 100% làm từ bột rong giềng đỏ, không sử dụng hóa chất và các loại phụ gia thực phẩm. Miến này ăn số 1 luôn, miến đen đen. Em ơi trông đen đen bẩn bẩn thế này thôi. Đen đen xấu xấu và bẩn bẩn xấu xấu bẩn bẩn này thôi. Nhưng mà ăn siêu ngon, siêu dai, siêu chất lượng nha mọi người. Mã sản phẩm là miến dân tộc kèm số loại. Miến dân tộc và kèm thêm xin số điện thoại là em lấy đơn cho mọi người, được chưa? Ok. Nghe dám cho miến dân tộc này. Các chị mua thị trường, các chị vào siêu thị của em. 200.000 đồng, 220.000 đồng một gói như này, đúng không? Chuẩn luôn chị ơi. Một gói của nó là 1 cân, đúng không ạ? Vâng ạ. 8 cái bục miến to như này, về làm miến này làm nem ăn ngon xuất sắc luôn. Miến dân tộc này chị nào ăn rồi, cho em xin lời với bác. Riêng về bọn này ạ, đặc sản miến ngon nhất Việt Nam, không một loại nào ngon hơn miến này luôn. Miến phi đén nổi tiếng luôn rồi. Tất cả những quán miến xào hay miến nương họ đều dùng cái miến dân tộc này họ nấu. Không bao giờ dùng những loại cái miến trắng các chị mua ở ngoài chợ luôn, được chưa ạ? Ok. Thả tim cho em. Mã sản phẩm là miến dân tộc kèm số loại. Em tặng các chị với giá bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đây? Áo em mặc có bán, áo hoodie vịt đúng không em? Áo hoodie thôi ạ. Áo hoodie thôi, áo này lên đơn cho em là áo hoodie. Miến dân tộc này kỷ niệm các chị này. 100. 100. 49.000 đồng, 2 cân. Đố một ai trên thị trường miến dân tộc, miến phi đén bán giá này các chị. Đố một ai trong cuộc đời này có thể bán miến dân tộc, miến phia đen với giá này luôn. Mã sản phẩm cho em là miến dân tộc kèm số loại. Bao nhiêu ạ? 149.000 đồng 2 gói. 149.000 đồng 2 gói miến dân tộc. Thả tim lên cho mỗi em. Mỗi gói 1 cân liền. Hoàn ơi lên sữa cho người tiểu đường đi rồi. Ok chị yêu. Đấy, mã sản phẩm sữa chống loãng xương hào rồi. Từ từ chờ em nữa. Miến này ăn ngon lắm. Miến này ăn ngon từng sợi luôn dai. Em cảm ơn mọi người. Áo em hoàn mặc là 210.000 đồng đúng không? Vâng. Hàng đắt ạ, hàng xịn hơn cái dòng kia. Cái chất nó dày hơn chỉ xíu. Đấy, áo này là lên cho em là áo hoodie nhá. Áo hoodie. Áo hoodie này là 210.000 đồng. Mã này thì nó sẽ đắt hơn mã kia một chút tí. Mã này em hôm nay em về được 3 màu thôi. Màu vàng, 4 màu, màu hồng. Màu vàng này, màu hồng nhạt nhạt này. Màu gì nữa? Màu da này đúng không? Màu này gọi là màu gì? Màu da này và màu nâu, được chưa? Và màu nâu tây nha mọi người. Áo này ngày hôm nay sẽ có 4 màu, màu nâu tây này. Đây, màu da này, màu hồng là màu vàng, được chưa? Chị okay. Nào thích lên hơn cho em áo hút đi. 210. Hôm nay thời gian không có nhiều, em chỉ like được một lúc nữa thôi. Chính vì vậy là em sẽ like rất là nhanh, tập trung hết mức có thể. Miến này đúng số 1 Việt Nam ngon tuyệt, em cảm ơn chị Hồng Vân. Riêng miến này không ngon ạ, cuộc đời không còn miến nào ngon nữa luôn. Eo ơi các chị ơi, một lần các chị ăn thử miến này đi, các chị sẽ không bao giờ muốn ăn bất kỳ miến nào khác. Miến này nó ngon xuất sắc luôn, ngon bá cháy luôn ạ. Mã sản phẩm là miến dân tộc kèm số loại. Miến dân tộc kèm số điện thoại là em nhận đơn. Áo hai dây này đẹp không? Các chị ơi em hỏi thật, cái mã áo hai dây này chị đâu nào nhận được chưa? Áo hai dây len. Hai dây len này bác nào nhận được chưa? Em hoàn lấy hai cái mặc đẹp nhức nách luôn. Hàng chuẩn cho mọi người xuất dư ạ. Đẹp thật sự luôn ạ. Áo hai dây len để mặc bên trong tất cả các áo bình thường thông thường các chị mặc. Được chưa? Áo này có size như nào? Mã sản phẩm là XL. Còn mỗi size XL à? Áo hai dây len mà kèm em xin số điện thoại còn mỗi size XL cho các chị lựa chọn. Đấy, XL thì khoảng tầm từ 60 cân đúng không? Đến 78 cân cho em, được chưa? Vẫn mặc vừa, rất là giãn. Mã sản phẩm là áo hai dây len kèm số loại. Áo hai dây len mà kèm cho em xin số điện thoại là em lên đơn tặng kỷ niệm các chị nhá. Ok. Đấy chị. Các chị mua ở ngoài cái áo hàng xuất dư này đây, chuẩn xuất dư cho các chị yêu đây.
Mọi người nhìn cho em này, nhìn cho em với. Em tặng các chị mới giá bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đây? 120.000 một cái đúng không? Chuẩn luôn. Em tặng các chị 99.000 đồng một hộp hai cái, được chưa ạ? Ok luôn. Tặng free thêm một hộp nữa là hai hộp, mắc là phẩm giá. Áo hay dây len kèm số loại 99.000 đồng một hộp hai cái. Tặng free lên thêm một hộp nữa là hai hộp, được chưa? Ok. Lên cho em đúng cú pháp là gì ạ? Áo hay dây len kèm áo số loại. Áo hay dây len và kèm số điện thoại miền đơn. Em tặng bao nhiêu? 99.000 đồng một hộp hai cái. Măng miến nấm hương đều ngon quá đỉnh luôn. Em cảm ơn chị yêu. Không ngon thì làm sao em hoàn dám bán cho mọi người. Không ngon làm sao bán, lên nồi lẩu Mitsubishi của Thái đi em ơi. Ok. Mang vệ sinh Nhật về ban đêm rồi mà không thèm lấy ban đêm lên đây để like lái nào. Ok chưa? Lên mã sản phẩm cho em là gì ạ? Băng vệ sinh Nhật 149.000 đồng 4 bịch băng vệ sinh Nhật. Dùng sướng hơn tất cả các loại băng vệ sinh các chị từng dùng luôn. Về dùng băng vệ sinh này hiểu đâu là chân ái luôn. Không bao giờ lo viêm nhiễm ngứa ngáy, không bị ẩm ướt, không sợ đến tháng luôn. Không sợ mỗi lần dùng băng vệ sinh luôn. Đặc biệt là gì ạ? Các chị dùng các chị không khó chịu đâu. Nó mỏng thôi, mỏng tèo luôn mà thấm hút rất là tốt. 149 4 bịch mà mỗi bịch 22 miếng đối với có cánh, 30 miếng đối với không cánh. Đấy, có cả đêm nữa cũng đều 149.000 đồng 4 bịch. Các chị muốn lấy mã nào thì lấy, được chưa ạ? Ok. Nên mã sản phẩm là lồi lẩu Mitsubishi kèm số điện thoại. Nồi lẩu Thái ta, nồi lẩu nướng Thái. Nồi lẩu nướng Thái và kèm số điện thoại, được chưa? Ok. Cần nhầm mấy mã kia không? Không ạ. Ai nhận được nồi lẩu nướng Thái nhà Hoàng rồi? Chất lượng không ạ? Cho em xin một feedback ạ. Cho em hoàn xin lúc chia sẻ ạ. Cho em hoàn xin lúc thả tim, được chưa? Em ơi, mang đèn sưởi có không? Mang ra đây chị với. Ok. Chị sẽ đặt khách trong live stream ngày hôm nay luôn. Trời luôn. Em hỏi thật luôn. Em mang cho chị cái ô mai mic vị ra đây. Thèm à? Thực sự luôn là nhìn thấy thèm quá. Các chị lên cho em E, vitamin E của Thái. Bôi mùa này nẻ da, nứt da, khô da, tắm xong bôi, bôi được cho cả trẻ con. Bôi bất kỳ ai thì bôi. Em tặng kỷ niệm các chị 55.000 đồng một lọ, được chưa ạ? Ok. Siêu to khổng lồ tặng free thêm một lọ nữa là hai lọ. 55.000 đồng hai lọ vitamin E chuẩn Thái luôn. Về nứt nẻ là bôi, đồng chân ai bị kiểu bị da rắn mùa này mùa hanh khô. Phải dưỡng thể, nếu muốn đẹp phải dưỡng thể. Phải dưỡng ẩm nó mới không chống lão hóa, mới chống nhăn da được. Các chị để da khô là lão hóa rất là nhanh, già rất là nhanh. Tay mình trần trùi thô ráp, trông tay rất là xấu. Kể cả da người, da toàn thân mọi người. Cứ tắm xong mình để trong nhà tắm mình bôi vào cho em. Cả trẻ nhỏ cũng vậy, cả chị em mình cũng vậy. Tắm xong bôi cho em. 55.000 đồng em biếu các chị hai lọ vitamin E quá chuẩn rẻ Thái luôn. Hàng chuẩn Thái luôn, mã sản phẩm là vitamin E Thái kèm số điện thoại. Vitamin E Thái kèm số điện thoại. Em lấy chị cái gói mới đi, cái gói này ăn gần hết rồi. Mã sản phẩm là ô mai mic kèm số thoại. Ô mai mic vị cho các chị. Không ngon không lấy tiền. Mã sản phẩm ô mai mic kèm số mỗi lần đổ cherry ra. Này Việt quất này đúng chưa? Việt quất này, cherry này, mận này, đào này. Mic tất cả các vị cho các chị ngon nhất. Mận đỏ và mận vàng cho các chị luôn. Đấy, ngon vô cùng luôn. Ô mai này có ngon không ạ? Bà ăn tất bằng cái ô mai này nó khác bọt toàn bộ so với các chị ăn những cái đồ quả thông thường hay là ăn những bánh kẹo thông thường ạ. Mã sản phẩm là ô mai mic kèm số này. Giòn, ngon, chất lượng, không phải cái ô mai mà ngọt lử lử lư các chị mua ở trong đóng hộp đâu. Không phải cái ô mai dầm đường hay ngào đường đâu. Em bán các chị giá không ai tin nổi luôn. Quá rẻ thôi, mã sản phẩm đó. Ô mai mic kèm số điện thoại. Em tặng mọi người, thả tim lên cho em hết. Thả tim tục tè lên các chị ơi. Hề luôn ngon. Thật ngon. Chút chua mà. Mã sản phẩm là ô mai mic kèm số điện thoại. Cho là gì rồi? Việt quất này, đào này, mận này. Ôi, mình thích ăn cái quả mận này. Ngon dã man, ăn là nghiện, mua về ăn Tết ạ. À. Ai nhận rồi, feedback lên cho em mã sản phẩm là ô mai mic kèm số điện thoại. Ngon lắm em ơi, em cảm ơn mọi người. Đợi bọn trẻ con nó nghiện luôn. Thế nào mà ôi lên này. Ôi. Trời ơi, ngon lắm ơi. Trời ơi, giòn lắm mà, rất ngon, rất nghiện luôn. Chua chua ngọt ngọt, ăn không bao giờ lo ngán. Tết nhất có cái này ăn nó đơn ấy. Món này mà có ở trong mâm bánh kẹo ngoài Tết bao giờ cũng hết đầu tiên luôn. Mã sản phẩm cho em hoàn là ô mai mic kèm số nội. Thả tim lên cho em. Em tặng các bác với giá bao nhiêu? 129.000 đồng. Ok. 4 gói thả tim. Ôi. Gì đây lời. 129. Em biếu các bác 4 gói. 4 được gói. Chưa? Okay. Mã sản phẩm. Ô mai mic kèm số loại. Ô mai mic được kèm số cho chị Nguyễn Kim nhắn tin vào giao hotline. Được chưa? Gói này của em mà mic vị luôn rồi mà. Bao giá toàn quốc. Ngon lắm em ơi, em cảm ơn. Nhận về 6 gói chia nhau hết rồi, em cảm ơn chị yêu.
Ô mai mít kèm số điện thoại 129.000 đồng. Hoàng gửi đến các chị cô gói được chưa? Bao lá toàn quốc, không ngon không lấy tiền. Đúng cú pháp là gì ạ? Ô mai mít kèm số này. Ô mai lại như ăn trái cây luôn, tươi luôn, không bị ngọt mà, nó còn chua chua à. Vừa chua chua vừa ngọt ngọt. Nói còn là... chua chua ngọt ngọt, nhẹ nhẹ và giòn, vẫn giữ được cái độ tươi của trái cây luôn. Vừa tươi vừa ngon vừa chất lượng luôn cho mọi người, được chưa? Ok. Ấn cho em mã sản phẩm là gì ạ? Ô mai mít kèm số loại. Ô mai mít và kèm số điện thoại là lên đơn rồi. Các chị lên cho em làm gì ạ? Nồi lẩu nướng Thái đúng không? Vâng ạ. Nồi lẩu nướng Mitsushita của Thái đang bán trên thị trường là 1.400.000 đồng một quả nồi nướng này, được chưa? Ok. Bao giá toàn quốc cho tất cả các chị yêu. Đây mã sản phẩm là xem cho chị với. Nồi lẩu nướng Thái kèm nồi lẩu nướng Thái và kèm số điện thoại là lên đơn. Ok chưa? Chị nào đã nhận được xem giá chị với. Được chưa? Bao giá toàn quốc cho mọi người xem giá nhập bao nhiêu nào để nguyên chị tặng các chị luôn này. Okay. Mitsubishi đặc biệt là hệ thống nướng của nó sướng lắm. Không khói này, không cháy này, không khét này. Đấy, bao giá toàn quốc nồi lẩu nướng vừa ăn lẩu được này, vừa ăn nướng được cho mọi người. Đúng cú pháp cho em lại. Quan trọng nồi là lẩu nướng Thái hai nguồn riêng biệt. Hai nguồn riêng biệt, bật lẩu thì bật mà bật nướng thì bật cho em được chưa? Hay là tắt cái này đi, bật cái này đều được. Ăn mỗi lẩu không được, ăn mỗi nướng không được. Hay là ăn cả hai thì bật cả hai lên cho em đều được. Có cái nồi này khỏi cần phải ra ngoài. Có tí nước luộc gà thôi bỏ vào đây nhúng rau. Ướp một tí thịt ba chỉ thôi cho lên đây nướng và cuốn rau sống. Quá là ok, nướng tôm, nướng mực, nướng hàu, nướng tất cả mọi thứ cho em. Mã sản phẩm là nồi lẩu nướng Thái kèm số nồi. Em đã nhận được nồi lẩu này rồi, sướng lắm. Ok chưa? Chị nào hôm trước mua cao hơn thông cảm. Ngày hôm nay em cho các chị nốt, được chưa? Okay. Có đâu mấy chục cái, tặng các chị cho vui vui, vui cửa vui nhà. Được chưa? Ấn em nút thả tim, tặng cho vui. Mã này gọi là chắc là phải tặng cho vui nhỉ? Vâng. Nồi lẩu nướng chuẩn Mitsushita. 1.400.000 một nồi là các chị giá các chị mua rẻ nhất tại thị trường, hàng chuẩn Thái đâu các chị. Các chị biết là đồ gia dụng Thái nó quá là chất lượng rồi, đúng không ạ? Cho em xin nút thả tim, mã sản phẩm là nồi lẩu nướng Thái kèm. Nghe giá này. Các chị mua ngoài rẻ nhất cho em là 1.400.000, có người còn phải mua 1.800.000 một cái nồi. Em cho nốt các chị 389 thả tim. Ui. Mã sản phẩm. Trời ơi, nồi lẩu nướng Thái kèm số nồi. Bao nhiêu ạ? 389.000 đồng. 389 một nồi lẩu nướng Thái. Ai tin nổi này. Về đo em cái nồi xem nó có to không. 40 cơ, size 40 cho các chị không. Mã sản phẩm là nồi lẩu nướng Thái kèm số nồi. To đùng kết mạng luôn, vừa ăn lẩu vừa ăn nướng, cả nhà mình cùng ăn cho em. Chị nào mua cao hơn hết sức thông cảm, em phải xin lỗi những chị mua trước, được chưa? Ok. Ngày hôm nay em cho các chị với giá bao nhiêu? 389.000 đồng. Thả em 1 tỷ nút thả tim, tương nhiên chưa? Thả cho em đúng 1 tỷ nút thả tim. Mã sản phẩm là nồi lẩu nướng Thái kèm số em tặng bao nhiêu? 389.000 đồng. Chị nào dùng đèn sửa nhà em rồi cho em xin lời viết mắt, bảo hành 3 năm sử dụng, được chưa? Ok. Chất lượng vô cùng luôn, cốt men thương hiệu quá nổi tiếng tại Đức. Bao quá chân. Nhiều nồi là có quá nhiều đèn sửa ở ngoài, tại sao em vẫn phải ưu tiên cho đèn sửa cốt men? Bởi vì nó quá bền và nó nóng rất là nhanh hơn những cái loại đèn khác. Đấy, rất là sướng luôn. Mã sản phẩm là đèn sửa nhà tắm kèm số nồi. Đèn sửa nhà tắm làm nóng ngay. Đấy, không lo tắm bị cảm, lúc nào cũng ấm. Nhà có người già, nhà có con nhỏ, mình săn ngay mã này về mình sử dụng luôn cho em, được chưa? Ok. Ai chưa chia sẻ đừng lên đâu nào. Ấn em cho em xin nút chia sẻ, được chưa? Ok. Xin một nút thả tim, xin một nút like livestream. Cho em chia sẻ một lần, cho em một lần về trang cá nhân. 5 lần về trang nhóm lớn. Chị nào chưa chia sẻ mình đừng lên đơn. Chưa thả tim, chưa thả like, không lên đơn, được chưa? Ok. Mã sản phẩm là đèn sửa nhà tắm kèm số nồi. Đèn sửa nhà tắm và cách kèm nhanh xin số thôi. Em sẽ lên mã rất là nhanh. Ai bán giá này không ạ? Thế thì mua ngoài là 700.000 đồng cái. Em bán 195, thả bán tim lên cho luôn. Em 195 một đèn sửa cốt men, đèn sửa nhà tắm số 1. Cốt men thương hiệu quá nổi tiếng tại Đức. Nhà em đang dùng đèn này luôn. Nhà em không dùng bất cứ đèn nào ngoài đèn này luôn. Siêu ấm luôn, tắm như không chứ như các chị đang tắm trong mùa hè. Như đang tắm trong mùa hè luôn, rất là ấm. Quan trọng nhà có người già mua ngay cho bố mẹ mình đi, mua ngay cho nhà có trẻ nhỏ đi, mua ngay nhà có mẹ sau sinh. Những người nào huyết áp các chị thấy là gần đây rất là nhiều vụ. Trời lạnh xuống cái tắm là đột quỵ. Đấy, là rất là nguy hiểm. Chính vì vậy là hãy cho em, hãy cố gắng săn được cái mã này về dùng cho em. Ok chưa? Okay. Mã sản phẩm. Đèn sửa nhà tắm kèm số nồi. Có 2 bóng và 3 bóng. 3 bóng chị nào 3 bóng thì là sẽ chốt với giá 255, được chưa? Ok chị. 3 bóng là sẽ chốt với giá 255. Còn 2 bóng thì chốt với giá bao nhiêu? 195.000 đồng. 195. 3 bóng là 255. 2 bóng là 195, được chưa? Ok. Có mình đúng cú pháp là gì? Đèn sửa nhà tắm kèm đèn số nồi. Đèn sửa nhà tắm và kèm cho em xin số điện thoại. Các chị được chút đơn hàng thành công. Em tặng các chị với giá bao nhiêu? 255.000 đồng. Thả tin cho em phát. Mã sản phẩm. Đèn sửa nhà tắm kèm số nồi. Mã sản phẩm tiếp theo. Lên đồng hồ em hoàn mặc đi. À đồng hồ em hoàn đeo đi. Ok từ từ chờ em tí này. Mã sản phẩm là gì ạ? Ê ốc chó kèm số điện thoại. Ê ốc chó kèm số nồi. V
Vitamin E từ quả óc chó, tinh dầu óc chó đúng không em? Vâng ạ. Em ơi để gần vào đây cho chị với Huệ ơi. Mã này còn không? Đấy, hai mã này à? Mã sản phẩm là cho ấm siêu tốc nhá. Cho ấm siêu tốc. Cho tốc, bộ mặt nhà còn không em ơi? Bộ mặt nhà, bộ Sài Gòn New ạ. 83.000 đồng. Được chưa? Quá rẻ. 83.000 đồng cái ấm siêu tốc Media, bảo hành mọi người 1 năm. Hàng chuẩn inox ạ. Yên tâm, không lo han gì, không lo gì cả. Bảo hành 1 năm một cái ấm siêu tốc. Mã sản phẩm là cho ấm siêu tốc kèm số nào? 83.000 đồng. Ôm mấy nghìn cái về, thanh lý về để được bán cho chị giá này. Các chị mua bình thường là 300.000 đồng. Mã sản phẩm là cho ấm siêu tốc kèm số nào? Ai không chia sẻ đừng lên đơn ạ. Những cái mã này chỉ dành cho những chị yêu nào chia sẻ này, thanh lý quá sâu luôn. Thật sự là nó sâu hơn cả giá sỉ các chị được mua tại thị trường. Được chưa? Mã sản phẩm cho em Hoàn là cho ấm siêu tốc kèm số nào? Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 83.000 đồng. 83.000 đồng. Mã sản phẩm tiếp theo là gì ạ? Xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Vừa là nồi cơm, vừa là cặp lồng, vừa là cái cặp lồng mang cơm, vừa nấu cơm. Vừa cặp lồng mang cơm, vừa cặp lồng giữ ấm thức ăn, vừa hâm lại thức ăn nóng luôn. Nó là đa năng trong vấn đề. Mã sản phẩm là gì ạ? Xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Mang cơm, hấp thức ăn này, tất cả này, nấu cơm đây này. Xong lại úp vào này, làm cái cặp lồng này. Đấy, hấp được thức ăn, đồ ăn ở trong đây này, hoặc giữ ấm được luôn này. Đấy, đậy vào này làm cặp lồng này, xách mang đi này. Nấu được cơm luôn này, ở để ở viện nấu được luôn, ở cơ quan ở văn phòng nấu được luôn. Nấu lẩu này, nấu rau ở trong này luôn được này. Nấu cơm được này, hâm nóng được thức ăn này, hâm đồ ăn để mang đi, mang đồ ăn đi khắp nơi, mang đến bệnh viện luôn, vẫn nóng luôn. Vừa nấu cơm vừa là cặp lồng, mang tất cả mọi thứ đi khắp nơi. Mã sản phẩm là xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Mã sản phẩm xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Em tặng các chị với giá bao nhiêu? Kỷ niệm này, một cái cặp lồng điện các chị mua bao nhiêu tiền? Cái này nó có thể mang cơm được đi ra ngoài, các chị mua bao nhiêu tiền? Thả tim lên cho em. Mã sản phẩm là xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Cặp lồng điện tôi phải mua mấy trăm? 400.000 đúng không? Chuẩn luôn chị. Em tặng các chị nồi cơm, nấu được cơm, được cặp lồng này, mang đi được, mang đi khắp nơi cho em này. Em tặng các chị với giá bao nhiêu? 200. 259.000. Trời ơi. Mã sản phẩm là xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Nấu được cơm nhé. 259 ạ, đẹp nhức nách luôn ạ. Vấn đề là không một ai trong cuộc đời này có thể bán các chị giá này. Mã sản phẩm cho em là xăng nồi cơm 1,2 triệu kèm số loại. Mã sản phẩm tiếp theo, e ốc chó kèm số loại. E ốc chó kèm số loại. Hàm lượng là 500mg, nó gấp 3 lần, gần 2 lần rưỡi so với e bình thường. E Nga cũng chỉ 270mg. E đỏ bình thường 200mg, bọn này 500mg. E nhưng mà lại từ ốc chó là cái dòng mà tốt nhất trên thị trường luôn. Chống oxy hóa tốt nhất luôn. Người bị lão hóa da, người bị khô da, sạm da, người tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có hại cho da, là vitamin không thể thiếu cho chị em phụ nữ mình, được chưa? Ok. Tăng cường khả năng chống oxy hóa cho da, hạn chế lão hóa da, làm đẹp da, mờ thâm sạm nám tàn hương, chống chảy xệ da vòng 1, vòng 2, vòng 3, đẹp da, đẹp tóc. Đấy, vừa điều hòa nội tiết tố trong cơ thể, giúp chống khô hạn và giảm ham muốn. E thì quá tốt. Và đặc biệt E lại tăng cường cái hiệu quả của khả năng thụ thai. Đấy, và cái quả óc chó này thì là E trong quả óc chó này siêu tốt rồi. Vấn đề các chị lên cho em là E óc chó, được chưa? Ok. Lô này em ôm được một lô thanh lý rẻ không tưởng luôn. Em ơi, mà 60 viên mà hàm lượng 500mg liền. Mỗi ngày uống cho em một viên sau ăn sáng, nghe dám cho này. E từ quả óc chó đúng không? E cao cấp đấy. Trời, siêu cao cấp luôn ạ. À. E óc chó và kèm số điện thoại nhận đơn. Kỷ niệm các chị yêu này, nghe giá này. Đấy. Công ty dược phẩm Hải Linh. Hàng tại bán tại các nhà thuốc luôn. 160 viên uống 2 tháng. Em tặng các chị nhá. Vâng. 69.000 một hộp. Trời ơi. 69.000. 2 hộp. Dã man. Được chưa các chị? Trời đất. Em tặng các chị bao nhiêu? 69.000 đồng một hộp. 69.000 đồng một hộp. Dạ. Nhận đơn cho các bác từ bao nhiêu? 2 hộp. 2 hộp. Thả 1 tỷ nút thật tim em. Eo chó hàng lượng 500mg. Ai bán giá này? Tìm cho em một địa chỉ bán giá này. Lên đơn đúng. Cú pháp là gì ạ? E ốc chó kèm số loại. Tem chuẩn chính hãng luôn. Hàng bán tại các nhà thuốc đang bán 250 một hộp. Mình bán 69.000 đồng có chết người không? Mã sản phẩm là E ốc chó kèm số loại. E ốc chó và kèm số điện thoại, lán lên đơn. 69.000 đồng một hộp ạ. Lô này em ôm được có một lần đấy ạ. Hết là hết luôn, không về được nữa đâu. Nên cố gắng săn cho mình ít nhất 4 hộp mà để mà dành mà uống, được chưa? Ok. Hết sử dụng tận tháng 8 năm 2024. 3 năm nữa mới hết ạ. Cố gắng ôm cho mình, săn cho mình 4 5 hộp về mà uống. Hoặc săn hẳn 6 hộp luôn, uống được 1 năm luôn, đúng không? Vâng. 6 hộp luôn, uống luôn cho em 1 năm. 3 năm nữa mới hết hạn, tha hồ. E ốc chó và kèm số điện thoại, hết là hết.
Cái mã này không bao giờ về lại lần thứ hai nữa luôn. Mã sản phẩm là eo chó kèm số nội. Thả tim lên cho em, được chưa? Mã sản phẩm tiếp theo là gì ạ? Tặng bộ Sài Gòn New đúng không? Tặng bộ Sài Gòn New kèm số lượng như nào em ơi? M đến XL. M đến XL, còn size M đến XL, không còn 2XL cho nốt. Bộ Sài Gòn New này mua ở ngoài thị trường 380 đúng không? Vâng. Sài Gòn New mặc không đẹp, không biết bọn nào mặc. Ai đã từng, ai bọn nào đẹp nữa luôn. Chị nào đã từng mặc bộ Sài Gòn New nhà Hoàn rồi, cho em Hoàn xin lời nhận xét, được chưa ạ? Ok. Bác nào đã từng mặc bộ Sài Gòn New nhà em Hoàn rồi, cho em Hoàn xin lời nhận phép. Áo em mặc Hoàn mặc có bán lên đâu cho em áo hoodie. Có màu vàng, màu nâu, màu hồng và màu da, ok chưa? Ok. Màu vàng, màu nâu, màu hồng và màu da. Chị nào lấy lên đâu cho em là áo hoodie, là cái áo em Hoàn đang mặc nhá mọi người nhá. Mã sản phẩm cho em bộ Sài Gòn New về nhận được có đẹp không? Đẹp luôn. Chân. Em hỏi thật luôn. Siêu đẹp. Có đẹp không? Em phân màu cho em ơi. Ừ, không phân màu. Không phân màu á? Sao lại không phân màu? Không phân màu thế thì bán được kiểu màu như nào? Còn nhiều không? Thế thì em phải phân màu với chị để chị bán màu chứ. Không phân màu, ví dụ còn vài chục bộ thì không phân màu được, vài trăm bộ không phân màu thì bán kiểu gì? Ủa, mã sản phẩm là? Mai cho bộ Sài Gòn nhá. Vâng ạ. Cho bộ Sài Gòn New kèm sống tọa, em có màu nâu này, màu xám này, được chưa? Ok. Và màu đen này, và màu đỏ cho mọi người, được chưa? Màu đỏ cam, ok chưa? Màu đỏ cam cho mọi người, 4 màu. Màu nâu, màu xám, màu đen, màu đỏ cam cho mọi người. Tặng các chị yêu 99.000 đồng bộ Sài Gòn New. Em mà lãi, em mà không lỗ vốn mã này, ngày mai em nghỉ đi buôn luôn, được chưa? Ok. Sài Gòn New mã này Hoàn mà không lỗ vốn ạ. Không phải mã nào mình bán mình cũng có lãi đâu. Các chị ơi, giặt máy giặt tẹt bô 3 năm, các chị không bao giờ sủ lông cho Sài Gòn New. Không bao giờ sủ lông, không bay, không nhã mặc, vẫn đứng form như thế luôn. Ngoài người ta đang bán 300.000 đồng một bộ, mình bán 99.000 đồng một bộ, được chưa? Okay. Chất đẹp lắm bộ Sài Gòn New, em cảm ơn chị yêu. Thả tim lên cho em, mã sản phẩm là? Cho bộ Sài Gòn New kèm số loại. Chị mua 2 bộ vào Sài Gòn New mặc xà xã luôn, không xi nhê gì, em cảm ơn chị yêu. Bộ Sài Gòn New nhà Hoàn chất quá đẹp luôn, lại rẻ. Đấy, bao giá toàn quốc nhá. Đấy, Hoàn bán bộ Sài Gòn New rẻ nhất Facebook và em cảm ơn chị yêu. Bộ Sài Gòn New này quá là hot rồi. Chất nó quá là đẹp rồi. Em tặng các chị bộ Sài Gòn New với giá bao nhiêu ạ? 99.000 đồng. 99.000 đồng một bộ, có từ size M đến size XL cho mọi người ạ. Lên đơn đúng cú pháp là gì ạ? Cho bộ Sài Gòn New kèm số về nhật không đẹp, cứ hoàn hàng về cho em. Mít sấy về à em? Mít. Ơ thế sao để đây? Trời ơi. Thế em để gần vào đây chị đi. Gần vào đây chị với, để chị lên luôn, chị lấy luôn mã cho nó gần lên chị thua nhanh. Em sẽ vào chương trình thua nhanh, các chị yêu tập trung hết tinh thần để mình được thuốc đơn cho em, được chưa? Ok luôn. Em vào gần cái kệ này là em thua cho mọi người thì thôi là toang luôn đấy. Bung bét luôn. Bung con nhà bà bét luôn, được chưa? Ấn em nút chia sẻ ạ. Lên em là rong biển ăn liền. Ăn rong biển nhà ăn liền nhà em rồi. Chất lượng đúng không? Chuẩn ngon luôn. Nghiệp. Chuẩn hàng xịn, chuẩn Hàn luôn, của Hàn nhá. Hàng nhập khẩu nguyên thùng đại Hàn này. Đấy, có bổ sung thêm thành phần là ô liu này, rất dầu omega 3 này, dầu canxi và đặc biệt dầu iốt. Bà bầu ăn tốt, trẻ nhỏ ăn tốt, chị em phụ nữ mình thiếu canxi, thiếu sắt ăn quá tốt luôn, thiếu iốt. Vì mình hay ăn nhạt mà. Được chưa? Lên cho em là gì ạ? Rong biển ăn liền, có ai bán giá này không? Chả một thùng của nó là gì ạ? 72 gói. 72 gói rong biển em bán mọi người bao nhiêu? 300 59.000 đồng. 59.000 đồng một thùng. 359.000 đồng một thùng rong biển. Lên cho em là gì ạ? Rong biển ăn liền. Kèm số điện thoại 359.000 đồng một thùng rong biển 72 gói luôn. Ok chưa? Okay. Tiếp theo mình lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Mã sản phẩm cho em là hạt hạnh nhân, mua về ăn Tết. Hạnh nhân tách vỏ, các chị đang mua ngoài 600.000 đồng một cân hạnh nhân tách vỏ. Em bán mọi người bao nhiêu? 210 hai hộp được một cân luôn. 210 hai hộp hạnh nhân Elite này nhiều lắm các chị ơi. Ăn tao hồ ăn Tết luôn này. 210 hai hộp được một cân. Mã sản phẩm là gì ạ? Hạnh nhân tách vỏ kèm số loại. Đấy, dây buộc tóc bé kèm số loại, anh em sẽ tua rất là nhanh cho các chị dồn được đơn nhiều. Được chưa? Dồn đơn thật nhiều cho em tập trung hết sức, bạn đừng có làm việc riêng nữa. Tập trung vào mình lên đơn nhanh mà chốt, được chưa? Mã sản phẩm là dây buộc tóc bé và kèm số loại miễn đơn, đừng ôm chồng nữa, bỏ ra đi. Được chưa? Đừng ôm chồng nữa. Em tặng mọi người 65.000 đồng 4 bịch ạ. Mỗi bịch là 100 cái dây buộc tóc bé. Buộc sướng lắm ạ, mềm mà không bao giờ lo đứt tóc và rụng tóc. Vứt hết cái dây xanh đỏ tím vàng đi. Mã sản phẩm là? Dây buộc tóc kèm số em tặng bao nhiêu? 65.000 đồng 4 túi. 65.000 đồng 4 túi. Tinh dầu nước hoa chuẩn pháp, thơm dã man, kinh khủng luôn. Lưu hương các chị ơi, cả ngày chưa hết thơm. Tinh dầu nước hoa và kèm số điện thoại. Tặng mỗi chị một lọ, ok chưa? Okay. Cho em xin nút thả tim, mã sản phẩm là? Tinh dầu nước hoa kèm số cái này các chị về dùng sẽ biết đâu là chân ái cuộc đời luôn. Thơm này, đấy hương đầu của nó là hương hoa quả nhanh nhẹ nhàng thơm, đấy hương cuối của nó là hương gỗ thơm lắm các chị ơi, và mùi rất là kiểu là nó không bị nồng nặc và không bị đau đầu đâu, kể cả các chị cho vào mũi các chị hít cho em.
Trời ơi, thơm dã man đấy các chị ạ. Lăn cho em như này. Mã sản phẩm là tinh dầu nước hoa kèm số này. Tinh dầu nước hoa chuẩn pháp luôn. Em tặng kỷ niệm mọi người 115.000 đồng hai lọ. Được chưa ạ? Ok. 115 hai lọ này. Cái này các chị ơi nhỏ nhắn nhét trong túi được này, nhét trong túi xách được, nhét trong cái ví cũng được. Nhưng mà ta thề luôn, lúc nào cần dùng phát thơm ngất ngây luôn. Tinh dầu nước hoa chuẩn pháp kèm số thoại em nhận đơn, được chưa ạ? Ok. Kem dưỡng da tay chuẩn pháp luôn này. Đấy, hàng này em ôm lô thanh lý hơn 5.000 tip em ôm hết này. 85.000 đồng hai lọ kem dưỡng da tay, phải dưỡng da tay. Trời ơi, đừng bao giờ không dưỡng da tay em xin các chị đấy. Không dưỡng da tay á thì á, cái da tay của mình nó khô lắm, nhất là mùa này. Mùa anh khôi này bắt buộc phải dưỡng da tay cho em. Dưỡng da tay là cái thứ mà chị em mình muốn trẻ là ở cái đôi bàn tay nó, tay mà khô rắc. Rồi là, rồi ôi, nói chung là phải dưỡng da tay chuẩn pháp. 85.000 đồng hai lọ. Dòng này đang bán trên thị trường là 499, em ôm được 5.000 lọ rồi. Cái dòng này là hết luôn, không bao giờ về nữa, được chưa ạ? Ok. Mã sản phẩm này là gì? Quá xịn luôn. Sữa rửa mặt hữu cơ Hàn kèm. Sữa rửa mặt hữu cơ của Hàn. Em mua được lô thanh lý, đang mua trên thị trường là bao nhiêu nhỉ? Ờ, được. Xem lại giá trên thị trường đâu? 5.5 hay 6.5 một tip sữa rửa mặt hữu cơ. Chuẩn hữu cơ luôn, một cái làm từ rong nho, một cái từ gạo lứt, một cái từ các loại hoa quả mang vị chứa vitamin C, một cái từ các loại đậu, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh. Được chưa? 839.000 đồng một tip sữa rửa mặt hữu cơ Hàn. Cho các chị toàn bộ trong livestream ngày nay, các chị xem giá thị trường đang bán này. 839 này, cấp hết các chị nhìn rõ cho em. Đấy, tất cả các bếp các chị nhìn rõ em, giá 839 một hộp sữa rửa mặt hữu cơ Hàn. Ok chưa? Em chào các chị với giá bao nhiêu vậy? 129 à, 39.000 đồng. 39.000 đồng. Mua một tip. Ok. Tặng một tip. Ok. Tặng một tip nữa. Mã sản phẩm sữa rửa mặt hữu cơ Hàn kèm số này. 139.000 đồng 3 tip mix vị cho các chị nhá. Hữu cơ hoàn toàn an toàn lành tính, rửa cho bà bầu tốt lắm. Rửa cho những người bệnh nhân ví dụ như có bệnh lý nền hay ung thư kia, dùng hóa chất rửa cho em. Sữa rửa mặt hữu cơ Hàn. Cái này các chị ơi không ai bán giá này. Hàng này hàng xịn ạ, hàng em ôm thanh lý á. Đấy, em ôm mấy nghìn tip là em ôm hết. Nên chính vì vậy là nó không còn. Chị nào không thích thì thích dùng sữa ở mặt Ý Dĩ Nhật, được chưa? Okay. Ý Dĩ Nhật 115 2 tip, được chưa? Okay. Sữa ở mặt Ý Dĩ Nhật 115.000 đồng 2 tip luôn. Đây, BHA của Obagi đúng không? Vâng à. BHA Obagi thì thị trường bán 960. Em bán mọi người 545, được chưa? Okay. 545.000 đồng một hộp BHA của Obagi, được chưa? Về dùng cho em không sướng không lấy tiền BHA. Về, nếu mà muốn xe khít lỗ chân lông thì phải BHA và sạch sâu ạ. Một tuần dùng 2 lần vào buổi tối cho em, bôi một lượt nhẹ trên da, lúc đầu nó nóng xong lúc sau nó mát lạnh. Sau đó mình để cho em 10 phút rồi mình bôi những cái loại serum và kem dưỡng của mình. BHA của Obagi chuẩn xịn luôn. Em tặng mọi người bao nhiêu? 545.000 đồng. Tiếp theo bổ não Úc lên đơn nhanh. Cái hôm nay là xin phép của các chị là chiến nhanh. Bổ não Úc và kèm dưỡng mặt, tập trung hết tinh thần vào đây cho em. Đấy, nồi cơm bao nhiêu vậy em? Nồi cơm là nồi cơm nào các 300 bác? 76.000 đúng không? À, vâng. Mã sản phẩm cho em là gì ạ? Bổ não 283 hai hộp. Rối loạn tiền đình, suy giảm trí nhớ, cao huyết áp, sau tai biến. Ấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, dùng hết bổ não Úc cho em. Được chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Chị nào bị đau đầu cứ uống vào cho em, mất ngủ uống vào cái ngủ như bi luôn. Mã sản phẩm là bổ não Úc kèm số này. Một hộp miếng trùng khánh. Các chị ơi. Một hộp miếng trùng khánh. Ngày hôm nay em cho nốt các chị yêu 892 hộp, được chưa? Làm gì có một đứa nào trong cuộc đời bán các chị 892 hộp. Các chị mua một hộp này ở ngoài là 25.000 đồng rồi. Một thùng này ở ngoài là 150 rồi, được chưa? Ừ, luôn. Em bán mọi người 89.000 đồng hai thùng nhá, không nhìn nói nhầm hai hộp này. Hai thùng nhá. 6 hộp nhá. Hai thùng miến trùng khánh ngon xuất sắc luôn ạ. À. Đặc sản nổi tiếng miến trùng khánh, mã sản phẩm là miến trùng khánh kèm số em nào? Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 89.000 đồng hai thùng. 89.000 đồng hai thùng, tua nhanh mã. Mã sản phẩm tiếp theo mình lên cho em là gì ạ? Tẩy lồng máy giặt. Ấy, à quên, bột thông cống. Này Tết nhất mà bị tắc cống thì sợ lắm, đông người về mà. Bột thông cống này đổ phát là gì? Để sai tiếng sau xả nước, không cần phải hút, không cần phải bơm, không cần phải gì cả. Bột thông cống quá là hiệu quả luôn, thị trường đang bán 80.000 đồng một lọ, chị tặng nhé mà. Chị tặng nhá. Tặng đi chị ơi. 89.000 đồng 5 lọ. Ok chưa? 89.000 đồng 5 lọ bột thông cống, lên cho em đúng cú pháp là gì? Bột thông cống kèm số này. Bột thông cống và kèm số điện thoại, đũa vàng Hàn 22.000 đồng một hộp 10 đôi. 22.000 đồng, Tết nhất thay đũa đi, nhà có khách có khứa, đừng dùng mấy cái đũa bẩn nữa. Đũa nó cũ quá rồi, mốc, vấn đề là mốc nguy hiểm. Cái đũa này là chống nấm mốc tuyệt đối và rất là nhanh khô, bình thường đũa gỗ nó hay bị mốc. Mình lên cho em đũa vàng Hàn, em tặng mọi người là bao nhiêu ạ? 22.000 đồng một hộp là có 10 đôi, em sẽ tiếp đơn từ 4 hộp, 88.000 đồng các chị được 4 hộp bằng mua một hộp ở ngoài đúng không? Lên cho em là hạt điều xuất khẩu ạ, một hộp này là gì ạ? Mua 2 hộp là được gần cân hạt điều rồi. Mà em bán cho mọi người có bao nhiêu? 1552 hộp. 1552 hộp, trong khi các chị đang mua ở ngoài thị trường 180.000 đồng mới được một hộp hạt điều này. Cứ đi siêu thị xem mọi em bán mọi người 1552 hộp hạt điều. Lên cho em hạt điều xuất khẩu ạ. 10 hạt như 10 luôn ạ, to ngon này.
Các chị nhìn cho em này, vừa to vừa ngon, vừa nguyên vỏ nguyên hạt, không có vỡ nhá. Hạt điều xuất khẩu và kèm cho em xin số điện thoại là em nhận đơn, được chưa? Okay. Rồi các chị ơi, nho, nho khô hạt đúng không? Nho khô hạt mà kèm số điện thoại nhận đơn 99.000 đồng một bịch này, cân nguyên lõi được 1 cân. Cái hàng bọn nó làm nhái lại cân lõi được có 7 lạng rưỡi thôi. Các chị cứ về thử cân ho của cái hàng nó nhái lại cho xem. Mà trong khi đó nhà em bán quá rẻ luôn. Em bán cho mọi người 99.000 đồng một hộp 1 cân nho siêu ngon luôn. Về ăn nho đi, mua nho này để đến Tết đi. Nho quá ngon luôn đi ạ. Nho ăn chua chua ngọt ngọt vị rất ngon, chị nào ăn rồi thì biết ạ. Chỉ có quay lại mua lần thứ hai thôi. Mã sản phẩm là nho Hàn, được chưa? Okay. 99.000 đồng luôn, được chưa? Okay. Mã sản phẩm tiếp theo mình lên cho em táo hộp Hàn. 72.000 đồng một hộp, cân cả hộp gần 1 cân rưỡi. Hàng em hàng chuẩn loại 1 chứ không phải cân cả hộp mới được 1 cân đâu. Cân cả hộp mới được 1 cân là cái bọn làm cân thiếu. Đây, và nó không ngon. Các chị nhìn ăn về cho em này, ăn vừa ngon vừa tốt táo hộp Hàn này, kể cả đi làm quà cho vào giỏ quà Tết, đi biếu Tết này, đấy để trên ban thờ này, đẹp xuất sắc luôn. 72.000 đồng một hộp táo hộp Hàn, được chưa? Ok. Bao giá toàn quốc luôn. Lên cho em gội đen tóc và gội nâu tóc, được chưa? Ok luôn. Gội đen tóc và gội nâu tóc 75.000 đồng. 75.000 đồng một hộp, rồi phủ bạc, thích phủ đen thì phủ nâu thì phủ, lên màu cực kỳ tự nhiên, không bao giờ lo bay màu hay là không bao giờ lo nó có hóa chất độc hại giống như thuốc nhuộm các chị đi mua ngoài gây ung thư, được chưa? Okay. Đấy, đi nhuộm ngoài gây ung thư, cái này cứ gội là lên màu thôi. Đấy, lên màu rất là tự nhiên. Phủ cho em khoảng tầm 10 phút, mã sản phẩm là gội phủ bạc kèm số này. Phủ bạc kèm số điện thoại, Phila tốt và kèm số điện thoại 99.000 đồng 5 hộp. Hôm nay em với chương trình là tư mã, chính vì vậy em không tư vấn quá nhiều. Chị nào muốn tư vấn kỹ hơn thì các chị xem những livestream sau, được chưa? 99.000 đồng 5 hộp Philatop, bổ sung lysine, bổ sung protein từ gan lợn, kích thích ăn ngon, tiêu hóa tốt, bổ sung đạm thủy phân. Đấy, tăng cường sức đề kháng cho người già, người trẻ nhỏ, người sau ốm đau bệnh tật, 99.000 đồng 5 hộp, được chưa? Okay. Mã sản phẩm cho em là mọc tóc Đức, có rồi em. Mọc tóc Đức kèm số thoại, biotin ấy, mọc tóc của Đức chuẩn xịn ấy. Đấy, em hoàn đang uống loại này đây, các chị nhìn này. Tóc mọc ra như mưa luôn, 155.000 đồng một hộp, ok chưa? 155.000 đồng hộp mọc tóc Đức, lên cho em là mọc tóc Đức, kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn, được chưa? Okay. 155.000 đồng một hộp mọc tóc Đức nhé. Đấy, mình lên cho em là xe sủ xuyên tâm liên tặng nốt các chị nhé. 275.000 đồng. 275.000 đồng em tặng mọi người 10 lọ. Thị trường các chị đang mua 120 một lọ. Xe sủ này bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng, nhất là những nơi nào đang trong vùng dịch. Mua ngay cho em mà uống vitamin C ngày 1 viên thôi, một hộp này 20 viên. 10 lọ là 200 viên, uống cả 200 ngày. Đấy mà em bán có chị 275.000 đồng, được chưa? Em đang bán 299.000 đồng, em tặng mọi người 275.000 đồng, được chưa? Mã sản phẩm tiếp theo kem đánh răng dược liệu Bali, dòng này thì quá đỉnh rồi, không cần gì phải nghĩ nữa. 200.000 đồng 5 tip kem đánh răng dược liệu Bali, thị trường đang bán 150, em bán 200.000 đồng 5 tip kem đánh răng dược liệu Bali, kèm cho em xin số điện thoại lái màn lên đơn mọi người, được chưa? Ok. Về đánh đánh thì không sướng không lấy tiền, quan trọng là dùng nó không có hóa chất, an toàn lành tính tuyệt đối luôn. Mọc tóc Đức chị đang dùng và tốt lắm, em cảm ơn mọi người. Lên đơn cho em là gel sát khuẩn tay nhá. Ok chị. Các chị ơi, gel sát khuẩn để các chị sát khuẩn tay cho em như thế này. Gel sát khuẩn tay và kèm cho em xin số điện thoại là em lên đơn cho mọi người, được chưa? Em tặng các chị 65 ba hộp 60 đi. 60 ba hộp nhá. Ok. 60 ba hộp về, các chị ơi đút túi này để trên xe ô tô này. Đi đâu đi qua những vùng dịch hoặc đi qua những cái trạm khai báo y tế này, sát cho em sát khuẩn tay như này cho em. Chứa y ông bạc, các chị ơi, mã sản phẩm là sát khuẩn tay 60.000 đồng 3 lọ, ok chưa? Tiếp theo mình lên cho em là khô gà lá chanh. Và kèm số điện thoại 139.000 đồng 1 cân, được 2 hộp đầy. 1 cân là sẽ được 2 hộp đầy, đầy hết hộp này ăn dở. Khô gà lá chanh và kèm số điện thoại không ngon không lấy tiền. Đấy, Tết nhất bạn bè gặp nhau bỏ ra bắt chanh ngồi uống bia với nhau. Khô gà lá chanh và kèm số điện thoại 139 1 cân nhé. 1 cân sẽ được 2 hộp đầy như này, được chưa? Okay. Lên cho em là khô gà lá chanh và kèm số điện thoại là em nhận đơn. Hay là em nhặt cho chị theo nước đi để chị đỡ phải giới thiệu nước nào. Ví dụ em nhặt toàn bộ Nhật trước đi. Nhật trước đi, hàng Nhật, toàn bộ hàng Nhật trước xong nhặt cho chị đến hàng Hàn. Xương khớp của Nhật ạ. Số 1 tại Nhật nó là glucosamine, nó là 950 viên và hàm lượng của nó là 1.500 mg. Xương khớp tốt số 1 thế giới rồi. Dòng này không cần gì phải nghĩ rồi. Chị nào đau mỏi xương khớp thoái hóa đốt sống ạ, cần phải bổ sung ạ. Bị viêm khớp ạ, bị đau mỏi cổ vai gáy, mình uống hết cho em thoái hóa khớp kháng hay bị tê bì chân tay, thiếu canxi, thiếu chất nhảy mu sụn khớp, uống ngay cho em xương khớp Nhật glucosamine của Nhật ạ. Em bán mọi người quá rẻ luôn, 545, hộp này là hàm lượng là 1.500 mg cơ. Nó cao gấp 10 lần xương khớp của Đức. Và hơn nữa là nó là 950 viên, các chị uống cả mấy tháng trời chưa hết được luôn. Ok chưa? Mã okay. Sản phẩm là xương khớp Nhật kèm số loại. Xương khớp Nhật và kèm số thoại nhận đơn 545.000 đồng một hộp, 950 viên. Trời ơi. Cái xương khớp bình thường các chị mua có 60 viên thôi. Thậm chí xương khớp Đức có 30 viên. Thậm chí là những cái dòng xương khớp của Việt Nam hay là sụn cá mập của Việt Nam nó chỉ có 60 viên thôi. Bọn này là 950 viên mà hàng của Nhật quá là rẻ luôn, không ai bán giá này ạ. Xương khớp Nhật và kèm số thoại nhận đơn. Nhỏ mắt Nhật ạ, 275.000 đồng một hộp 10 lọ. Đấy, lên một loạt hàng Nhật cho em trước nhá, cho chị trước.
275.000 đồng một đợt bột 10 lọ nhỏ mắt chống cận thị viễn thị tất cả các bệnh về mắt, làm liền giác mạc bị tổn thương, đặc biệt là chứa thành phần nước mắt nhân tạo chống vấn đề về khô mắt, mỏi mắt. Khi các chị làm việc điện thoại máy tính nhiều phải dùng nhỏ mắt đi, đừng để đến lúc mờ rồi bắt đầu mới dùng, phòng trước đi. Ấy, ai bị cận thị nó nhỏ làm giảm độ cận thị, được chưa? Nhỏ mắt chống cận thị của Nhật đấy ạ, Satben của Nhật ạ. Ngũ cốc Nhật này, 168.000 đồng một gói ngũ cốc Kabi. Các chị nào hay đi siêu thị Nhật và hay ăn cái này thì biết. Ăn ngũ cốc này quá tốt cho sức khỏe luôn, vừa đầy đủ chất, vitamin. Trẻ con ăn thay như Bim Bim, ăn thay bữa ăn sáng, trộn vào sữa chua, ăn cái gì cũng ngon. Ngũ cốc của Nhật ạ, lên một loạt hàng Nhật trước cho mọi người. Em tặng mọi người với giá 168.000 đồng. Kem đêm nhau thay cừu của Nhật, ơ xem hệ thống còn không? Kem đêm nhau thay cừu Nhật có ai bán giá này không ạ? 179.000 đồng một lọ kem đêm nhau thay cừu của Nhật dưỡng da ban đêm. Siêu sướng luôn, các chị mà dùng kem đêm nhau thay cừu Nhật này. Các chị ơi, quên, chân lái cuộc đời luôn, áo chị mặc là 210 áo đi nhá. Đấy, bao giá toàn quốc cho mọi người. Lên đơn cho em mã sản phẩm kem đêm nhau thay cừu Nhật dưỡng da ban đêm không sướng không lấy tiền luôn. Được chưa? Lên một loạt hàng Nhật cho các chị nhá. Chị sẹo Nhật. Chị sẹo Nhật và kèm cho em xin số điện thoại 99.000 đồng hai lọ chị sẹo Nhật. Sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo dặn da. Đấy, những cái vết thương, vết thâm. Đấy, các chị dùng được hết cho em. Đấy, bao giá toàn quốc cho mọi người 99.000 đồng hai lọ chị sẹo Nhật, kể cả các chị nào cắt mí mắt. Không, các chị bôi cái này cho em. Đấy, hết sẹo nhanh kinh khủng, chị Hà thì chơi với em ấy, chị bôi. Trời ơi, nhanh lắm, em thì em chưa cắt mí bao giờ. Mã sản phẩm là chị sẹo Nhật kèm chị sẹo chuẩn Nhật, hàng bán tại hiệu thuốc luôn, 99.000 lọ, mua vài trăm hai một lọ. Kéo Nhật 75.000 đồng hai cái, được chưa? Ok. Kéo Nhật và kèm em xin số điện thoại là em nhận đơn, 75.000 đồng hai cái kéo Nhật, bao giá toàn quốc nước em. Mã sản phẩm là kéo Nhật kèm số 75.000 đồng hai cái, kéo bằng thép không gỉ, Tết dùng rất sướng luôn. Đấy. Kéo Nhật và kèm số điện thoại, bộ trị nám này cam kết hết nám đúng không? Vâng. Đấy, mã sản phẩm là cam kết hết nám Chasamin trị nám của Nhật. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 600 bao nhiêu nhỉ? 39 đi. Nhá, thôi 639, em đang bán 660 thì phải hay 639 đúng không? 639.000 đồng một hộp. Chasamin 100 viên cam kết hết nám này, uống này, viên uống trị nám từ bên trong, cộng với uống kết hợp với vitamin C, CLC hộp 100 viên nữa. Uống ngày 1 viên sáng, 1 viên chiều cho em. Riêng C thì uống ngày 2 viên sáng, 2 viên chiều, được chưa ạ? Okay. Sau ăn cho em, cam kết hết nám 639, còn CLC trị nám à, bổ sung vitamin C tăng cường sức đề kháng của Nhật, phải uống CLC lại kèm với viên uống trị nám này, hai cái này uống cùng nhau. Và đồng thời bôi thêm cái kem trị nám của Ngọc Nữ Xuân này này. Bộ này là chắc chắn sẽ hết này. Đấy, uống cái này và bôi cho em kem trị nám này. Đấy, uống cái CLC thì em bán là 225 đúng không em? Vâng. Bộ sản phẩm trị nám gồm một kem dưỡng và một kem nám của Ngọc Nữ Xuân. Đấy, buổi sáng thì bôi kem dưỡng, sau đó là bôi chống nắng, buổi tối thì bôi kem dưỡng và bôi kem nám, được chưa ạ? Những bước trước thì mình vẫn dùng bình thường. Trị nám của Ngọc Nữ Xuân cho kem giấy này vào bên trong. 490.000 đồng một set hai lọ, được chưa? Rồi mình lên cho em mã sản phẩm là bánh nướng. Bánh nướng xịt đúng không? Bánh nướng mini. Đấy, ngon, ngon thật sự luôn các chị ơi. Tặng kỷ niệm các chị với giá bao nhiêu ạ? 79.000 đồng một hộp. Trong đây có 8 gói nhỏ bên trong. Bánh nướng ạ, mỗi gói có mấy chục cái bánh nướng rất ngon, bánh nướng mini ạ. 79.000 đồng, bánh này ăn quên sầu luôn, ngon ngậy thơm. Không biết là chị nào nhận được bánh nướng này chưa, cho em xin lời các bác. Em ơi, nhặt sang toàn bộ hàng Hàn cho chị nào. Mã sản phẩm là bánh nướng mini kèm bánh nướng mini và kèm em xin số điện thoại. Em thiếu rồi, xịt khoáng Nhật. Xịt khoáng Nhật này. Xịt khoáng Nhật, ok chưa ạ? Lọ to khổng lồ luôn, hơn 600.000 trên thị trường. Xịt khoáng là mùa này phải dùng thôi, chắc chắn phải dùng xịt khoáng rồi. Trời này khô da, hanh khô, da bị khô, phải dùng xịt khoáng để cấp ẩm cho da ngay tức thì bằng cái việc các chị uống 80 lít nước. Sau đó là gì ạ? Xịt khoáng này nó vừa giúp là gì ạ? Giúp da khỏe hơn, bổ sung các khoáng chất cần thiết cho da, vừa cấp ẩm cấp nước cho da tức thì luôn, chống vấn đề về khô da và nẻ da, căng da trên mặt mình. Mình xịt vào chân tay cũng được, mà mình xịt vào mặt cho em. Cái này là để xịt mặt, nhưng mà chị nào có điều kiện mà nhập sale được như này thì xịt cả chân tay cho em, chống vấn đề khô da và nứt da. Em bán xịt khoáng Nhật với giá bao nhiêu ạ? 99.000 đồng một lọ. Siêu to khổng lồ, dùng bao giờ cho hết. Cả nửa lít xịt khoáng. Các chị đang mua là hơn 600.000 đồng ạ. Xịt khoáng Nhật kèm số điện thoại nhận đơn đúng không? Okay. Rồi. Lên đến mặt nạ Nhật đúng không? Mặt nạ Nhật này, mặt nạ sinh hạ, mặt nạ hữu cơ Nhật đúng không? Mặt nạ gì nhỉ? Tên mã là gì nhỉ? Mặt nạ chuẩn Nhật cho các chị này. Hộp 30 miếng này. Thị trường đang bán mọi người hôm trước là 1.200.000 đúng không? 1.200.000 đồng một hộp ạ. Giá tại bên Nhật ạ. Đây là em nhập sale về. Với cái mức giá này thì em không phải tư vấn. Mã là sang hàng 1.100.000 đúng không? 1.100.000 một hộp giá tại thị trường Nhật ạ. Các chị lên đúng cú pháp cho em là gì ạ? Sang hàng 1.100.000 ạ. Một hộp này 30 miếng 1.100.000 vẫn rẻ. Tính ra có 30.000 một miếng đúng không em? Mở ra nó có nắp như này. Các chị lại để vào tủ lạnh. Các chị lại để vào tủ lạnh cho mát. Xong lần sau lại lấy ra đắp. Cứ 2 ngày chị đắp một lần, 2 ngày đắp một lần. Ai lâu thì 3 ngày.
mặt nạ Nhật này 1,1 triệu một hộp đúng không? À. Hoàn nhập sale về em bán cho chị với giá bao nhiêu? 115.000 đồng. 100 bao nhiêu? Ai bảo mày thế? 139.000 đồng. Ok chưa? Ok. 139.000 đồng mua một hộp, tặng một hộp được chưa? Ok. Tặng một hộp nữa là ba hộp. Mã sản phẩm là 115.000 đồng là hai hộp. Xóa cái mã đấy đi, là cái cũ rồi. 139.000 đồng em gửi tặng mọi người ba hộp mặt nạ chuẩn Nhật. Mã sản phẩm là săn hàng 1,1 triệu. Dòng này thị trường thanh lý đúng 10.000 hộp em ôm hết. Không tin em cho các chị xem bill luôn. 10.000 hộp hoàn ôm cho mọi người và em bán giá quá rẻ luôn. Tất cả những ai các chị nhìn thấy bán một hộp mặt nạ này trên thị trường đều nhập qua em hết luôn. Đều nhập qua em hết luôn. 10.000 hộp tại bên Nhật em ôm toàn bộ cho các chị luôn, được chưa? Ok. Nên đúng cú pháp là gì ạ? Săn hàng 1,1 triệu kèm số nào? Săn hàng 1,1 triệu và kèm số điện thoại hóa đơn 10.000 đấy nhé cho các chị xem luôn. Mạng lại không loát được, em xem đang loát mạng này của chị cái nào. Mã sản phẩm là săn hàng 1,1 triệu kèm số loại. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 139.000 đồng. 139.000 đồng. Không loát được nè. Không loát được đó nào. Mã sản phẩm là săn hàng 1,1 triệu kèm số loại. Đấy, lại cứ bắt mạng bên kia chán thật đấy. Đây này, không ai bán được giá đấy đâu. Vấn đề là em bán cho chị là hàng chuẩn cơ. Đấy, nếu mà bán hàng vớ vẩn thì không bao giờ em nói chuyện với các chị luôn. Mọi người nhìn cho em nhá. Số lượng đây, các chị có thể nhìn thấy. 10.000 nhá. 10.000 này. Nhìn số nhá. 10.000 nhá. Đây các chị ơi. Đây. Nhìn hộ em với. 10.000 mặt nạ Nhật luôn. Bao giá tầm khúc cho mọi người, mã sản phẩm là săn hàng 1,1 triệu kèm số nữa. Là em nhận đơn, em ôm cả 10.000 em mới được giá này. Để về gọi là tri ân các chị, để bán cho các chị rẻ. Thực sự luôn là các chị ơi, chả ai dám bỏ ra để tiền ra để ôm cả hàng bao nhiêu tiền để ôm 10.000 mặt lạ về đâu. 139.000 đồng dành cho 3 hộp, 90 miếng đắp đến bao giờ, đúng không ạ? Ít nhất là phải đắp đến nửa năm, nếu ai 2 ngày đắp 1 miếng rồi. Đấy, mùa này khô dai, da khô mà nhiều nám, các chị có 2 ngày đắp 1 miếng. Tiếp theo là bông tẩy trang của Nhật, miniso của Nhật, cái này có dòng nhái á. Dòng nhái ạ, dòng nhái cái túi nó hơi dài dài lên, xong nó hơi ngắn, nó hơi nhỏ hơn, xong nó dài hơn tí đấy. Có dòng nhái của bọn này cơ. Đây, vấn đề là mặt nạ miniso các chị mua nhà em chuẩn Nhật luôn này. 95.000 đồng 3 gói, thị trường đang bán 80 một gói, được chưa? Ok. Đấy, đồng hồ hoàn đeo chờ em tí, mã sản phẩm là bông tẩy trang Nhật kèm số loại. Thơm lắm, mã sản phẩm bông tẩy trang Nhật 95.000 đồng 3. 3 gói bông tẩy trang Nhật dùng quá nhiều quá sướng. Bây giờ lên một loạt hàng Hàn nhá, hàng tiếp theo Nhật. Đó là set đồ muối Nhật đúng không? Set đồ muối Nhật em tặng các chị 99.000 đồng một set. 99.000 đồng set đồ muối Nhật. Đây gừng đỏ này, cái này để ăn cá hồi này. Đấy, rồi Tết Nhất mà ăn với bánh trưng nhờ em ơi. Giò mỡ nhờ. Mã sản phẩm là set đồ muối Nhật kèm số loại. Ngon nghiện luôn ạ. Set đồ muối Nhật và kèm cho em xin số điện thoại là em lên nơi mọi người, được chưa? Ok. Rồi là lên nhanh cho các chị luôn. Set đồ muối Nhật cách số điện thoại các chị được chốt đơn. Tặng kỷ niệm 99.000 đồng một set. Đầy đủ các loại củ quả các thứ cho các chị như này, mã sản phẩm là set đồ muối Nhật kèm set đồ muối Nhật kèm số điện thoại 99.000 đồng một set luôn. Ok chưa? Okay. Rồi em lên một loạt hàng Hàn, thứ nhất cao rán hồng sâm Hàn 22.000 đồng một gói, 20 miếng. Ship đơn từ 4 gói là 88.000 đồng 4 gói. 20 miếng ạ. Mỗi gói 20 miếng là 80 miếng, các chị mua ngoài là 100.000 đồng một gói cao rán hồng sâm Hàn. Rán lưng, rán đau chỗ nào mình rán chỗ đấy, hiệu quả vô cùng. Dòng này không ai bán giá như em, cao rán hồng sâm Hàn. Ok chưa? Okay. Tiếp theo lên cho em là bàn chải than tre 83.000 đồng một hộp 30 cái. 83.000 đồng một hộp 30 cái bàn chải than tre Hàn. Về dùng không sướng không lấy tiền ạ. Bàn chải than tre Hàn Quốc ạ. 83.000 đồng một hộp 30 cái. Ok chưa? Okay. Đầu lông bàn chải siêu mềm, không bao giờ lo chảy máu chân răng, không bao giờ làm lo bào mòn răng của các chị. Đấy, bao giá toàn quốc, không bao giờ lo hỏng men răng. 88.000 đồng một 83.000 đồng một hộp 30 cái. Bây giờ giá lên rất cao nhưng em vẫn lại để các chị ra đấy. Đấy, set tặng quà tặng thầy cô đúng không? Vâng ạ, quà tặng thầy cô. Quà tặng thầy cô set sữa tắm này, dầu gội đầu này, dầu xả này. Đấy, bổ sung thành phần là collagen. Set gồm 3 lọ đấy, hàng của Hàn đấy, hơn 800.000 đồng. Giá tại công ty là hơn 800.000 đồng, em tặng các chị về tặng thầy cô giáo 149.000 đồng, được chưa? Ok. 149.000 đồng một set. Set có mã sản phẩm là quà tặng thầy cô, được chưa? Set vừa dầu sữa tắm này, vừa gội này, vừa dầu xả này, collagen. Bao giá toàn quốc cho mọi người, mã sản phẩm là chuẩn tem chính hãng đây nhá. Quà tặng thầy cô và kèm dũng thoại một set như này.
em tặng mọi người với giá 149.000 đồng ngay chơi. Rồi lên tất cả những hàng Hàn, thịt hộp Hàn ăn quá ngon rồi. Không phải nghĩ nữa, hôm nay phải dồn đơn hết mức có thể cho em. Vì bây giờ là kể cả Bình Dương được mở cửa đi 30 cân với giá cước có 35.000 rồi. Lấy cho em 30 cân hàng cho em. Cước có 35.000 đồng một đơn, không giới hạn số lượng sản phẩm. Riêng miền Bắc thì không giới hạn luôn, kể cả 100 cân vẫn 35.000 đồng đúng không? Mã sản phẩm cho em là? Thịt hộp Hàn kèm số thịt hộp Hàn ạ. Em bán tặng bao nhiêu? 119.000 đồng hai hộp. 119 hai hộp thịt hộp Hàn ăn không ngon không lấy tiền ạ, ngon nghiện luôn. Thịt hộp này về trẻ con nó thích lắm ạ. Mã sản phẩm cho em thịt hộp Hàn ạ. Chị yêu nào chưa được mọi người lên nhanh, lên đơn nhanh cho em nhé. Thịt hộp Hàn và kèm số điện thoại lấy nhận đơn. Đấy, tẩy lồng máy giặt Hàn 99.000 đồng 5 gói. 99 5 gói luôn, về tẩy lồng toàn bộ máy giặt đi, vệ sinh máy giặt đi. Một tháng phải vệ sinh một lần, giặt quần áo nó mới sạch được, nó mới chống vấn đề về viêm mũi, viêm xoang. Đấy, nó mới tăng tuổi thọ của máy giặt lên. 99.000 đồng các chị tẩy cả gần 1 năm mới hết luôn. 99.000 đồng 5 gói tẩy lồng máy giặt Hàn. Ok chưa? Okay. Mã sản phẩm là? Tẩy lồng máy giặt Hàn kèm số điện thoại. Men vi sinh ngay đâu? Phải bổ sung men vi sinh. Đối với những bé nào lười ăn chậm lớn còi xương, không hấp thu được, bổ sung men vi sinh giúp hấp thu tốt, tiêu hóa tốt. Đấy, chống vấn đề chỉ kể cả đang uống kháng sinh, bổ sung men vi sinh bị giết lợi khuẩn mà. Bổ sung vi khuẩn có lợi. Một gói này này, hộp này là 100 gói, một gói này chứa 3 tỷ lợi khuẩn, bằng các chị ăn 3 hộp sữa chua luôn. Một hộp sữa chua chỉ có 1 tỷ lợi khuẩn thôi. Cái này 3 tỷ lợi khuẩn luôn. Đấy chứ ạ, một hộp 100 ăn uống được hơn 3 tháng mỗi ngày một gói cho em là được rồi. Đấy, ai mà uống kháng sinh có thể tăng lên mỗi ngày 2-3 gói. Để chống vấn đề về loạn khuẩn, chị nào mà đang bị táo bón hoặc tiêu chảy mình có thể tăng lên mỗi ngày 2-3 gói. Đấy, dùng cho trẻ từ lúc sơ sinh đến tận người 100 tuổi luôn. Ai đông của Hàn, một tập đoàn ai đông quá nổi tiếng tại Hàn rồi. Hộp này các chị mua ngoài rẻ nhất cho em 650, em bán một người bao nhiêu? 239.000 đồng, được chưa? 239.000 đồng, men vi sinh ai đông và kèm số điện thoại nhận đơn. Mã sản phẩm tiếp theo mình lên cho em là gì ạ? Cao sâm đông trùng. Cao sâm đông trùng, một hộp cao sâm. Quá ngon, quá tốt. Uống cao sâm thì đỉnh rồi. Pha với nước ấm uống vào buổi sáng trước khi đang ăn sáng khoảng 5 phút cho em. Vừa ngăn ngừa ung thư. Đấy, vừa cao sâm đông trùng, vừa cao trùng sâm đông trùng hạ thảo. Đấy, vừa tốt cho chức năng phổi, vừa tốt cho chức năng thận. Nói nhanh quá bị líu mẹ. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 175 một hộp cao sâm đông trùng. Đúng chưa? 175 một hộp cao sâm đông trùng. Các chị cứ comment gần mã kèm số điện thoại, không phải comment chữ dồn đâu. Muốn lấy mã nào comment mã kèm số điện thoại, mai hệ sống tự động dồn đơn thì các chị mới không bị sót. Chứ các chị cứ comment dồn mai hệ thống nó không dồn, nó chỉ nhận đơn nào có số điện thoại thôi. Là ngày mai các chị không thể nhớ mình đặt gì đâu. Các chị cứ comment mã kèm số điện thoại, mai bạn nhân viên gọi điện chốt đơn, các chị bác ấy sẽ đọc tất cả những mã các chị đặt cho luôn. Đấy, ok chưa? Ok. Đừng comment dồn, cứ mã kèm số điện thoại, không có chữ dồn cũng được mà có chữ dồn cũng được, nhưng quan trọng là mã phải có số điện thoại. Hệ thống nó chỉ nhận đơn những chị nào có số điện thoại thôi, được chưa? Serum vitamin C Aeromax của Hàn. Aeromax dòng này là Aeromax Pro, muốn mờ thâm sạm nám thì phải có vitamin C, mờ vết thâm mụn phải có vitamin C, muốn trắng sáng da hơn thì phải có vitamin C cho em. Đấy, serum vitamin C của Aeromax. Em bán tặng kỷ niệm các chị với giá bao nhiêu? 198.000 đồng một lọ serum vitamin C Aeromax. Phải bôi serum vitamin C nhé. Cái điều và kể cả như là bôi vitamin C nó còn giúp tăng cường hiệu quả khả năng chống nắng. Đấy, và bôi vitamin C giúp tăng sinh collagen, giúp da đàn hồi tốt hơn, chống vấn đề về gì ạ? Chảy xệ da và nhăn da. Đấy, bảo vệ chống oxy hóa cho da, giúp mình trẻ lâu hơn. Mã sản phẩm là serum vitamin C kèm số ạ. Viên omega 3 của Hàn. Đấy, em đang like một loạt hàng Hàn cho các chị đấy, xong tí em like một loạt hàng các nước cho các chị luôn, được chưa? Đấy, omega 3 của Hàn em tặng các chị 319 một lọ, 300 viên uống được hẳn 10 tháng. Omega 3 Hàn này thì quá là vitamin không thể thiếu phụ nữ. Bắt buộc phải uống omega 3 Hàn, được chưa? Lên cho em mã sản phẩm là omega 3 Hàn kèm số nữa. Đây, giấy tinon em vừa nay buổi trưa, giấy tinon của Hàn. Một lọ này các chị đang mua trên trường 1.3 triệu đúng không? Em bán các chị 100 bao nhiêu? 149. Giấy tinon của Hàn. Đấy, phải có giấy tinon đấy. Các chị nào muốn thay đổi ngoại mục trên da thì sau bước serum hãy bôi giấy tinon, xong đấy hãy đến kem dưỡng. Tất cả các loại serum sau đó bôi giấy tinon, xong đấy kem dưỡng. Có người thì bôi lớp giấy tinon cuối cũng được, nhưng mà em toàn bôi trước lớp kem dưỡng thôi. Đấy, hoặc là bôi sau lớp kem dưỡng đều được, nhưng mà em khuyên các chị cứ bôi trước lớp kem dưỡng cho em, được chưa? Okay. Giấy tinon của Hàn đấy. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 149, đúng không? Okay. Mã sản phẩm tiếp theo là gì ạ? Collagen cherry. Collagen cherry của Hàn. Collagen thủy phân không ảnh hưởng đến u cục trong người. Đấy, có u có cục gì hay biếu gì dùng thoải mái cho em. Collagen thủy phân, collagen từ cherry. Một năm cố gắng uống cho em một liệu trình, hai hộp thôi, một hộp này là gì ạ? 30 gói uống được 1 tháng rồi đúng không? Okay. Collagen cherry và kèm số điện thoại, pha cái này với nước uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Em tặng kỷ niệm các chị yêu với giá bao nhiêu ạ? Collagen cherry chuẩn Hàn nhá. Collagen cherry tặng các chị với giá bao nhiêu? 239 hai hộp.
239 hai hộp mỗi hộp 30 gói collagen cherry. Có ai bán giá này không ạ? Vấn đề đó là dòng collagen thủy phân uống quá tốt cho sức khỏe, hấp thu được toàn bộ, hấp thu được đến 99% vào cơ thể, không bị mất ra ngoài tí nào. Đã thế là collagen thủy phân không ảnh hưởng đến u hay biếu hay là cục gì trong người. Collagen cherry của Hàn, mã sản phẩm là sữa óc chó hạnh nhân đúng không? Vâng ạ. Sữa hạnh nhân óc chó của Hàn, em bán mọi người, em mua ở ngoài thị trường là 310 một hộp, một thùng này em bán mọi người là 285 hai thùng sữa óc chó Hàn. Lên cho em là sữa óc chó Hàn, cách kèm số điện thoại miệng đơn được chưa? Sữa óc chó Hàn kèm số điện thoại miệng đơn 285 hai thùng được chưa mọi người? Đấy, đây mua cái này để được miễn ship toàn đơn mà Tết chết nhà ai chả dùng. 170.000 đồng 5 lạng nấm hương, nấm rừng Tây Bắc. Miễn ship toàn đơn, siêu thơm, siêu ngon. Eo ơi, về nằm nem ngon, về xào miến này, về làm cái gì cũng ngon luôn. Lên cho em đúng cú pháp là gì ạ? Nấm rừng Tây Bắc và kèm số điện thoại. 170.000 đồng gói 5 lạng miễn cước vận chuyển toàn đơn. Đừng so sánh với nấm trồng. Đây nấm rừng, nhìn chân nấm là biết nấm rừng ngay. Chân to huỳnh luôn, chân to như cái ngón tay út này luôn. Đấy, xong là chân nhiều, ăn giòn sần sật luôn. Chân em thích ăn chân nấm hơn. Người ta về làm lúc rừng rút nấm thì người ta đều hầu hết đều làm bằng chân, ăn giòn sần sật luôn ạ. 170.000 đồng với một gói 5 lạng miễn cước vận chuyển toàn đơn được chưa? Mang rừng Tây Bắc cũng thế. 170.000 đồng một gói 5 lạng miễn cước vận chuyển toàn đơn, mang này quá ngon luôn, nhà em nguyên bút luôn. Về nấu với xương sườn này, hầm xương sườn này, về xé ra xào miến này, về ăn xào thịt này, ngon xuất sắc luôn. Măng rừng cũng ngon mà nấm rừng cũng ngon. Măng mà xào với miến kia đén nhạt mình vừa xong thì xuất sắc luôn nhỉ. Lên cho em mã sản phẩm là gì? Măng rừng kèm số điện thoại. Măng rừng kèm số điện thoại miễn đơn được chưa? Em lên chị một mã thú với. Okay. Rồi các chị lên cho em mã sản phẩm tiếp theo, thạch caramel đúng không? Tết chẳng mua thạch này ăn thì mua cái gì? Các bọn trẻ con này, 85.000 đồng 5 gói thạch caramel. 85.000 các chị được hẳn 5 gói thạch caramel trứng sữa ngon xuất sắc. Thạch caramel kèm số điện thoại. Bác nào ăn thạch caramel nhà em rồi có ngon không các chị ơi? Khẩu trang đi em, đợi em tí. Thạch caramel kèm số điện thoại 85.000 đồng 5 gói thạch caramel được chưa? Okay. Lên cho chị một túi của Mangonia quá xịn luôn. Lên cho em túi da thật kèm túi da thật một kèm số điện thoại. Túi da thật một kèm số điện thoại. Túi này là cái to và đẹp thế này. Mangonia chuẩn chính hãng luôn các chị. Mã sản phẩm là túi da thật một kèm số điện thoại. Túi da thật một ạ. Ôi đẹp quá lắm mấy em ơi. Trời ơi, cái con nó tét to 878 tệ em nhân cho chị với. Ok. 878 hàng chuẩn chính hãng luôn. Lên đúng cú pháp em là túi da thật một kèm đem xin số điện thoại là em lên đơn em không dở dây ra nữa nhá. Đấy, 878.000 đồng logo Mangonia. Các chị dùng túi Mangonia rồi các chị biết. Hàng chuẩn chính hãng ạ. Đẹp nhất bách ạ. 3.2 triệu. Túi 3.200.000 đồng. Mã sản phẩm là túi da thật một kèm số điện thoại. Em tặng các chị với giá bao nhiêu ạ? 200. 200. 85.000 đồng. Trời. Mã sản phẩm là túi da thật một kèm số điện thoại. 285.000 đồng. Comment đúng cú pháp túi da thật một kèm số điện thoại em nhận đơn chuẩn Mangonia. Các chị nhìn cho em logo của nó, túi da thật một ạ. Túi này là bản size to, được cả vừa giáo án cho em nhé. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu ạ? 285.000 đồng. Lên cho em là nho đen. Nho đen ăn không ngon, không biết ăn gì ngon nữa luôn. Được chưa? Mã sản phẩm là nho đen. Ăn Tết này, nho khô nhưng mà là nho đen nhé. Này, trời ngon ngọt. Nho đen này chỉ ngọt thôi rồi, làm bánh cũng ngon. Mã sản phẩm là nho đen. 992 hộp nho đen. Ăn Tết gần 1 cân nho đen. Em tặng mọi người là 992 hộp. Mã sản phẩm cho em là nho đen, cách số điện thoại các chị được chốt đơn nhá. Ok. Rồi nhanh chân nhanh tay em ơi. Nhanh tay lên nào. Không nhặt hàng các chị à, hàng gì đấy. Thuốc chỉ và kèm số điện thoại nhận đơn 75.000 đồng 4 tip. 75.000 đồng hoàn gửi tặng các chị 4 tip thuốc chỉ được chưa ạ? Chỉ và kèm số điện thoại, chị nào bị chỉ lên đơn nhanh. Lên mã cho em là dưỡng thể Đức và kèm số điện thoại nhận đơn. Ok. Dưỡng thể để trắng da đấy của Đức đấy. Tắm xong thì mình bôi, hoặc mùa này bị hanh khô, bị nẻ, nứt nẻ thì mình bôi cho em dưỡng thể Đức. Dưỡng thể số 1 tại thị trường rồi. 110.000 đồng một hộp được chưa ạ? Máy chị hết pin em ơi. 110.000 đồng một hộp dưỡng thể Đức ạ. Lên cho em đúng cú pháp là gì ạ? Dưỡng thể Đức, dưỡng thể Đức và kèm số điện thoại các chị được cho đơn. 110.000 đồng một hộp dưỡng thể Đức, bao giá toàn quốc. Cốt xương hầm Nhật thấy bảo hết rồi mà em. Hệ thống hết mà, em xem nào. Mai kiểm lại xem nào. Sữa đặc Malaysia và kèm số điện thoại em tặng mọi người 41.000 đồng một hộp. Nhận đơn từ hai hộp ạ. Sữa đặc Malaysia và kèm số điện thoại em nhận đơn. Bao giá bao ngon cho mọi người ạ, vừa thơm vừa ngon, về chấm sữa, về làm sữa chua, về pha cà phê cacao, ngon xuất sắc luôn ạ. Sữa đặc Malaysia và kèm cho em xin số điện thoại ạ, 41.000 đồng một hộp ạ. Ok chưa? Okay. Tiếp theo này, cốt xương hầm có còn không? Chị thấy bảo hết đấy, 249.000 đồng một hộp cốt xương hầm, nhưng mà em không biết còn không để check đã nhá. Chị ngứa thần thánh và kèm số điện thoại ạ, 89.000 đồng ạ, 5 hộp đúng không em? 89.000 5 hộp chị ngứa thần thánh.
tất cả các loại ngứa, mề đay, nấm móng, rồi là thì hắc lào lang ben, 249.000 đồng một hộp cốt xương hầm nhá. Đấy, hắc lào lang ben, zola thần kinh, hay tất cả mọi vấn đề về ngứa, nước ăn chân tay, mũi đốt hay ong đốt chấm vào cho em. Chị ngứa thần thánh và kèm số thoại nhận đơn 89.000 đồng 5 bộ loại chị ngứa thần thánh, được chưa? Ok. Bao giá toàn quốc, mã sản phẩm là? Chị ngứa thần thánh kèm số loại. Lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Sản phẩm cám gạo Thái và kèm nhanh chi số thoại nhận đơn 75.000 đồng một lố 12 bánh sản phẩm cám gạo Thái, ok chưa? Ok. 75.000 đồng lố 12 bánh sản phẩm cám gạo Thái về mua mà tắm. Tắm cái này vừa mềm vừa thích, vừa sướng, vừa trắng da, vừa hết mụn lưng, lỗ viêm lỗ chân lông. Đấy, cách đấy tắm sướng lắm ạ. Tinh chất sữa gạo của Thái ạ. Em tặng mọi người 75.000 đồng lố 12 bánh. Tiếp theo mình lên cho em mã sản phẩm là tẩy trắng quần áo và tẩy màu quần áo của Thái Lan. Em có tẩy trắng và tẩy màu cho các chị. Đồ trắng thì mình dùng cái này, ví dụ màn này, những cái quần áo trắng mình dùng cái này, còn tẩy màu là những quần áo chăn này, những cái quần áo màu mình dùng cho em cái này. Em sẽ bán theo combo 99.000 đồng 4 lọ, mình sẽ được 2 lọ tẩy màu và 2 lọ tẩy trắng, được chưa? Okay. 99.000 đồng 4 lọ, 2 lọ tẩy màu, 2 lọ tẩy trắng cho mọi người. Lên cho em là tẩy trắng quần áo và kèm số điện thoại lên nhận đơn. Về tẩy chăn màn là lúc nào cũng như mới luôn ấy các chị ơi. Đấy, lên cho em mã sản phẩm là cốc gấu nhá. Cốc gấu kèm số điện thoại tặng các bác 15.000 đồng 2 cái cốc gấu. Để làm gì ạ? Gắn vào tường xong là để bàn chải này, để kem đánh răng này, nó dốc nước này. Có các lỗ dốc nước, 15.000 đồng 2 cái cốc gấu nhá. Thì lên cho em là cốc gấu và kèm số điện thoại 15.000 đồng 2 cái, làm gì có ai bán. Không ai bán trong cuộc đời này, các chị mua ở trên Shopee cho 30.000 một cái. 15.000 đồng 2 cái về cắm bàn chải, cái này dính nước không bao giờ trôi, dính trực tiếp vào tường chỗ đánh răng. Để bàn chải, để kem đánh răng. Đấy, 15.000 đồng 2 cái, mã sản phẩm là cốc gấu kèm số điện thoại. Cốc gấu và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn. Chị mụn thịt ngang 16.000 đồng một lọ. Ai bị mụn thịt, một cóc, một cơm, một cám, dùng ngay, chấm ngay cái này lên mụn. Đấy, mấy hôm xong nó tự bong ra, sau đó bôi trị sẹo là hết. Chị mụn thịt ngang, một cóc, một cơm, một cám 16.000 đồng, được chưa? Ok. Rồi, mã sản phẩm tiếp theo mình lên cho em là cho sạc iPhone đúng không? Cho sạc iPhone kèm số là cho sạc iPhone là em tặng kỷ niệm mọi người với giá bao nhiêu ạ? 68.000 đồng. 68.000 đồng cái sạc iPhone. Sạc nhanh. Đấy, mã sản phẩm là cho sạc iPhone kèm số điện thoại nhận đơn 68.000 đồng cái sạc, được chưa ạ? Bao giá toàn quốc cho mọi người. Này em ơi. Đấy, bán cho các chị là giá là thực sự luôn là không một ai chơi trong cuộc đời này rồi. Rồi, ok chưa ạ? À, tẩy trang Pháp, tẩy trang Olysi của Pháp, tẩy trang hữu cơ Pháp nhé. Lên mã sản phẩm cho em là tẩy trang hữu cơ Pháp và kèm số điện thoại nhận đơn. Trăm bao nhiêu em ơi? 115.000 đồng một lọ đi. Được chưa ạ? 115.000 đồng một lọ tẩy trang hữu cơ Pháp và kèm em xin số điện thoại là lên đơn mọi người nhá. Xịt xoang của Bali ạ. 99.000 đồng một lọ xịt xoang Bali. Hiệu quả vô cùng luôn. Hôm trước vừa bị cảm kiểu bị sổ mũi cái xịt đúng hai hôm hết sổ mũi luôn. Xịt xoang ạ. Ai bị viêm xoang này các chị xịt vào này. Viêm mũi dị ứng này, bị sổ mũi, bị chảy mũi, bị cảm cúm này, khó thở này, hắt hơi này, xịt hết cho em ạ. Xịt xoang của Bali 99.000 đồng một lọ. Hàng Bali thì 100% thảo dược ba bầu mình vẫn dùng được cho em nhá. Xịt xoang Bali và kèm cho em xin số điện thoại. Làm nhận đơn yến mạch Úc tươi. 992 gói, mỗi gói 1 cân yến mạch Úc tươi. Cho trẻ ăn dặm cũng được, nấu cháo cũng được. Chị em mình muốn giảm cân cứ ăn yến mạch Úc là giảm cân, vừa đầy đủ canxi, vitamin và DHA. Đấy, rất tốt cho sức khỏe của chị em mình luôn. Đấy, lên cho em là yến mạch Úc tươi 99.000 đồng 2 gói, mỗi gói 1 cân nhá. Okay. Hôm nay là tour cả thế giới luôn đấy. Bánh yến mạch của Hàn đúng không? Bánh yến mạch Hàn kèm số điện thoại, các chị mua ngoài là 60-80.000 đồng một gói. Bánh yến mạch không ngon không lấy tiền ạ. Cái bánh này em bán suốt mấy năm nay rồi. Ngon xuất sắc luôn ạ. Em tặng mọi người bánh yến mạch Hàn với giá bao nhiêu ạ? 135.000 đồng 4 gói luôn. 4 gói bánh cho các chị ăn Tết, thắp hương hay cho giỏ quà hay như nào tùy các chị. Hay đấy, 135.000 đồng 4 gói yến mạch Hàn. Không ngon không lấy tiền ra em, mã sản phẩm là bánh yến mạch Hàn kèm số này. Bộ dao cạo râu ạ, 39.000 đồng một bộ ạ, gồm một cái bàn cạo này. Đấy, 36. Hết thì sao không cho ra đi vậy? Kẹo hoa quả tươi đúng không? Kẹo hoa quả tươi và kèm cho em xin số điện thoại, không ngon không lấy tiền. Kẹo hoa quả tươi nhà em là nguyên hoa quả như thế này luôn các chị. Kẹo hoa quả tươi ngon bá cháy luôn. Một cái dòng kẹo ngon số 1 của nhà em luôn. Mã sản phẩm hả? Kẹo hoa quả tươi kèm số loại. Chắc các chị với giá bao nhiêu? 115.000 đồng 3 gói. 115.000 3 gói kẹo hoa quả tươi. Không ngon không lấy tiền. Lá bồ đề đi nhìn Phật. Treo xe. Treo trong xe ô tô, để trong ví, để sau ốp điện thoại. Mã sản phẩm là lá bồ đề để trong túi sách. Y nhìn Phật và kèm số điện thoại miệng đơn. Lúc nào cũng mang Phật bên trong người may mắn này. Chị em nào để trên xe ô tô nữa, treo chỗ trên trong xe ô tô của mình ấy. 55.000 đồng hai lá bồ đề y hình Phật, được chưa? Ok. Lên cho em đúng cú pháp là lá bồ đề y hình Phật, kèm cho em xin số điện thoại là các chị được chốt đơn nhá. Hạt mắc ca để ăn Tết này.
Đấy, em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 199 là được 1 cân hạt maca, sẽ được 2 hộp như này, mỗi hộp là 5 nạng. 199 1 cân hạt maca. Maca ăn không ngon thì không biết hạt gì ngon nữa luôn. Ngon số 1 luôn đấy, các loại hạt vàng luôn này. Em mít sấy đang hết ạ. Mít sấy chị tưởng về em, không đủ chỗ đơn à. Lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Hạt maca kèm số điện thoại. Hạt maca kèm số điện thoại. Mít sấy không đủ chỗ đơn luôn các chị ạ. Tiếp theo mình lên cho em là hạt đậu Hà Lan, 78 2 hộp được 1 cân. 78.000 đồng một cân sẽ được 2 hộp như này nhá. 78.000 đồng một cân đậu Hà Lan luôn. Chị có nào mua ăn Tết luôn, các loại hạt luôn cho em này. Tiếp theo mình lên cho em là dưa chuột bao tử ạ. 25.000 đồng một hộp. 25.000 đồng một lọ dưa chuột bao tử, ngoài đang bán là 80.000 đồng một lọ. Em bán 25.000 đồng một hộp dưa chuột bao tử như này. Rất là nhiều về ăn chua chua ngọt ngọt, ăn với cơm, ăn với cả thịt quay, ăn với cả cái đồ cơm rang. Ngon lắm các chị nhá. 25.000 đồng một hộp dưa chuột bao tử, ok chưa? Mã sản phẩm đây là dưa chuột bao tử kèm số điện thoại. Đây, set dây buộc tóc này, set cặp buộc tóc này, cặp tóc này. Đây, 12 cái cặp tóc, thị trường đang bán 10.000 cái, em bán 39.000 đồng 12 cái. 39.000 đồng, các chị sẽ được một lớp 12 cái cặp tóc ạ. Hàng chuẩn ạ, cặp tóc ạ, 12 cái là chia làm 6 màu nhé. Đấy, các màu cho các chị luôn. Mã sản phẩm là kẹp càng cua và kèm số điện thoại. 39.000 đồng ạ, lố 12 cái kẹp càng cua, được chưa mọi người? Okay. Tiếp theo mình lên cho em mã sản phẩm là sữa chống loãng xương đúng không? Sữa chống loãng xương này bán quá nhiều rồi. Đấy, không đủ để chỗ đơn, hôm nay vừa mới về xong một chưa kịp like, hôm sau em tư vấn về sữa này sau. Còn hôm nay em lên để cho các chị dồn đơn nhá. 285 hai hộp đúng không? 285.000 đồng hai hộp, các chị cố gắng mua đủ liệu trình. Một liệu trình của nó là 10 hộp. Ai mua 10 hộp thì sẽ được một liệu trình của nó là 10 hộp đúng không? Thì tính ra các chị mua 5 tặng 5 đúng không? Thì các chị mua 5 hộp các chị sẽ được tặng 6 hộp nhá. Ok chưa ạ? 285.000 đồng một hộp ạ, tặng free một hộp là 2. Chị nào mua 5 hộp được tặng 5 hộp, ngoài ra tặng thêm một hộp nữa cho đủ liệu trình là 11 hộp tổng nhá. Ok chưa? Okay. Sữa chống loãng xương ạ. Là hôm nay mới về đấy, hôm sau em like cho các chị sau. Mã sản phẩm tiếp theo các chị lên cho em là gì ạ? Bình giữ nhiệt. Giữ từ sáng đến chiều luôn, bình giữ nhiệt hàng 3 lớp ạ, xịn có van an toàn. Rất là thích hợp với kể cả mình dùng cho bọn trẻ con nó mang đi học, mang nước ấm đi uống cả ngày luôn. Chị em mình pha trà, hãng trà uống mùa đông này. Em đựng cà phê trong đây không biết bao giờ cho nó nguội, uống đến chiều luôn. Được chưa? Lên cho em mã sản phẩm là bình giữ nhiệt, em tặng mỗi chị yêu cái 55.000 đồng. 55.000 đồng cái bình giữ nhiệt, được chưa? Mã sản phẩm cho em là bình giữ nhiệt và kèm em xin số điện thoại là các chị chốt đơn. Hàng thành công, dồn đơn thoải mái cho em. Bình giữ nhiệt 55.000 đồng cái, nhận đơn từ 2 cái nha em nhé. Khăn lau đa năng và kèm số điện thoại nhận đơn. Một lố này là 10 cái khăn lông thỏ, lau rất mềm, rất thích, rất sướng. Lau bếp, lau tay, mang đi học cho bọn trẻ con nó lau mực. Lau bàn, lau ghế, lau cửa kính, mềm mịn, không lo dụng lâu. Em bán mọi người, các chị mua ngoài là 80.000 đồng một lố 10 cái không? Em bán mọi người với giá bao nhiêu? 85.000 đồng. 5 lố được 50 cái khăn lau đa năng, về tha hồ lau. Vừa lau vừa vứt cũng chưa hết cơ. Đấy, 80.000 đồng 5 lố đúng không em? Màng bọc thực phẩm 83.000 đồng 3 gói đúng không? 3 gói ạ, mỗi gói là được 100 cái màng bọc thực phẩm, hoặc có thể mang về để chụp đầu khi mà mình ủ tóc luôn. Mình lên cho em là màng bọc thực phẩm và kèm em xin số điện thoại, chặt đúng cái móng tay ở kia. Đấy, để về mình bọc nhá. Mã sản phẩm là màng bọc thực phẩm và cách số điện thoại em nhận đơn. Về chụp đầu được luôn cho em, được chưa? Bao giá toàn quốc luôn cho em. Đấy, mã sản phẩm là gì ạ? À, màng bọc thực phẩm 83.000 đồng được bao nhiêu em? 13 bịch. Dĩa này, tết chất ăn hoa quả này. Đấy, dĩa hoàng gia và kèm số điện thoại rất là đẹp luôn này. Đấy, các chị mua dĩa về cho em này. Lên cho em là dĩa hoàng gia kèm số điện thoại nhận đơn. Sữa loãng xương uống có kinh không em là như nào? Đấy. Sữa loãng xương uống có kinh không là như nào? Kinh nghĩa đen nghĩa bóng gì? Mã sản phẩm là gì ạ? Dĩa hoàng gia kèm số điện thoại 89.000 đồng lố 10 cái dĩa hoàng gia chuẩn thép không bao giờ gì. Logo đằng sau thép không bao giờ lo xỉ luôn cho con mã dĩa hoàng gia này. Em bán mọi người là 89.000 đồng lố 10 cái dĩa hoàng gia, ok chưa? Okay. Tiếp theo mình lên cho em Hương Thần Tài. Các chị xem mấy trang quảng cáo Hương Thần Tài này bán quá nhiều. Họ toàn bán 2,5 một lố một bịch này thôi. Em bán mọi người bao nhiêu Hương Thần Tài đấy ạ? Mã sản phẩm là? Hương Thần Tài kèm số nợ. Tặng các chị yêu với giá bao nhiêu? 135.000 đồng 4 bó. 135.000 đồng 4 bó Hương Thần Tài. Lên cho em Hương Thần Tài và kèm số điện thoại. 135.000 đồng em gửi tặng các chị là 4 bó Hương Thần Tài. Bao giá toàn quốc cho các chị yêu, được chưa ạ? Hương Thần Tài về cắm xong là nó xoáy hình cái đồng tiền, đồng xu. Xong rơi xuống bát hương đẹp long lanh luôn. Mà hương màu vàng rất là đẹp luôn ạ. Cố gắng mua thắp hương Tết thì đi làm cả năm rồi. Đầu tư mà thắp hương Tết, được chưa ạ? Lên cho em Hương Thần Tài và kèm số điện thoại nhận đơn. Túi chườm đa năng nóng lạnh. Mùa này để chườm ấm này đối với ai bị lạnh tay khó đánh máy hay là lạnh chân đêm không ngủ được. Đối với những người già này chườm bụng này. Đấy, ai bị đau bụng kinh các chị chườm này.
ai bị ai bị thương bị ngã bị bầm dập vào đâu ạ, để vào tủ đá mà trường lạnh trường lạnh trường nóng được hết đấy, bao giá toàn quốc lên em là túi trường và kèm số điện thoại miễn đơn đúng không? À. Trường em tặng kỷ niệm mọi người với giá là bao nhiêu? 189.000 đồng, hai cái túi trường, hai hộp túi trường, túi trường và cách số điện thoại các chị được chốt đơn hàng thành công được chưa? Okay. Lên mã cho em là hồ lô tài lộc và kèm số điện thoại, cái này không đẹp không lấy tiền. Hồ lô tài lộc và kèm cho em xin số điện thoại. Dòng này nó đắt, nó có 5 đồng tiền vàng. Đấy, bên trong nó là vàng lá luôn, nước và vàng lá luôn, chuẩn xịn luôn. Để trên xe ô tô này, để ban thần tài, để bàn làm việc này. Đấy, để trong két sắt này. Hồ lô tài lộc tặng kèm tặng các chị với giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng cái hồ lô tài lộc, được chưa ạ? Hồ lô tài lộc 199.000 đồng, túi hút chân không 95.000 đồng một bịch. Một cân túi hút chân không 95.000 đồng một bịch ạ. Lên cho em là túi hút chân không, túi này là túi sần để chuyên dùng cho cái máy hút chân không mà các chị mua đợt trước ấy. Đấy, túi hút chân không và kèm số điện thoại em nhận đơn 95.000 đồng một bịch, 100 cái túi hút chân không, ok chưa ạ? Lên cho em là túi hút chân không nhá. Viên dầu gốc để sáng mắt này, đợt này trẻ em học hành online nhiều. Đấy, bị mỏi mắt, nhức mắt. Nguy cơ là gì? Tăng 60% cận thị do đợt này là học online triền miên luôn. Đấy, hôm vừa rồi vừa đưa tin trên 24 giờ đấy. Đấy, các chị cho con mình bổ sung những cái này trước khi nó bị cận thị đi. Bị cận thị khổ cả một đời đó, uống đi. Đợt này học online suốt ngày nhìn máy tính điện thoại này. Hoặc là mình ở nhà nó không đi học, mình đi làm biết đâu nó bật TV nó xem cả ngày. Uống cho em cái viên dầu gốc này đi. Thị trường bán 180 một lọ cơ. Em bán mọi người với giá 135.000 đồng hai lọ được chưa? Ok. 135 hai lọ viên tinh dầu gốc ạ. Tinh dầu gốc sáng mắt ạ. Lên cho em là viên dầu gốc và kèm số điện thoại 135.000 đồng hai lọ. Ok cho mọi người. Ok. Đấy, khớp an tâm này. Lên cho em khớp an tâm. Cái này thì bổ sung glucosamine và bổ sung choritin. Đấy, những người bị đau khớp, thoái hóa khớp các chị uống cho em. Đã bị thoái hóa khớp cáng hoặc là tê bì chân tay, tê khớp các chị uống luôn ạ. Lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Khớp an tâm kèm khớp an tâm tặng nhá. 415 hai hộp đi. Ok. Các chị mua ở ngoài là 495 một hộp. Em tặng mọi người 415.000 đồng hai hộp khớp an tâm. Dòng này là dòng bán hiệu thuốc yên tâm cho em ạ. Khớp an tâm và kèm số điện thoại này. Viên uống điều hòa đường huyết của Blackmore. Viên này là để điều hòa đường huyết cho các chị luôn này. Chị đâu nào bị tiểu đường này, những người bị bệnh tiểu đường mình uống cho em điều hòa và cân bằng đường huyết trong máu ạ. Em kỷ niệm mọi người hàng của Blackmore của Úc nhá. Hàng Úc chuẩn xịn nha mọi người luôn. 198.000 đồng, được chưa ạ? Okay. 198.000 đồng một lọ viên uống điều hòa đường huyết, bao giá toàn quốc cho mọi người. Lên cho em đúng cú pháp là gì ạ? Viên uống điều hòa đường huyết kèm số điện thoại. Viên uống điều hòa đường huyết và kèm số điện thoại. Lên cho em là mọc tóc. Mọc tóc số 1 Việt Nam luôn, mọc tóc của Hoàng Cầm, nổi đình đám trên thị trường Việt Nam. Cái mọc tóc thì mọi người cũng không cần nhất thiết là cái này là xịt mà. Xịt mọc tóc nhá, mã này là xịt mọc tóc đúng không? Cái xịt này là tinh dầu bưởi, Việt Nam rất là nhiều bưởi, không nhất thiết phải mua của xịt bưởi của nước nào đâu. Đấy, Hoàng Cầm này nó quá nổi tiếng rồi, quá nguyên chất luôn, hoa bưởi và vỏ bưởi. Đấy, các chị mua thị trường rất đắt, nhưng em bán cho mọi người bao nhiêu? 150.000 đồng một lọ, ok chưa? Okay. 150.000 đồng một lọ là xịt mọc tóc và kèm số điện thoại của Hoàng Cầm ạ. Chị nào mua hai lọ được tặng thêm hai hộp muối ngâm chân với giá 0 đồng, được chưa? Okay. Mua hai lọ tặng cho hai hộp muối ngâm chân với giá 0 đồng, muối ngâm chân thảo mộc với giá 0 đồng của người dao đỏ, được chưa? Lên cho em là gì ạ? Xịt mọc tóc kèm số điện thoại 150.000 đồng một hộp, mua hai hộp là có 300.000 tặng hai hộp muối ngâm chân. Ai muốn mua muối ngâm chân riêng thì lên cho em là muối ngâm chân của người dao đỏ, cứ cho một tí vào nước nóng bắt đầu ngâm chân ngủ ngon, vừa đỡ đau xương khớp vừa đỡ nhức khớp ấy, lưu thông khí huyết tốt đấy. Muối ngâm chân của người dao đỏ chuẩn, các chị mua ngoài là hơn 200 một hộp, em bán mọi người 99.000 đồng hai hộp, được chưa ạ? 99.000 đồng hai hộp muối ngâm chân nhá, bao giá toàn quốc. Sữa loãng xương pha uống như sữa bình thường thôi chị, có gì đâu mà cách dùng, nó uống như sữa bình thường mà chị. Uống như bình thường thôi. Mã sản phẩm là hướng dương óc chó kèm số điện thoại. Hướng dương óc chó kèm số điện thoại. Làm gì có ai bán giá này, 125.000 đồng ba gói đúng không em? Vâng ạ. Yết yết yết. 125.000 đồng ba gói hướng dương. Hướng dương óc chó và kèm em xin số điện thoại là các chị được chốt đơn. 125.000 đồng à? Ba gói. Ba gói đúng không? Ba gói. Ba gói. Đúng không? Mã sản phẩm là hướng dương óc chó. Kèm số điện thoại miễn đơn. Diệp lục khô ghi. Diệp lục khô ghi ngày nào em chả uống. Chai nước. Diệp lục khô ghi và kèm số điện thoại. Ôi rồi mình uống hết rồi nó cũng pha. Đấy, diệp lục khô ghi và kèm số điện thoại miễn đơn 195.000 đồng. 195.000 đồng một lọ, miễn cước vận chuyển toàn đơn, tặng kèm cho các chị một bình pha, được chưa ạ? Okay. 195.000 đồng một lọ diệp lục khô ghi, miễn cước vận chuyển toàn đơn, tặng kèm một bình pha diệp lục khô ghi cho các chị luôn. Ok chưa ạ? Mã sản phẩm là diệp lục khô ghi kèm số điện thoại. Diệp lục khô ghi và kèm số điện thoại
Và nơi còn ăn cung hưu không, chị báo nhân viên dồn đơn nhá. Chị báo nhân viên dồn đơn cho em ạ. Lên cho em là lư hương để đốt hương trầm này, ngày Tết này, ngày nhất này. Đấy, những ngày mà mình thắp hương này. Lên cho em lư hương này, 79.000 đồng hai hộp đúng không? 79.000 đồng. Okay. Cái dưới này là nó bằng gốm sứ, cái nắp trên là bằng đồng, đốt xong nó tỏa hết, nó quyện hương đẹp lắm ạ. Đốt cho em nụ hương trầm này. Nụ hương trầm này có thể mua lư hương để bỏ vào đốt, hoặc những chị nào mà không thích lư hương thì các chị có thể có cái lỗ đây, các chị cắm trực tiếp vào cái chân hương cũ của mình để mình đốt. Nụ hương trầm này em bán mọi người 159.000 đồng, 5 hộp đi. 5 hộp nụ hương trầm, ok chưa? Lên cho em nụ hương trầm hoặc lư hương và kèm số điện thoại nhận đơn nhá. Okay. Mình sẽ lên đơn cực kỳ nhanh luôn cho em bánh màn thầu này, tặng kỷ niệm các chị 33.000 đồng một hộp, nhận đơn từ 3 hộp bánh màn thầu. Đấy, ngon xuất sắc luôn, bên trong là nhân hạt rẻ phun nhân luôn. Bánh màn thầu và kèm số điện thoại. Chị nào ăn bánh này thì biết. Trời ơi, em bán giá quá là rẻ cực quần luôn ấy. 100 bao nhiêu? À đâu? 33.000 đồng một hộp. Thị trường đang bán 80.000 đến 100.000 đồng một hộp. Đấy, em bán mọi người là bao nhiêu? 33.000 đồng một hộp. Mã sản phẩm là bánh màn thầu kèm số bánh màn thầu và kèm số điện thoại là nhận đơn. Đấy, cầm cho chị với vậy. Mã sản phẩm cho em là gì ạ? Đèn quẩy. Đèn quẩy nhá, 49.000 đồng. Rẻ quá. Bán tặng các chị mã này chứ làm gì có ai bán giá này, 49.000 đồng. Đấy, về lắp là về cắm vào cho em. Đây có cái đuôi đây, có cái ống đây. Là về cắm vào cho em dưới cây đào, cây quất trong nhà xoay này. Đấy, đèn quẩy và kèm số điện thoại 49.000 đồng nhá. Cá ngừ đại hương đang hết chị ơi. Vừa về thế sao mày không lấy mã lên? Sữa béo Hogi kèm số điện thoại nhận đơn 2092 hộp, mỗi hộp gần 1 cân. Sữa béo này chắc chắn tăng cân luôn đối với những người gầy gò chậm lớn, người sau phẫu thuật, những người già không ăn uống được, những người bị gầy ấy, là chắc chắn béo, có thể pha lẫn với cacao, pha lẫn với cà phê, pha lẫn với sữa đặc, hoặc pha lẫn với Milo, hoặc là các chị có thể pha lẫn với cái sữa công thức bình thường, không pha lẫn với sữa Ensure bình thường để các chị uống. Đấy, hoặc pha lẫn với sữa loãng xương nếu mình vừa muốn chống loãng xương vừa muốn tăng cân. Ok chưa? Sữa béo Ogi 209.000 đồng hai hộp sữa béo Ogi, được chưa? Bán giá toàn quốc. Đấy, kem nẻ Pháp 110.000 đồng hộp, 250g to. Ngất ngây luôn, kem lẻ chuẩn Pháp luôn. Thị trường các chị ơi bán quá cao cho một tí kem nẻ lẻ này. Em bán 110.000 đồng hộp kem nẻ Pháp. To khổng lồ về bôi nẻ, bôi được cho kẻ sơ sinh. Cả vấn đề về tràm sữa. Đấy, cá ngừ đại dương mai em like cho mọi người nhá. Hôm nay em xua mã cho các chị dồn thôi. Cá ngừ đại dương là em bán mọi người với giá bao nhiêu? 200.000 đồng 10 hộp cá ngừ. Không ai bán giá này, mua ở ngoài 55.000 đồng một hộp. Đến với em 200.000 đồng 10 hộp, ra ngoài 200.000 đồng mua được 4 hộp thôi. Đến với em được tặng thêm gọi là 6 hộp không đồng còn gì nữa. 200.000 đồng 10 hộp cá ngừ đại dương ạ. Cá ngừ ăn không ngon không lấy tiền, đặc biệt là không tanh một tí nào luôn nhá. Lên cho em mã sản phẩm là tăng đề kháng mùa dịch vitamin C, 99.000 đồng 3 lọ. Về cho cả trẻ con ngậm, cả người lớn ngậm, cả người già ngậm, cả đàn ông cả đàn bà ai cũng ăn được luôn. C ạ, tăng đề kháng mùa dịch 99.000 đồng 3 lọ. Mã sản phẩm cho em là tăng đề kháng mùa dịch. Kèm em số điện thoại là lên đơn mọi người nhá. Okay. Đi uống tinh dầu tỏi để tăng đề kháng lên. Những ai ở vùng dịch ạ, những ai ví dụ như F1, F2, F3 mình có nhu cầu tăng sức đề kháng, hoặc là những chị nào bị mỡ máu, bọn này giảm mỡ máu để giảm nguy cơ sơ vữa động mạch, giảm nguy cơ tai biến do sơ vữa động mạch, và đặc biệt là tăng cường sức đề kháng tốt lắm các chị ơi. Riêng tinh dầu tỏi bình thường các chị phải ăn tỏi nhiều để tăng cường sức đề kháng, thì bây giờ uống cho em thêm một viên tinh dầu tỏi này một ngày, một hộp 60 viên uống 2 tháng. Thị trường đang bán 150-180, em bán mọi người 135.000 đồng hai lọ, được chưa? Viên tinh dầu tỏi 135.000 đồng, hai lọ viên tinh dầu tỏi cho mọi người luôn. Mã sản phẩm là bàn là hơi nước cầm tay mini đây đúng không? 149.000 đồng cái bàn là cầm đi khắp nơi luôn, đó là bàn là hơi nước. Mùa này các chị ơi, thị trường thì là áo len, áo dạ. Đấy, thì các chị lên cho em bàn là hơi nước cầm tay và kèm số điện thoại 149.000 đồng nha em nhé. 149.000 đồng, được chưa? Cái này còn không? Chưa like mà. Mã sản phẩm cho em là gì ạ? Gậy livestream, gậy chụp ảnh. Gậy chụp ảnh và kèm số điện thoại. Kéo được dài lắm các chị ơi, đây này. Đấy, cái chân nó kéo ra dài lắm. Gậy chụp ảnh và kèm số điện thoại em nhận đơn. Đấy, các chị kéo ba chân này ra dài, cao, các chị quay phim, các chị chụp ảnh. Rất là tiện luôn, gậy chụp ảnh. Thị trường các chị mua 180 cơ. Đi đâu picnic, du lịch, Tết, đông người là bắt đầu để ở đây, là bắt đầu ra cả nhà cùng chụp ảnh. Lên cho em là gậy chụp ảnh và kèm số điện thoại em nhận đơn, được chưa? Em tặng các chị với giá bao nhiêu ạ? Gấp gọn thì nó rất là gọn nhẹ. Em tặng các chị với giá là 59.000 đồng. 59.000 đồng cái gậy chụp ảnh. Lên cho em mã sản phẩm là thạch sữa chua Thái, được chưa? 155.000 hai hộp đi. Hai thùng nhá. Hai thùng thạch sữa chua Thái nhiều lắm. Nhiều lắm, một thùng cả 4 cân trời, nhiều lắm cơ các chị ạ, nhiều vô cùng luôn ạ. Mã sản phẩm là
Thạch sữa chua Thái kèm số nội. Thạch sữa chua Thái và kèm biển số điện thoại, miễn đơn 1552 thùng. Các chị mua ngoài cứ 5.000 cái, 8.000 cái. Tính ra một thùng của nó hơn 300.000. Em bán 155.000 đồng 2 thùng, được chưa ạ? Lên mã sản phẩm là Thạch sữa chua Thái kèm số điện thoại. Thạch sữa chua Thái nước uống hầm sông bé đúng không? Vâng. Đấy, hầm sông bé kèm số điện thoại, DB thùng hàng bán theo thùng, lại mang hộp lên này. Giấy nến mà kèm cho em xin số điện thoại em nhận đơn. Giấy nến ạ. Giấy nến để dùng trong nồi chiên không dầu đấy ạ. Lót nồi chiên không dầu. Các chị mua ngoài là 80.000 đồng một bịch 100 cái giấy nến, đúng không? Em bán một người 99.000 đồng 4 bịch, được 400 cái giấy nến luôn. Giấy nến và kèm cho em xin số điện thoại 99.000 đồng 4 bịch, 400 cái giấy nến, ok chưa? Okay. Mã sản phẩm cho em là giấy nến và kèm số điện thoại, tập trung hết tinh thần. Xe nhanh, tua nhanh. Đấy, em lên cho em là nước uống hồng sâm bé này. Ai cần gì dùng thật nhiều vào cho em. Nước uống hồng sâm bé và kèm số điện thoại. Một cái hộp này ạ, một cái thùng này các chị mua ngoài là 1.270.000 một hộp cơ. Em bán mọi người nguyên thùng 459 nước uống hồng sâm. Mỗi ngày cho con mình uống một gói này thôi. Quá ngon, quá tốt, tăng cường sức đề kháng, vừa tinh chất hồng sâm vừa vitamin. Đấy, vừa tăng cường sức đề kháng. Đấy, chị nào mà cho con uống thường xuyên cái này cứ mỗi ngày một gói thì tốt đủ đường luôn, lại còn tăng cường sức đề kháng, ít ốm vặt. Lên cho em nước uống hồng sâm nó vừa tốt cho người lớn vừa cho tốt cho trẻ nhỏ. Một tuổi trở lên đã uống được nước uống hồng sâm bé này rồi, em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 459.000 đồng. Được chưa? Mì tương đen 2492 thùng nhá. 249.000 đồng 2 thùng mì tương đen. Ăn không ngon tụi lấy tiền. Lên cho em mã sản phẩm là mì tương đen và kèm số điện thoại, các chị được chúc ngân hàng thành công. Đấy, mì tương đen ăn siêu ngon ạ. Trộn tương đen đúng mì hàng kiểu Hàn Quốc mà đặc biệt là không bị nóng nhá. Không bị nóng, không bị béo, không gì cả, không nóng, không nổi mụn. Đấy, ăn ngon chứ. Nó là dòng mì trộn mà. Mã sản phẩm cho em là gì ạ? Mì tương đen kèm số điện thoại. Em tặng bao nhiêu nhỉ? 249.000 đồng. 2 thùng, được chưa? Lên trên là cốt sông thảo mộc. Thảo mộc ạ. Tất cả những cái loại thảo mộc ở trong đây hết rồi, 75.000 đồng 3 gói. 75.000 đồng sẽ tặng các chị 3 gói cốt sông thảo mộc như thế này. Bao giá toàn quốc nhá. Cái này thì mọi người pha với nước nóng là mình sông bình thường, pha tắm cho bà bầu, tắm cho trẻ con nó bị bẩn ngứa. Đấy, hoặc những người bị cảm lạnh, cảm cúm, đau mỏi toàn thân, người mới ốm dậy, người bị viêm da. Đấy, bị mẩn ngứa, mụn nhọt, dị ứng, nổi mề đay, đau đầu, nhức đầu, do ho, chảy nước mắt, nước mũi, làm sạch cơ thể, giảm nguy cơ bị virus, vi khuẩn bám trên bề mặt da. Em tặng mọi người 75.000 đồng 3 hộp cốt sông thảo mộc, được chưa? Ok. Yến thì em sẽ có cho mọi người yến vít và yến sâm. Đấy, cho tất cả mã kèm số điện thoại. Mai nhân viên dồn cho đặt một lần thôi cho đỡ cước. Đặt nhiều lần làm gì cho đỡ cước, được chưa? Lên đúng cú pháp cho em là gì ạ? Cốt sông thảo mộc. À quên, yến vít kèm số điện thoại 100.000 đồng một hộp yến vít, nhận đơn từ 2 hộp, được chưa ạ? 100.000 đồng yến vít, nhận đơn cho các chị từ 2 hộp. Yến này ăn không ngon không lấy tiền, vừa ngon vừa tốt, ở ngoài đang bán 250-350. Em bán mọi người 100.000 đồng một hộp yến vít, ok chưa ạ? Lên đúng cú pháp cho em là gì ạ? Yến vít kèm số điện thoại. Chị nào không thích yến thì uống yến sâm, bổ sung thêm thành phần nhân sâm, yến kia là yến nguyên bản, không có nhân sâm. Yến này bổ sung thêm nhân sâm, thị trường đang bán 380. Em hoàn bán yến sâm cho mọi người là 125.000 đồng một hộp yến sâm, được chưa ạ? 125.000 đồng một hộp yến sâm. Lên cho em là yến sâm cách số điện thoại, các chị được chốt đơn thành công, được chưa? 125.000 đồng một hộp yến sâm nhá. Bao okay. Giá toàn quốc luôn. Đấy. Cái này là gì ạ? Chanh kẹo, muối, chanh kẹo muối. Chanh muối xô. Xô chanh muối luôn. Ngon, ngon lắm các chị ơi, xô chanh muối này thì xuất sắc rồi. Mã sản phẩm cho em là kẹo xô chanh muối kèm kẹo xô chanh muối. Ờ ngon lắm các chị ơi. Đây. Bao nhiêu nha chị? Kẹo xô chanh muối cách số điện thoại miệng đơn, tặng các chị với giá bao nhiêu? 115.000 đồng 3 xô. 3 xô chanh muối. Trời ơi, cái kẹo này là một cái kẹo bọn em ăn nhanh nhất hết nhất đấy. Gần hết xô rồi. Mà mới có 2 hôm. 115.000 đồng 3 hộp. Kẹo xô chanh muối ạ. Yến sâm nhà Hoàng dùng ngon cực kỳ luôn ạ. À, chị uống liền 2 lọ, uống một lần một lọ thôi, uống 2 lọ làm gì phí. Nó không hấp thu được chị. Lên cho em là tẩy trang nhụy hoa nghệ tây Safaron. Tẩy trang của Dubai làm tăng hiệu quả của kem chống nắng. Em tặng mọi người tẩy trang Savaron với giá bao nhiêu? 119. Cái này là dòng em để ở đây để em test nhiều mà nó bị vơi rồi. Về cứ đặt cái bông tẩy trang ấn vào đây. Đấy. Là bắt đầu nó lên nước. Đặt bông tẩy trang ở đây ấn. Không cần phải dốc ngược hay dốc gì cả. Cứ để thẳng này. Đấy, lên cho em là tẩy trang Savaron kèm số điện thoại 119.000 đồng em nhá. 119.000 đồng một lọ tẩy trang Savaron. Xem những cái thùng ở dưới là thùng gì em. Đấy. Lên cho em nước giặt ba ly nhé. Hôm sau em sẽ tư vấn kỹ hơn, dành cho một live stream để tư vấn nước giặt ba ly này. 299.000 đồng một thùng 4 can nước giặt ba ly. Nước giặt organic, an toàn, lành tính, không hại da tay.
Đấy, độ pH như sữa rửa mặt luôn, dùng rất là an toàn luôn ạ. Lên cho em đúng cú pháp là nước giặt 3 ly, kèm số điện thoại là miễn đơn, bao giá toàn quốc cho mọi người 299.000 đồng một thùng 4 can cho mọi người. Và em có tiếp cho mọi người là gì ạ? Sữa giặt, chị nào không thích nước giặt thì dùng sữa giặt. Sữa giặt thì đập đạt gấp 5 lần nước giặt. Em bán mọi người sữa giặt 3 ly là 329.000 đồng một thùng 2 can. Chị nào mua 1 can là 170.000 đồng một can. Sữa giặt 3 ly và kèm cho em xin số điện thoại. Sữa giặt thì rất là đậm đặc. Hôm sau em sẽ dành một livestream em tư vấn kỹ hơn về cái sữa giặt này cho mọi người nhá. Ok chưa? Mã sản phẩm cho em là khẩu trang y tế và kèm số điện thoại, một thùng là 270.000 đồng. Đấy, đợt này nó bị đắt lên rất là nhiều các chị ạ. Đấy, và gần Tết đã đợt hết tháng 11 nó còn đắt lên một đợt nữa kinh khủng hơn thôi. Đấy. Mã sản phẩm là khẩu trang cá kèm số loại, một thùng 300 cái. Em bán mọi người có 275.000 đồng một thùng thôi, quá nhiều. Dùng cả một năm cho một thùng này 300 cái, mỗi ngày dùng một cái thì chả dùng được một năm. Có 275.000 đồng thôi ạ, rẻ ạ, chất lượng. Lên cho em là khẩu trang cá và kèm số điện thoại nhận đơn nhá. 275.000 đồng một thùng khẩu trang cá, ok cho mọi người. Mã sản phẩm cho em là khẩu trang cá tinh dầu thông đỏ khắc tinh của bệnh mỡ máu. Phòng ngừa và điều trị 170 loại bệnh, rất tốt cho người mỡ máu, tiểu đường, người tim mạch, người béo phì. Đấy, các chị ơi, tinh dầu thông đỏ không tốt, không biết cái gì tốt. Chống vấn đề về xơ vữa động mạch. Đấy, và chị nào bị mỡ máu thì cam kết các chị không giảm mỡ máu hoàn tiền. Uống cho em khoảng độ là gì ạ? 200 ngày là cam kết giảm được 50-80% mỡ máu tùy cơ địa. Đó, một hộp này là gì? 150 viên uống được 150 ngày rồi. Lên cho em là tinh dầu thông đỏ và kèm số điện thoại, không ai bán giá này, 4.390.000 đồng người ta giá người ta bán tại thị trường thôi. Nhưng mà em bán mọi người có bao nhiêu? 545.000 đồng. Tinh dầu thông đỏ chuẩn hàng. 545.000 đồng một hộp. Đấy, tinh dầu thông đỏ và kèm em xin số điện thoại. Lên cho em là dầu gội bách niên xuân đúng không? Vâng ạ. Gội thảo mộc chống rụng tóc, cái này là còn sót lại vì nó ra cái mẫu mới rồi đúng không? Nó ra bách thiên thảo rồi, còn sót lại là em cho nốt mọi người bách niên xuân được chưa? Chị đâu nào dùng bách liên xuân rồi cho em xin lời feedback, hôm nay em bán đúng bằng giá nhập luôn. Các chị vẫn bán là em đang bán là 299.000 đồng một cặp đúng không? Nhưng mà bọn này bây giờ công ty cắt mẫu rồi, chẳng qua hàng em còn tồn lại trong kho. Đó, công ty cắt mẫu để ra mẫu bách thiên thảo rồi. Nên là còn tồn lại em chốt lỗ cho mọi người. Dầu gội bách liên xuân và kèm em xin số điện thoại nhận đơn được chưa? Kỷ niệm tất cả các chị yêu, bán đúng bằng giá nhập 285.000 đồng. Được chưa? 285.000 đồng một cặp. Em về em bán 299, bây giờ em bán 285.000 đồng. Em miễn cước vận chuyển các chị toàn đơn. Bọn này ạ, chống gãy rụng tóc siêu hiệu quả luôn, kích thích mọc tóc nhanh dày và đen. Dầu gội 100% thảo dược, bà bầu dùng rất tốt, những bệnh nhân ung thư, bệnh nhân kiêng không dùng hóa chất, có bệnh lý nền, các chị dùng siêu tốt luôn. Cam kết hết rụng tóc ạ, mã này lên cho em là dầu gội bách niên xuân nhá. Và kèm số điện thoại nhận đơn, em tặng mọi người bao nhiêu? 285.000 đồng. 285. Em tặng mỗi chị một cái khăn đi. Đấy, các chị lên cho em ạ. Khăn spa kèm số điện thoại, dày đẹp ạ, không bao giờ rụng lông. Chất đẹp mịn vô cùng luôn. Khăn spa và kèm số điện thoại nhá, 15.000 đồng cái. Mua ngoài 55.000 cơ. Khăn spa này kích thước 50-70, nó to hơn cái khăn mặt, dùng để lau đầu lau mặt đều được. Nó to lắm ạ, 50-70 cơ. Lên cho em mã sản phẩm là gì? Khăn spa kèm số điện thoại. Khăn spa và kèm cho em xin số điện thoại là em nhận đơn. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu ạ? 15.000 đồng một cái. 15.000 đồng một cái. 15.000 đồng một cái khăn spa. Em sẽ nhận đơn từ 5 cái, có đúng hai màu đẹp nhất, màu xám và màu nâu. Khăn dùng mịn và không bao giờ lo lụng rụng lông. Khăn này dùng siêu sướng luôn các chị ạ. Về thay toàn bộ khăn mặt đi. Khăn này dùng không sướng, không lấy tiền ạ. Đấy, 15.000 đồng một cái nhé. Ship đơn từ 5 cái cho mọi người, được chưa ạ? Okay. Mã sản phẩm tiếp theo, tinh chất đông trùng hạ thảo này thì làm gì có ai bán đâu. Tốt cho chức năng phổi, thận, những người bị sơ phổi, ung thư phổi, những người sau khi điều trị Covid chẳng hạn, phổi mình bị tổn thương, bị hỏng. Những người bị hen suyễn quá tốt, những người bị viêm xoang, những người suy giảm chức năng thận, những người cắt một quả thận, những bệnh nhân yếu sinh lý hay tiểu đêm đều mình đều dùng được luôn. Đấy, tinh chất đông trùng hạ thảo các chị mua trên TV shopping là hơn 2 triệu một hộp cơ. Em bán mọi người 515.000 đồng một hộp 60 gói. Hộp này mình sẽ dùng được cho em là 2 tháng, mỗi ngày uống cho em một gói thôi. Tinh chất đông trùng hạ thảo, chị em phụ nữ mình uống còn chống lão hóa và đẹp da, ngăn ngừa oxy hóa. Đấy, 515.000 đồng một hộp tinh chất đông trùng hạ thảo nhá. Và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn. Thải độc ruột của Unicity của Mỹ quá là rẻ, thị trường bán 650-680 đúng không? Vâng. Thải độc ruột và kèm số điện thoại. Hôm đây là một livestream quá kinh khủng của em luôn, em tua từ đầu đến cuối cho các chị dồn đơn. Tua hết mà. Các chị ngày mai đơn hàng nó phải to như là gì, nó to kinh khủng luôn. Bình thường em không bán nhiều mã vì em sợ vận chuyển nó không vận chuyển được, đóng gói nó khó. Nó không dám bán nhiều mã chứ nhà em lúc nào cũng sẵn cả gần 500 mã hàng cho mọi người luôn ạ. Đầy mà em chưa like, còn một đống mã nồi chưa like đúng không?
nồi niêu xong chảo còn chưa like cơ. Đấy, chăn chiếc quần áo còn chưa like, cái túi sách với giày dép còn chưa like cơ, đúng không? Nhà em nó quá nhiều mã hàng luôn, để mà nói kho trong nhà em thì nó quá nhiều hàng luôn. Thải độc ruột của Mỹ Unicity ạ. Pha trà uống cho em ạ, pha một gói này uống cho em trước khi đi ngủ ạ. Lên đúng cú pháp cho em là gì ạ? Thải độc ruột Mỹ kèm số thải độc ruột Mỹ vừa giảm giải được mỡ nội tạng này, giảm đấy các chị ơi, thải độc ruột Mỹ và kèm số điện thoại là em nhận đơn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thải toàn bộ độc tố trong ruột này, những cái vi khuẩn tích tụ trong ruột này, ngăn ngừa ung thư ruột này, đại tràng này, dạ dày này. Đấy, thải toàn bộ độc tố ra này, kể cả mỡ này, cái mỡ dính ở thành ruột này rất là tốt. Các chị sẽ thấy cảm giác là các chị uống vào các chị như bị đi ngoài, bị đau bụng đi ngoài, càng tốt ạ. Thải được độc tố trong ruột ra. Thải độc ruột Mỹ Unicity em tặng các chị với giá bao nhiêu ạ? 368 một hộp. Hộp 30 gói ạ. Các chị uống một hộp là đủ một liệu trình rồi. Một năm chỉ cần uống hai hộp thôi. Đó. Các chị uống 15 ngày đầu thì uống liên tục mỗi ngày một gói, xong 15 ngày sau thì 15 gói sau thì cứ một tuần uống hai gói thôi. Đấy, 15 gói sau một tuần uống hai gói, 15 ngày đầu thì uống liên tục ạ. Thải độc ruột Mỹ ạ, 300 bao nhiêu? 368.000 đồng. 368.000 đồng. Viên uống lửa ngực của Nhật BB. Viên uống lửa ngực BB của Nhật ạ. Thị trường đang bán 650 một hộp, em bán 368. 368.000 đồng một hộp. Có bộ nồi mã mới về, em vừa like lúc đầu like rồi tí xem lại like. Viên uống lửa ngực Nhật kèm số điện thoại nhận đơn. 368 một hộp viên uống lửa ngực Nhật nhá. Chị yêu nào ngực chảy xệ này, ngực sau sinh bị xệ này, quả mướt này, ngực nhỏ này, muốn ngực nó to hơn, săn chắc hơn thì mình uống cho em viên uống lửa ngực mà không cần phải đi phẫu thuật nhá. Ok chưa ạ? 368.000 đồng một hộp viên uống lửa ngực của Nhật. Lên cho em là toner Dr. K. Toner bệnh viện luôn, toner của bác sĩ luôn đấy. Rửa mặt xong là điều đầu tiên ạ. Không cần biết làm gì, rửa mặt xong lau khô mặt, sau đó phải vỗ toner để cân bằng độ ẩm. Vì tất cả các sản phẩm lò sạch đều có nồng độ axit nó làm khô da của mình phải vỗ lại toner để cân bằng độ ẩm cho da. Lên cho em đúng cú pháp là gì ạ? Toner Dr. K kèm số điện thoại. Toner Dr. K và kèm số điện thoại là lên đơn cho mọi người, được chưa? Okay. Em tặng kỷ niệm các chị trong livestream ngày hôm nay 125.000 đồng một lọ. Trời ơi, cái lọ này dùng bao giờ cho hết luôn, nó là dạng essence, nó hơi đặc đặc hơn nước bình thường, nước toner bình thường. Rửa mặt xong là phải vỗ toner. Không vỗ toner thứ nhất là nó không bao giờ se khít được lỗ chân lông. Không bao giờ sạch sâu tận bã nhờn tận lỗ chân lông. Không cân bằng được độ ẩm, hấp thu cái dưỡng chất mình cung cấp vào ở bước serum và kem dưỡng nó không được hấp thu tối đa. Nó chỉ hấp thu được 10 đến 30%. Không dùng toner thì đừng bao giờ chăm sóc da, bắt buộc vẫn phải dùng toner cho em, được chưa ạ? Lên cho em mã sản phẩm là toner Dr. K kèm số điện thoại. Xịt hạ Bali và kèm cho em chi số điện thoại em nhận đơn. Thị trường đang bán 245 một lọ xịt hạ, em bán mọi người bao nhiêu ạ? 99.000 đồng một lọ xịt hạ. Chị nào mua 5 lọ sẽ được tập đoàn Ergo trợ giá cho còn 80.000 đồng. Xịt để khử khuẩn khoang miệng và vòng họng, thơm thơm miệng mà không cần phải nhai kẹo sinh gum nữa. Sau khi mình ăn cái gì đồ tanh hay là ăn mắm tôm, mình xịt cho em cái mình vẫn đi gặp đối tác bình thường. Xịt hạ Bali ạ, dùng rất nhỏ gọn lại tiện lợi ạ. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 99.000 đồng một lọ xịt hạ Bali. Mã sản phẩm cho em là gì ạ? Nước rửa bát organic đúng không? Nước rửa bát Bali đúng không? Nước rửa bát Bali có thể rửa được rau củ quả, ngâm để hết cái hóa chất bảo quản trong táo, trong nho, các chị nhỏ một giọt vào một chậu nước các chị ngâm cho em được. Nước rửa chén Bali và kèm số điện thoại. Một chai bé này, vì dòng hữu cơ nó sẽ đắt hơn nước rửa chén các chị mua hàng hóa chất thông thường như thị trường. Không hại da tay ạ. Thải độc trong rau khử cái độc tố trong rau củ quả rất là tốt. Ví dụ như cái dư lượng chất thuốc trừ sâu hay thuốc bảo quản thực vật còn lại. Đấy, sau đó mọi người rửa lại sạch bằng cái nước trắng là mọi người ăn hoa quả bình thường cho em. 69.000 đồng một lọ bé nhé. Chị nào mua can to là 135.000 đồng. Dòng này bằng dòng thảo dược ạ. Nếu nhà đang có những người bị bệnh nền hoặc nhà đang có bà bầu cho con bú hoặc trẻ con thì mình lên dòng dùng dòng rửa bát như này cho em. Nước rửa bát Bali ạ, 69.000 đồng một can. Chị nào mua một can to này là 135.000 đồng nhé mọi người nhé. Lên cho em đúng cú pháp nước rửa bát Bali kèm số điện thoại nhận đơn. Ôi dồi ôi, nói nhiều mà nó mệt ghê luôn rồi ạ. Hết hơi luôn đấy. Chưa hôm nào bán nhiều mã như hôm nay luôn. Mã sản phẩm cho em là nước xúc miệng sinh học, được chưa? Doctor Antivirus. Đấy, diệt virus vi khuẩn trong miệng. Hàng của tập đoàn dược phẩm Trung ương, hàng chính phẩm cho mọi người. Xúc miệng sinh học và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn. Đấy, thuốc giảm cân còn mà mẫu nào không nhỉ em nhỉ? Giảm cân hết rồi. Lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Xúc miệng 99.000 đồng. Các chị mua tại các nha khoa vẫn là 597.000 đồng một hộp đúng không? Em tặng 99.000 đồng, sạch hết mảng bám cao răng, hết viêm lợi, nhiệt lợi, chảy máu chân răng cho mọi người luôn. Xúc miệng sinh học 99.000 đồng hộp, ok chưa? 99.000 đồng hộp xúc miệng sinh học và kèm em xin số điện thoại nhận đơn. Tiếp theo mọi người lên cho em mã sản phẩm là
canxi hữu cơ, canxi con cá đấy, canxi hữu cơ của Úc đấy. Em bán 299.000 đồng hai lọ. Một lọ này các chị mua trên thị trường là 300.000 đồng cơ. 280-300. Em bán 299 hai lọ. Nay bán người mua quá đã. Cháu cảm ơn cô Liên Châu. Đấy, em tặng các chị 299.000 đồng hai lọ. Đây là canxi con cá 4 tháng tuổi trở lên đến 100 tuổi vẫn sử dụng được. Nếu các chị thiếu canxi vì nó là dòng canxi hữu cơ, sẽ hấp thụ không bị nóng, không gây táo bón. Trẻ con từ 4 tháng tuổi mình đã sử dụng được cơ mà. Bổ sung canxi để phát triển chiều cao canxi con cá. Hình của nó là hình con cá ấy, bóc cái chất dịch ở bên trong ra mình ăn ấy. Mình nuốt trực tiếp pha với thức ăn, bọn trẻ con 4 tháng tuổi trở lên là đã ăn được rồi. Lên cho em canxi con cá, hàng này hàng của Úc ạ. Hàng Úc chuẩn xịn đã 299.000 đồng hai lọ canxi con cá. Cái hình thứ phát là canxi con cá. Kèm cho em xin số điện thoại em nhận đơn nhá. Cốt tắm của người dao đỏ đúng không em? Cốt tắm của người dao đỏ và kèm cho em xin số điện thoại là nhận đơn. Đấy, ấm siêu tốc còn không? 4 lít. Ấm siêu tốc còn. Lên cho em một cốt tắm của người dao đỏ này. Các chị mua ngoài 250 một ca chai. Em tặng nốt các chị cho vui 135 hai chai. Cốt tắm của người dao đỏ ạ. Về tắm ạ. Tắm cái này vừa có gì ạ? Vừa trị phong thấp, đau nhức xương, chân tay tê mỏi, da mồ nhiều mồ hôi, chân tay có mùi, giúp chữa đệm ngoài da cho làn da sáng mịn màng. Đấy, giúp cơ thể chống được mệt mỏi, tăng cường trao đổi chất, tăng cường thể lực, giải tiền độc tố cho cơ thể khi dùng bia rượu, giảm căng thẳng áp lực, xua tan mệt mỏi và stress. Đối với phụ nữ sau sinh mà tắm nước tắm của người dao đỏ này thì quá tốt, chống vấn đề về hậu sản. Và mình tắm được sớm mình không phải chờ đến 7 ngày hay 1 tháng nữa. 135.000 đồng được chưa ạ? 135.000 đồng hai lọ nhé. Đừng hỏi chị không biết được đâu, phải hỏi nhân viên chốt đơn. Hỏi người đấy xin được bao nhiêu chị cũng chịu luôn, chị không nhớ được. Đầu óc phải để nhớ cái khác. Cái cân đấy nó thay đổi thường xuyên, cái đấy chỉ có lên đơn hỏi nhân viên chốt đơn. Được chưa? 99.000 đồng hai lọ nhé, cốt tắm dao đỏ và kèm số điện thoại. Chỉ nhân viên chốt đơn họ là phải nhớ cái đấy để họ chốt đơn thôi. Còn chị là chị không nhớ được những cái đấy đâu, chịu 70 mấy tỉnh thành đúng không? Rồi, mình lên cho em mã sản phẩm là nước lau sàn sinh học. Đuổi được muỗi, đuổi được côn trùng, hoàn toàn từ tự nhiên, hữu cơ, lành tính, xả quế cho mọi người. Nước lau sàn sinh học, chị nào lấy một can em tính là 95.000 đồng một can. Thị trường đang bán 250 một can. Nước lau sàn chuẩn sinh học cho mọi người. Đấy, mùi xả, mùi quế thơm nức luôn, không có mùi hóa chất tẩy rửa. 95.000 đồng một can. Đấy, sinh học thì bao giờ nó cũng đắt mà. Thị trường bán 250 thôi, em bán 95.000 đồng một can. Chị nào mua 2 can sẽ được tính giá là 185.000 đồng 2 can. Đằng nào cũng một công xích mua 2 can để mà dùng dần cả năm luôn. Nước lau sàn sinh học kèm số điện thoại. 185.2 can nước lau sàn sinh học cho mọi người nhá. Mã sản phẩm là nước lau sàn sinh học. Kèm số điện thoại là nhận đơn mọi người. Được chưa? Đấy, còn bao nhiêu nhẫn này cho nốt em nhá. Nhẫn còn nhiều không? Lên cho em là nhẫn. Nhẫn này là nhẫn hoa sen đúng không em? Nhẫn này là nhẫn tròn. Đấy, bạc 425 ạ. Mình lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Nhẫn hoa sen hoặc nhẫn tròn. Chị nào thích đeo cái nào các chị báo nhân viên bên em là được. Được chưa? Mã sản phẩm là nhẫn kèm số nữa. Đẹp lắm các chị ơi. Ví dụ đây là mã hoa sen nhé. Mã em hoàn đang đeo là mã hoa sen này. Đây, lên cho em nhẫn này. Em tặng kỷ niệm các chị cho vui cửa vui nhà. 100 bao nhiêu? Em tặng các chị là 140.000 đồng với nhẫn. Và đây là nhẫn tròn. Sáng loáng luôn này. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Chị nào thích nhẫn tròn comment là nhẫn tròn. Chị nào thích nhẫn hoa sen comment là nhẫn hoa sen. Đấy, em tặng nốt các chị yêu 140.000 đồng cái. Bao giá toàn quốc luôn, em đang bán là 185.000 đồng một cái nhờ. Thích nhẫn tròn thì báo nhân viên là lấy nhẫn tròn. Thích nhẫn hoa sen thì lấy cho em là nhẫn hoa sen. Ok chưa ạ? Mã sản phẩm là nhẫn tròn hoặc nhẫn hoa sen. Kèm số điện thoại là em chốt đơn hàng cho các chị để thành công. Được chưa ạ? Đây, xinh lắm các chị ơi. 130.000 đồng. 130, bao nhiêu? 140.000 đồng một cái. Ok chưa? Này em bỏ ra chị. Rồi, son phe phe đi à? Thôi, son phe phe đi để lại đi. Lên cho em mã sản phẩm là gì ạ? Bình sữa. Nước lau sàn này mê lắm luôn con ơi. Mùi thơm mùi quế lắm. Quế xả chanh. Rất là thơm luôn. Bình sữa bé này dành cho bé dưới 12 tháng tuổi cho em. Bình sữa bé của Baby One. Các chị mua ngoài là 300.000 đồng. Em ôm được lô thanh lý của công ty. Em bán 129.000 đồng. 129.000 đồng bình sữa. Lên đúng cú pháp cho em là bình sữa bé và kèm số điện thoại. Các chị được chốt đơn nhá. 129.000 đồng. Bao giá toàn quốc. Chăn gối văn phòng có còn không em? Chăn gối văn phòng khách hỏi. Bình sữa bé kèm số điện thoại. Dung dịch vệ sinh. Dung dịch vệ sinh tạo bọt đúng không? Bệnh viện. Rồi dòng này dùng không sướng không lấy tiền. Dòng này dòng tạo bọt luôn. Các chị nhìn cho em. Đấy, bọt siêu mịn. Dung dịch vệ sinh bệnh viện. Cứ lắc lên là tạo bọt và rửa cho em. Sạch, an toàn, hữu cơ. Đấy, lên cho em đúng cú pháp là dung dịch vệ sinh tạo bọt đúng không? Kèm số điện thoại. Hàng của bệnh viện luôn ạ. Em tặng mọi người với giá bao nhiêu ạ? 99.000 đồng.
dung dịch Queen Natural Nano 100% từ tự nhiên nha mọi người. Dung dịch Queen kèm số điện thoại nhận đơn 99.000 đồng một lọ dung dịch Queen. Ok chưa? Bao giá toàn quốc cho nha mọi người. Về là vệ sinh vùng kín của mình, rửa cho sạch sẽ thơm tho này. Đó, có mỗi cái chỗ đấy thôi, giữ đi các chị nhá. Rửa sạch sẽ thơm tho cho em. Mã sản phẩm là dung dịch vệ sinh bệnh viện kèm số gối cổ và kèm số điện thoại nhận đơn này. Gối cổ 99.000 đồng hai cái gối cổ nhá. Mọi người lên đúng cú pháp cho em là gối cổ và kèm số điện thoại. Làm lên đơn cho mọi người. 99.000 đồng hai cái gối cổ để ngủ ở văn phòng, úp mặt xuống này vẫn thở được này. Đấy, hoặc là đi đường đi xe này để mình tựa sang mình ngủ này, tựa ra sau, hoặc ngồi ở văn phòng, mình mỏi cổ mình tựa vào ghế này, mình ngủ một lát cho em. Đấy, lên cho em là gối cổ 99.000 đồng hai cái ạ. Mã sản phẩm cho em là gối cổ và kèm số điện thoại nhận đơn. 99.000 đồng hai cái gối cổ luôn. Bao giá toàn quốc luôn cho mọi người, được chưa ạ? Đấy, đẹp nhất, chất lượng luôn nhá. Gối cổ kèm số điện thoại nhận đơn. Bộ chăn gối văn phòng đúng không em? Bộ chăn gối văn phòng tặng cho các chị cho vui. 149.000 đồng một bộ đi. Không có 165 gì nữa, được chưa ạ? Bộ chăn gối văn phòng gồm chăn và gồm gối này, để ngủ ở văn phòng này, để trên xe ô tô này. Vừa đắp này, vừa gối này. Đẹp nhức nách luôn ạ. Một bộ này các chị mua ngoài là 300 một bộ cơ. Đấy, em bán mọi người với giá bao nhiêu ạ? 149.000 đồng. 149.000 đồng một bộ chăn. Vừa chăn vừa gối, chăn thì nó nhét vào bên trong này. Đấy, nhét được vào bên trong luôn nhá. Đấy, bao giá toàn quốc mọi người. Nên ra là bộ chăn gối văn phòng kèm số điện thoại. Bông này mình tháo ra giặt được. Bông mình tháo ra giặt được luôn. Đấy, em tặng mọi người là 149 đi, không có 165 gì nữa cả. 149.000 đồng một bộ chăn gối văn phòng, được chưa ạ? Bao giá toàn quốc cho mọi người. Khăn spa em xịt đơn từ 5 cái cơ chị Mai Hương ơi. Không xịt đơn 2 cái đâu. Dòng nho Hogi tặng đốt các chị là 295.000 đồng. 4 hộp dòng nho. Thị trường đang bán 295.000 đồng một hộp nhỉ? 295.000 đồng 4 hộp dòng nho, mỗi hộp có 6 gói và tặng kèm các chị là 4 gói sốt mè luôn. Tặng kèm sốt mè về cho các chị chấm rau nho luôn. Rau nho này rau nho khô, đổ vào nước, để vào nước thôi là nó nở ra rồi. Nở ra được một đĩa luôn là ăn tẹt bô cho em ạ. Rau nho và kèm số điện thoại, ăn rau nho vừa nhiều collagen, vừa nhiều vitamin. Mình có thể ăn tối, thay bữa tối nếu ai mà giảm cân. Rau nho và kèm số điện thoại nhận đơn này. Bao giá toàn quốc cho mọi người nhá. Tặng mỗi chị một hộp băng Ergo này. Băng rán Ergo đúng không? 19.000 đồng một hộp 100 miếng. Mỗi chị một hộp. 19.000 đồng một hộp 100 miếng băng rán Ergo. Về là diện dự phòng trong nhà, đừng để lúc đắt đứt tay bắt đầu chạy ra cửa hàng mua. Chạy ví dụ như nhà có con nhỏ nó nghịch nó đứt tay cái, bây giờ có hai mẹ con ở nhà chạy ra cửa hàng mua thì vứt nó đi đâu, vác nó theo, phải dự trữ. Em bán cho mọi người có 19.000 đồng, em không được lãi 1.000 cho sản phẩm này. 19.000 đồng một hộp đấy, 100 miếng luôn, từ miếng vuông, miếng tròn, miếng dài, miếng bầu dục, có hết các loại miếng thôi chị, đứt kiểu nào mình dán kiểu đấy cho em. Đấy, bao giá toàn quốc cho mọi người, được chưa ạ? Lên cho em đúng cú pháp là gì? Băng rán Ergo và kèm số điện thoại nhận đơn nhá. Đấy, mã sản phẩm là dinh dưỡng đặc biệt, tiên uống bổ sung vitamin và khoáng chất của Nga. Các loại, tất cả các loại vitamin và khoáng chất chị em mình ăn uống đều bị thiếu, nên uống bổ sung. Muốn đẹp và mình khỏe mạnh hơn phải bổ sung vitamin. Em Hoàn mỗi sáng vẫn uống vitamin này luôn. Nói sai ngày mai không bao giờ bán được hàng luôn, được chưa? Đừng có mình dồn đơn, chị Thu Ba ơi, chia sẻ livestream. Ai chưa chia sẻ ấn vào nút chia sẻ đi, mai các chị không được gọi chốt đơn, lại tốn công ngồi săn ạ. Chia sẻ livestream comment mã kèm số điện thoại và đừng bao giờ comment dồn đơn. Nhá các chị nhá. Đừng có comment mã kèm dồn đơn, cứ mã kèm số điện thoại cho em là được, được chưa ạ? Lên cho em đúng cú pháp là dinh dưỡng đặc biệt ạ. Bổ sung tất cả các loại vitamin của Nga. Em tặng các chị với giá bao nhiêu? 129. Dinh dưỡng đặc biệt 129.000 đồng một lọ. Màu đỏ là cho người bình thường, màu xanh là cho người bị bệnh tiểu đường. Đấy, về uống dinh dưỡng đặc biệt này đi để bổ sung vitamin và khoáng chất, cơ thể khỏe hơn, tăng cường sức đề kháng, chống ốm đau bệnh tật, tất cả các loại vitamin và khoáng chất trong một hộp này. Chị nào người bình thường lấy màu đỏ, nhà ai bị bệnh tiểu đường thì uống màu xanh. Mà người tiểu đường thì chắc chắn là phải uống đủ những vitamin rồi, vì kiêng khem quá nhiều, nguyên cái hoa quả cũng phải kiêng thì làm sao mà khỏe được, đúng không? Vòng điều hòa huyết áp đúng không? Còn vòng tay đúng không? Vòng điều hòa huyết áp mà kèm em xin số điện thoại tặng các chị với giá bao nhiêu? Toma của Nhật, hàng chuẩn chỉ chính hãng cho mọi người. Các chị mua trên thị trường chắc chắn phải tiền triệu. Ít nhất tầm này phải mua tầm 1.8 triệu. Vòng điều hòa huyết áp tặng luôn các chị nhá. Bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Này cho nhá, bình thường bán 699 đúng không? Tặng luôn các chị này. Mã sản phẩm là vòng điều hòa huyết áp. Đây là vòng tay ạ. Em tặng luôn các chị 545.000 đồng. 545.000 đồng vòng điều hòa huyết áp của Nhật. Chị nào bị huyết áp cao, huyết áp thấp, đeo mua ngay và đeo vào cho em. Nó như mua như cái vòng bình thường luôn. Đấy, như cái vòng mạ vàng bình thường. Lên cho em đúng cú pháp vòng điều hòa huyết áp 545 nhá. 545. Vòng điều hòa huyết áp và kèm số điện thoại nhận đơn, được chưa?
À, giá toàn quốc thôi em tính cho các chị 525 đi. 525 một cái vòng điều hòa huyết áp đi nhá. Đấy, serum trị mụn của Ngọc Nữ Xuân cùng hãng Vinh Nám. Đấy, cứ chấm mụn, bị mụn đâu là chấm vào, khô còi mụn. Đấy, xẹp mụn rất là nhanh luôn. Serum trị mụn, chị nào bị mụn này, đừng để con mình bị mụn chi chít đến nỗi mặt rỗ ra rất là khổ nó. Mua cho cái bọn trẻ con học cấp 3 dậy thì cũng nhiều mụn này. Chị em mình thi thoảng ăn đồ cay nóng nó nên mụn này, mua dự trữ để một lọ này trong nhà. Cứ chấm vào cho em. Bị mụn đỏ lên là chấm, bị mụn đỏ lên là chấm cho em. Mã sản phẩm là? Serum em trị mụn kèm số này. Làm nhận đơn. Mua ở spa là 700.000 đồng một lọ. Em tặng các chị là 145 hai lọ. Được chưa? 145 hai lọ. Lên đúng cú pháp cho em là serum trị mụn ạ. Kèm cho em xin số điện thoại là các chị nhận đơn. 145 hai lọ serum trị mụn Ngọc Vũ Xuân. Cái này thần thánh lắm. Chị nào dùng rồi tưởng không tốt và tốt không tưởng. Ai dùng rồi cho em xin lời feedback nhé. 145.000 đồng hai lọ serum trị mụn. Ok chưa? Thôi em xin phép nghỉ like đây. Không like nữa đâu các chị ơi, mệt quá. Tặng nốt mã sữa đông trùng hạ thảo nhé. Còn bao nhiêu hộp em ơi? Sữa đông trùng hạ thảo và kèm em xin số điện thoại là nhận đơn. Nước rồi. Sữa đông trùng hạ thảo. Nghỉ nhá. Nghỉ nhá. Em mệt ý. Em bị mệt. Muốn tua các chị ơi. Hết mã. Nhưng mà bị mệt. Không có sức để tua hết mã nữa rồi. Còn nhiều mã lắm. Đấy là sữa đông trùng hạ thảo. Tặng các chị với giá bao nhiêu ạ? Đấy. Tặng các chị nhá. Các chị mua ngoài là 495 một hộp sữa đông trùng hạ thảo. Sữa bổ sung tinh chất đông trùng hạ thảo. Bổ sung sữa non, tinh chất yến mạch, các loại vitamin. Đông trùng hạ thảo và chất xơ hòa tan SOS giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hệ miễn dịch, người thiếu chất suy nhược cơ thể. Đấy, chống oxy hóa, điều hòa mỡ máu, huyết áp và tim mạch, hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa, sữa tinh chất đông trùng hạ thảo. Tặng các chị 1992 hộp. 1992 hộp. Lên đơn đúng cú pháp em là sữa đông trùng hạ thảo. Kèm số điện thoại. Like muộn mà các vết vẫn lên đơn ở mầm luôn. Không biết làm nào đây. Vẫn lên đơn ở mầm luôn các chị ạ. Sữa đông trùng hạ thảo và kèm số điện thoại nhá, làm nhiều hơn. Mai hệ thống sẽ tự động dồn đơn cho tất cả các chị yêu luôn, được chưa ạ? Rồi, đồng hồ chị đeo thì ngày mai em ơi. Đồng hồ chị đeo ngày mai nhá, ok chưa? Cần tây rong nho này, uống trước ăn để đến gốc này, thanh lọc này, cơ thể này, giảm mỡ bụng này. Đấy, đẹp da này. Cần tây rong nho, tinh chất cần tây, đây là dòng tinh chất này nó sẽ đắt hơn. Uống trước ăn ạ. 30 phút cho em uống vào buổi sáng cũng được, ngủ dậy là các chị uống. Sau đó là 30 phút sau hãy ăn sáng, giúp giảm cân này, bổ sung collagen làm đẹp da này, kiểm soát mỡ bụng này, thanh lọc cơ thể này, giải độc tố này, chống lão hóa này. Tinh chất cần tây rong nho pha cho em một gói này, uống trước ăn cho em 30 phút trước ăn sáng là tốt nhất. Hoặc là các bữa ăn trước các bữa ăn của các chị bình thường này nếu ai muốn giảm nhanh. Em tặng mọi người với giá là 68.000 đồng một hộp, được chưa? Tập đoàn Ergo sẽ để cho các chị giá là 6, nếu ai mua 10 hộp sẽ được trợ giá là 55.000 đồng một hộp. Còn mua một hộp là 68.000 đồng một hộp nhé. Lên đúng cú pháp cho em là cần tây rong nho kèm số điện thoại đi đơn. Cần tây rong nho kèm số điện thoại các chị được chốt đơn hàng thành công. Sao? Cần tây rong nho và kèm cho em xin số điện thoại là các chị được chốt đơn hàng thành công. Được chưa? Sữa Blackmore là sữa cho bé này. Sữa Blackmore cho bé này, sữa của Úc dành cho bé. Sữa này là dòng sữa mát, rất dễ tiêu hóa, uống nói chung là tiêu hóa tốt, hồng hào đẹp da bé lắm. Sữa Blackmore là sữa công thức cho bé của Úc. Sữa Blackmore này quá quen thuộc với các mẹ trên thị trường. Đấy, bản thân nhà con thằng thứ ba nhà em là từ bé đến lớn chỉ có uống sữa này. Số 3 là cho trẻ từ 1 tuổi trở lên đến tận lớn luôn. Từ 12 tháng tuổi trở lên đến tận lớn luôn. Lúc nào các chị kể cả 18 tuổi vẫn uống luôn. Đấy, sữa Blackmore của Úc nhá. Và kèm em xin số điện thoại là nhận đơn, được chưa? Em tặng cho mọi người sữa Blackmore với giá bao nhiêu ạ? 485.000 đồng một hộp. 485.000 đồng một hộp sữa Blackmore của Úc. Hàng chuẩn Úc cho các chị yêu luôn. Đấy, lên đơn đúng cú pháp là sữa Blackmore Úc. Không chị sorry ơi. Và kèm số điện thoại nhận đơn. Đây em nghỉ like đây. Chắc sẽ nghỉ like đây các chị ơi. Mệt quá. Blackmore Úc. Một hộp Ergo. Blackmore Úc uống ngon lắm. Con mình đang uống. Ok tình yêu. Con nhà em đang uống mà. Nhưng dán thải độc chân hết rồi ạ. Đấy ok chưa? Em tặng mọi người với giá bao nhiêu? 485 nhá. Một hộp Blackmore của Úc cho bé từ 12 tháng tuổi trở lên. Uống sữa này thì quá tốt, quá đỉnh rồi. Ôi trời ơi, tặng nốt một mã sữa nữa là sữa cho người tiểu đường nhá. Sữa nghệ cho những người bị bệnh dạ dày đi em ơi. Sữa nghệ cho những người bị bệnh dạ dày hoặc những người sau phẫu thuật giúp nhanh lành vết thương, hỗ trợ để điều trị dạ dày, bổ sung collagen làm đẹp da, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm cân và bổ sung canxi. Sữa nghệ,
sữa nghệ và kèm số điện thoại sữa tinh chất nghệ nano cucumin. Lên cho em mã sản phẩm là sữa nghệ. Chị yêu nào bị dạ dày này, chị yêu nào sau phẫu thuật này, nhanh lành vết thương này, đấy mình dùng cho em sữa nghệ này, bổ sung collagen đẹp da, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm cân, bổ sung canxi, sữa nghệ và kèm số điện thoại nhận đơn tặng nốt nhá. 1992 hộp lốt nhá. 1992 hộp sữa nghệ này bán 1992 hộp em mang lỗ thật sự luôn. Thật sự là dòng sữa nghệ bán 1992 hộp là em lỗ thật lòng luôn đấy các chị ạ. Rồi em nay lốt mã này em nghỉ thôi các chị ơi, mệt quá. Và sữa cho người tiểu đường, đây là dành riêng cho bệnh nhân tiểu đường 2092 hộp. Chị yêu nào bị bệnh tiểu đường hoặc người nhà bị bệnh tiểu đường thì mình mua ngay sữa này. Bởi vì bệnh tiểu đường kiêng khem nhiều lắm, thiếu chất nhiều, không uống sữa suy giảm sức đề kháng và sinh ra rất nhiều bệnh khác. Và chị ơi like tiếp đi, Đỗ Thị Quyên ơi, không thể like tiếp được đâu, mệt lắm rồi. Nghỉ đã. Hoa Anh Thảo hết rồi ạ. Sữa cho người tiểu đường thì người tiểu đường họ bị suy giảm sức đề kháng và sinh ra nhiều bệnh khác, toàn bị chết do bệnh khác thôi, bị nhiễm ra nhiều bệnh khác ấy. Đấy, còn bản thân bệnh tiểu đường là vì kiêng khem quá nhiều phải bổ sung dinh dưỡng. Dinh dưỡng cho người tiểu đường, sữa cho chuyên cho người tiểu đường nhá, 2092 hộp nhá. 2092 hộp sữa cho người tiểu đường. Khẩu trang hôm nay là 275.000 đồng một thùng rồi chị My like ạ. Lên giá chóng mặt luôn. Thôi em xin phép nghỉ like đây ạ. Bye bye tất cả các chị yêu ạ. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại các chị vào chương trình ngày mai nhá. Bye bye các chị yêu. Ngày mai là về được vừa hot lắm. Chân lụa này. Nhiều hàng lắm. Bye bye các chị yêu. Có khẩu trang cá cho bé không em? Khẩu trang cá các bé có 99.000 đồng 10 gói. Mỗi gói là 10 cái khẩu trang cá bé nhá. Không lên gì nữa, giờ này còn hỏi là lên gì, lên chăn ga gối em không lên được nữa đâu, em mệt lắm. Cho em nghỉ một tí nhá. Để mai em lấy sức à. Em ngay tiếp à. Hôm nay mệt lắm luôn ạ. À. Đấy, bao giá toàn quốc nhá. Bye bye các chị yêu. 229 từ đời ba tổng nó rồi chị Hà Ngố ơi. Nó lên lên từ lâu rồi chị ạ. À. Bye bye các chị. Sao chị cũng bảo sau hôm trước bán 199 đi. Hôm trước còn bán có 199, hôm nay lên 275 rồi ạ. À. 199 xong 225, 229, 249, 268 xong bây giờ lên 275 rồi. Chỉ cuối tháng thôi là lại phải lên 299 luôn ấy, giá lên kinh khủng luôn ấy. Rồi bye bye tất cả các chị yêu ạ. À. Em nhìn này. Thật nhanh khẩu trang còn kịp, Tết nhất lên kinh khủng luôn.